Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 78. Nam tử trung niên nghe thấy lời nói Tiêu Phàm hơi ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm một cái, cuối cùng gật đầu. Tiêu Phàm xin ra mắt tiền bối. Tiêu Phàm hít sâu một cái, hơi thi lễ nói, hắn không nghĩ tới bản thân vậy mà nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết. Tu La Điện chủ đời thứ nhất tuyệt đối là cấp bậc lão quái vật chiến hồn đại lục. Một người chết mà thôi. Nam tử trung niên khoát khoát tay, sau đó thập phần bình thản nói ra, đem truyền thừa ngươi được cho ta nhìn. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, bàn tay nam tử trung niên đột nhiên dán trên trán Tiêu Phàm căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Mặc dù nội tâm Tiêu Phàm khó chịu, nhưng cũng không thể làm gì, nếu như đối phương muốn đối phó hắn, bằng vào khí thế kia, hắn tuyệt đối không có phần phản kháng. Tiêu Phàm hiện tại lo lắng, chính là đối phương phát hiện Bạch Thạch tồn tại, trong ý thức Tiêu Phàm, Bạch Thạch mới là bí mật lớn nhất. Hắn sở dĩ có thể trọng sinh chính là bởi vì Bạch Thạch tồn tại. Làm Tiêu Phàm buông lỏng một hơi là vẻn vẹn mấy tức thời gian, đối phương liền buông trán hắn ra, lúc Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, đối phương đã xuất hiện ở mấy bước có hơn. Tu La truyền thừa vậy mà 10 không còn một. Nam tử trung niên lắc lắc đầu nói, trong mắt đều là vẻ thất vọng, 2 vạn năm vậy mà không một người thành công, nhìn đến là ta suy nghĩ nhiều. Tiêu Phàm không hiểu nhìn nam tử trung niên. Sắc mặt chậm rãi khôi phục bình tĩnh, thầm nghĩ trong lòng, hắn hẳn không có phát hiện Bạch Thạch, chỉ là quan sát Tu La truyền thừa mà thôi. Dạ Cửu U cũng là quyết tâm, 2 vạn năm lại còn chưa chết tâm. Nam tử trung niên tự nhủ, Tiêu Phàm đứng ở một bên không có quấy rầy. Bất quá câu nói này hắn lại minh bạch là có ý gì, Dạ Cửu U trong miệng nam tử trung niên hẳn là Cửu U ma thần. Nội tâm Tiêu Phàm rung động là Cửu U ma thần chẳng lẽ sớm tại 2 vạn năm trước liền bắt đầu công kích chiến hồn đại lục. Ngươi tên Tiêu Phàm đúng không, lấy thực lực ngươi không thể nào là đối thủ Dạ Cửu U, bất quá ta bây giờ có thể cho ngươi một cơ hội, đưa ngươi rời khỏi thế giới này, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện, như thế nào? Nam tử trung niên lấy lại tinh thần, nhìn Tiêu Phàm nói. Không cần. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, không chút do dự lắc lắc đầu nói. Hắn không biết nam tử trung niên là thăm dò hay là có ý gì, nhưng Tiêu Phàm hắn là tuyệt đối không có khả năng rời khỏi chiến hồn đại lục như vậy. Nơi này còn có vợ hắn, thân nhân hắn, thân bằng hảo hữu hắn muốn bảo hộ tất cả. Trong lòng Tiêu Phàm, sinh mệnh mình đều không quan trọng bằng những người này, hắn làm sao có thể một mình rời đi. Ngươi phải rõ ràng cơ hội chỉ có một lần, không bao lâu Dạ Cửu U đoán chừng sẽ khôi phục. Lần này nếu như lại không lấy được đồ hắn muốn, đoán chừng sẽ trực tiếp hủy diệt thế giới này. Nam tử trung niên sắc mặt đạm mạc, hoàn toàn nhìn không ra trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Mặc dù ta không biết hắn muốn cái gì từ thế giới này, nhưng nếu như hắn muốn hủy diệt thế giới này, ta không cho phép, người chiến hồn đại lục cũng sẽ không cho phép, chiến là được, không chiến mà bại, ta nghĩ các hạ cũng không phải người như vậy. Tiêu Phàm cau mày một cái. Nguyên bản hắn còn tôn kính nam tử trung niên trước mắt, nhưng khi nghe nam tử trung niên nói, hình ảnh hắn đối với Tiêu Phàm giảm bớt đi nhiều. Ngươi không sợ chết, nam tử trung niên tiếp tục nói, thần sắc không hề bận tâm. Đương nhiên sợ chết, nhưng có chút sự tình sợ chết cũng phải làm, không phải sao. Tiêu Phàm lắc đầu, thần sắc vô cùng kiên định, hắn không có khả năng mặc cho chiến hồn đại lục hủy diệt, vô luận đối thủ là ai, trừ phi bước qua thi thể hắn. Nghe nói như thế, nam tử trung niên nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, một cỗ khí thế bàng bạc tập trung vào hắn, muốn biết rõ ý nghĩ sâu trong nội tâm Tiêu Phàm. Bất quá Tiêu Phàm lại bất động như sơn, ý chí hắn thập phần kiên định, hơn nữa, hắn cũng không có nói dối, tự nhiên không thẹn vô tâm. Người biết rõ lịch đại Tu La, tại sao không bằng Dạ Cửu U không? Hồi lâu, nam tử trung niên đột nhiên hỏi. Tiêu Phàm không biết vì sao nhìn nam tử trung niên. Hắn lúc này mới phát hiện phía sau lưng bản thân sớm đã mồ hôi ướt nhẹp, vừa nãy hắn đối mặt áp lực không phải nhỏ. Huyết mạch không bằng Cửu U ma thần, ngẫm lại, Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Hắn vừa mới đã xác định, Tu La huyết mạch thể nội bản thân cùng huyết mạch thể nội Cửu U ma thần là đồng nguyên, bất quá huyết mạch chi lực lại xa xa không tinh thuần bằng đối phương. Còn gì nữa? Nam tử trung niên lại hỏi. Truyền thừa không bằng hắn. Tiêu Phàm ngẫm lại, lại phun ra mấy chữ,
vừa nãy hắn nghe nam tử trung niên nói bản thân được tu la truyền thừa căn bản không hoàn toàn. Ngươi nói đúng, cũng không đúng. Nam tử trung niên lắc đầu, nói cửu u ma thần trong miệng ngươi kêu Dạ Cửu U, mà ta tên đầy đủ là Dạ Cửu Thiên, ngươi nên đoán được một chút chưa? Dạ Cửu Thiên, Tiêu Phàm hơi nhíu mày, vẫn lắc lắc đầu nói, vãn bối đoán không được, không biết lịch đại tu la điện chủ chỗ nào không bằng Dạ Cửu U. Nghe thấy Tiêu Phàm nói, nam tử trung niên Dạ Cửu Thiên lại mỉm cười, nói, ngươi ngược lại rất thành thật, chỗ các ngươi không bằng Dạ Cửu U là rất nhiều. Bởi vì các ngươi cơ hồ không có cái gì mạnh hơn Dạ Cửu U. Tiêu Phàm thập phần im lặng, nếu như không phải xem trên mặt mũi hắn là tu la điện chủ đời thứ nhất, Tiêu Phàm đoán chừng trực tiếp một cước đạp lên. Nha, nói nhiều như vậy đơn giản đều là nói nhảm. Nếu như bọn hắn có thể mạnh hơn Dạ Cửu U, lịch đại tu la điện chủ cũng sẽ không bị Dạ Cửu U giết chết. Ngươi vừa nói cũng không sai, huyết mạch, truyền thừa, các ngươi đều không bằng Dạ Cửu U, bất quá chủ yếu nhất là mệnh cách các ngươi không bằng Dạ Cửu U, cho nên các ngươi mới khi thắng khi bại. Dạ Cửu Thiên ngẩng đầu nhìn phía trên. Không đợi Tiêu Phàm ngắt lời, Dạ Cửu Thiên lại thở dài nói, dù là năm đó, ta cũng không phải đối thủ của hắn, huống chi là các ngươi. Lại là mệnh cách, chẳng lẽ không có những biện pháp khác sao? Sắc mặt Tiêu Phàm khẽ hơi trầm xuống một cái, thần sắc hắn thập phần không cam lòng, hắn không phải một người nhận mệnh. Các ngươi có cơ hội duy nhất đánh bại hắn, nhưng các ngươi cũng chưa từng làm được, bao gồm cả ta. Dạ Cửu Thiên lắc đầu, thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái nói, cơ hội duy nhất có thể đánh bại hắn ngay trong tay ngươi. Tại ta trong tay, Tiêu Phàm một mặt không tin. Tu La Điện truyền thừa huyết sắc hạp tử tại ngươi trên người chứ? Dạ Cửu Thiên gật đầu. Tiêu Phàm gật đầu, trong bàn tay, lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một cái huyết sắc hạp tử, đúng là hắn trước đó tại bên trong vị trí bí cảnh Tu La Điện lấy được. Chỉ cần ngươi có thể mở ra cái hộp này, ngươi liền có thể có được lực lượng đánh bại Dạ Cửu U. Dạ Cửu Thiên cười cười nói. Tiêu Phàm lắc đầu, nói ta mở không ra. Cái hộp này Tiêu Phàm đã thử qua rất nhiều lần, dù là hắn đột phá chiến thần cảnh cũng căn bản mở không ra cái hộp này. Vậy sao? Dạ Cửu Thiên cau mày một cái, khóe mắt lóe qua vẻ thất vọng. Một màn này vừa lúc bị Tiêu Phàm bắt được, Tiêu Phàm vội vàng thu hồi huyết sắc hạp tử, sau đó lui ra phía sau mấy bước. Sắc mặt âm trầm nói, ngươi không phải Dạ Cửu Thiên. Ta chính là Dạ Cửu Thiên. Dạ Cửu Thiên hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm, thập phần khẳng định nói. Nếu như là Tu La Điện chủ Dạ Cửu Thiên đời thứ nhất, hắn không cần thiết quan sát Tu La truyền thừa của ta. Hơn nữa ngươi vừa nãy mặc dù ẩn tàng rất tốt nhưng ánh mắt nhìn về phía cái hộp kia tràn ngập tham dục. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Tu La Điện chủ thế hệ này thực lực mặc dù kém một chút, nhưng nhãn lực không tệ, đáng tiếc vẫn phải chết. Dạ Cửu Thiên nhe răng cười một tiếng. Sau đó hư ảnh một trận biến hóa, bỗng nhiên biến thành khác một khuôn mặt khác, cả người bỗng nhiên hướng về mi tâm Tiêu Phàm kích xạ đi. Tiêu Phàm cách Dạ Cửu Thiên chỉ có 3 bước xa, khoảng cách như vậy đối với chiến thần cảnh cường giả mà nói hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Trong nháy mắt Dạ Cửu Thiên liền bắn vào mi tâm Tiêu Phàm, lúc xuất hiện đã là bên trong thần cung Tiêu Phàm. Hắn muốn đánh giết linh hồn chi thể Tiêu Phàm nhưng mà khiến hắn kinh ngạc là bốn phía một mảnh đen kịt, căn bản tìm không thấy linh hồn chi thể Tiêu Phàm. Nơi này là, nhìn bốn phía xung quanh, trên mặt hắn rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc nói, thần cung. Giống một tiếng ngập trời gầm thét vang vọng thần cung Dạ Cửu Thiên theo bản năng nhanh chóng hướng về một bên thối lui, tốc độ của hắn rất nhanh nhưng vẫn bị một đạo móng vuốt bắt được, cánh tay trái bị xé xuống. Dạ Cửu Thiên thấy thế trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, thí thần, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Xem ra tin tức bản thể ngươi cũng không có truyền lại cho ngươi, tin tức ngươi cũng không truyền lại cho bản thể ngươi, ta nói đúng không, Dạ Cửu U? Không đợi thí thần mở miệng, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Lại nhìn thấy Tiêu Phàm chậm rãi xuất hiện ở bên người thí thần thú, nơi hắn đi qua, hư không cũng trở nên sáng sủa. Bọn hắn tựa như đứng sừng sững ở bên trong một mảnh tinh hà vô ngần. Tiêu Phàm đạm mạc nhìn bóng người đối diện, lại cười cười nói, không đúng, ta phải gọi ngươi là Cửu U Ma Thần mới đúng, không nghĩ tới thực bị ta đoán trúng. Ngươi vừa rồi là đang lừa ta, bóng người đối diện phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm. Rất hiển nhiên, hắn cũng không phải là Dạ Cửu Thiên, mà là một sợi tàn niệm Dạ Cửu U,
chỉ là hóa thành bộ dáng giả cửu thiên mà thôi. Ngay từ đầu Tiêu Phàm đã nghi hoặc, hắn nuốt huyết dịch cửu u ma thần làm sao lại đi ra Tu La Điện chủ giả cửu thiên đời thứ nhất đây, theo lý thuyết nên xuất hiện giả cửu u mới đúng. Dù sao, chỗ hắn luyện hóa cửu u ma huyết chính là giả cửu u, ẩn chứa sợi tàn niệm giả cửu u cũng là chuyện hợp lý. Bất quá, Tiêu Phàm thật đúng là kém chút bị giả cửu u lừa gạt, nếu như không phải phát hiện hắn nhìn thấy huyết sắc hạp tử lộ ra vẻ kinh ngạc cùng tham lam, Tiêu Phàm thật đúng là không cách nào xác nhận thân phận hắn. Hơn nữa, trước đó biểu hiện giả cửu u cường thế vậy đều là cố ý lừa gạt hắn, hết thảy đều là vì huyết sắc hạp tử trong tay hắn. Kỳ thật tàn niệm giả cửu u chỉ là miệng cọp gan thỏ mà thôi, huống chi bây giờ còn là bên trong thần cung, Tiêu Phàm chính là chúa tể, tự nhiên là không sợ hãi. Lừa ngươi hay không đều đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiêu Phàm lắc đầu, thập phần nghiêm túc nói ra, ta rất muốn biết bên trong huyết sắc hạp tử đến cùng là thứ gì, vậy mà đường đường là cửu u ma thần lại quan tâm như thế. Thần sắc giả cửu u lấp lóe không yên, bị một tên tiểu bối trêu đùa, sắc mặt hắn chẳng tốt đẹp gì, dù chỉ là một sợi tàn niệm. Vừa nãy hắn còn muốn đoạt xá Tiêu Phàm, nhưng hiện tại xem ra là không có khả năng. Tiêu Phàm nắm giữ thần cung không nói, còn được linh hồn thí thần thú. Vô luận bên nào hắn đều không phải là đối thủ, trước đó phát ra loại khí tức vô thượng kia chỉ là hắn giả ra mà thôi. Đến mức Tiêu Phàm cũng không dám có bất kỳ sức phản kháng, đến Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận, giả cửu u đúng thật là diễn quá tốt, đến hắn còn mém chút bị lừa. Người vậy mà không biết bên trong là cái gì? Giả cửu u một mặt không tin nhìn Tiêu Phàm, ánh mắt lấp lóe không ngừng. Tựa như đang xoắn suýt cái gì. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn giả cửu u, hắn biết giả cửu u rõ ràng là miệng cọp gan thỏ, huống chi hắn chỉ là một sợi tàn niệm trong giọt máu tươi mà thôi, có mạnh hơn lại có thể mạnh hơn thế nào. Bất quá, ánh mắt Tiêu Phàm vẫn có một tia đề phòng, giả cửu u có thể phân thây không chết, thực lực khủng bố liền không phải hắn có thể tưởng tượng. Xem ra ngươi không nguyện ý nói cho ta biết. Tiêu Phàm đạm mạc lắc đầu, đưa tay vung lên. Vô số hắc ám vào tới bốn phía, không gian bỗng nhiên biến bắt đầu vặn vẹo. Nửa người hư ảnh giả cửu u dưới bỗng nhiên nổ tung, hắn phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm, thứ này tạm thời gửi lại trong tay ngươi, bản tôn rất nhanh sẽ khôi phục, đến thời điểm bản tôn tự mình đến lấy. Chết, Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, lực lượng thần cung lần nữa tăng nhiều, thanh âm giả cửu u vừa rơi xuống liền bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một mảnh quang vũ hướng bốn phía. Tiêu Phàm hít sâu một cái, cau mày, một mặt chưa tỉnh hồn nói, cũng may phát hiện kịp thời, bằng không hậu quả khó mà lường được. Nếu quả thật coi hắn là Tu La Điện chủ đời thứ nhất, đến thời điểm bản thân quá mức tin tưởng hắn, đoán chừng sẽ đem tất cả bí mật trên người đều bại lộ cho giả cửu u. Đối với Tiêu Phàm mà nói, đây tuyệt đối là chuyện nguy hiểm nhất, đừng nói hắn vốn không phải đối thủ giả cửu u, dù lực lượng hai người ngang nhau, giả cửu u hoàn toàn biết tình huống Tiêu Phàm. Muốn giết hắn cũng tuyệt đối không khó. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm có chút may mắn, tin tức tàn niệm giả cửu u có vẻ như không truyền lại cho bản thể hắn, coi như sợi tàn niệm biết rõ bí mật bản thân cũng không có ảnh hưởng gì. Xem ra về sau gặp được Tu La Điện chủ đời thứ nhất cũng phải cẩn thận mới được. Tiêu Phàm cho bản thân sách một cái cảnh tỉnh, trên đời này người có thể khiến cho hắn tin tưởng mặc dù không ít, nhưng tuyệt đối không phải một người xa lạ. Cho dù Tu La Điện chủ đời thứ nhất cũng không được. Tiêu Phàm cũng sợ đêm dài lắm mộng cho nên mới có thể trực tiếp diệt sát tàn niệm giả cửu u. Mở bàn tay, trong tay hắn lại xuất hiện một cái huyết sắc hạp tử, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, chẳng lẽ giả cửu u thực sự là vì cái hộp này? Bên trong cái hộp này đến cùng là cái gì? Tiêu Phàm bên trong Tu La truyền thừa tìm kiếm thật lâu, lại không tìm ra bất luận tin tức gì liên quan tới huyết sắc hạp tử. Bất quá Tiêu Phàm biết, lấy tầm mắt giả cửu u có thể làm cho hắn quan tâm, hơn nữa chấp nhất hai vạn năm làm sao có thể đơn giản. Tiêu Phàm rất muốn đánh mở huyết sắc hạp tử, nhưng hắn nghĩ hết biện pháp cũng vô pháp mở ra, cái này khiến Tiêu Phàm đối với đồ vật bên trong càng thêm tò mò. Sau đó, Tiêu Phàm lấy ra một khối ngọc thạch, dùng một chuôi tiểu kiếm đao phía trên cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu điêu khắc. Nếu vật này quý giá như thế, Tiêu Phàm tự nhiên không thể đem vật này tùy ý đặt ở bên trong tiểu thiên địa, mặc dù người bình thường cũng không dò được tiểu thiên địa tồn tại. Thật lâu Tiêu Phàm mới dừng lại, ngọc thạch trong tay hắn nhìn qua liền tựa như một khối đá bình thường,
bất quá trong tảng đá lại có một cái tiểu không gian. Tiêu Phàm đem huyết sắc hạp tử để vào trong không gian ngọc thạch, sau đó nhìn về phía thí thần nói, thí thần, đồ vật đặt ở bên trong thần cung, người thay ta bảo quản. Giống giống thí thần gầm nhẹ một tiếng, rất hiển nhiên linh trí nó đã không kém gì hài nhi 1-2 tuổi, nghe hiểu được ý tứ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn ngọc thạch trong tay một cái, sau đó trực tiếp đem ngọc thạch ném vào bên trong hư không vô ngần, ở chỗ này hắn chính là chúa tể, huống chi còn có thí thần thủ hộ, người bình thường muốn được huyết sắc hạp tử cơ hồ không có khả năng. Hồi lâu, Tiêu Phàm lúc này mới bình tĩnh lại, tâm thần rời khỏi thần cung. Cảm thụ được tự thân biến hóa, trên mặt Tiêu Phàm lộ ra một vẻ hài lòng, bởi vì hắn rốt cục có thể phát huy ra áo nghĩa chi lực. Nắm giữ áo nghĩa chi lực, cho dù là đối mặt chiến thần cảnh trung kỳ, Tiêu Phàm cũng không sợ đánh một trận, đây chính là lực lượng hắn. Nếu như điều động lực lượng tiểu thiên địa, Tiêu Phàm thậm chí tự tin có thể chém giết chiến thần cảnh trung kỳ. Dạ Cửu U có một chút nói không sai, huyết mạch chi lực hắn xác thực cao hơn ta, một giọt huyết dịch bình thường vậy mà làm cho tu la huyết mạch có một tia tăng cường, nếu như có thể được Cửu U ma huyết của những người khác thì sao? Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, khóe miệng hơi hơi dương lên. Tiêu Phàm, lăn ra, bên ngoài càn khôn định thiên đỉnh, Minh La gầm thét, không giết chết Tiêu Phàm cũng liền thôi, lại còn tổn thất một chiến thần cảnh, chuyện này khiến hắn làm sao không giận được. Hiện tại, hắn chỉ muốn đem Tiêu Phàm chém thành muôn mảnh, đáng tiếc lực lượng bọn hắn căn bản không đủ để hủy diệt càn khôn định thiên đỉnh. Có vết xe đổ, bọn hắn lại không dám tùy tiện tới gần càn khôn định thiên đỉnh, sợ bị Tiêu Phàm tính toán. Mặt khác, năm cường giả chiến thần cảnh cũng nghiến răng nghiến lợi, từng ấy năm tới nay bọn hắn còn chưa bao giờ bị thua thiệt trong tay tu sĩ đồng bậc. Mấu chốt là tu sĩ cùng giai giờ phút này còn không cách nào phát huy ra thực lực chiến thần cảnh. Không ngừng thi triển thần lực chi hỏa, đối với Minh La bọn hắn tiêu hao cũng rất lớn, mấy người rốt cục dừng lại, há mồm thở dốc, phẫn nộ nhìn chằm chằm càn khôn định thiên đình. Thần tử, thể nội tiểu tử này nắm giữ vô tận chi hỏa, thần lực chi hỏa chúng ta đoán chừng đốt không chết hắn. Hắc bào lão giả chiến thần cảnh trung kỳ đột nhiên mở miệng nói. Sao ngươi không nói sớm? Minh La hung dữ chừng hắc bào lão giả một cái. Hắc bào lão giả cười khổ một hồi, hắn vừa không phải cũng là không nghĩ tới sao. Nếu như hắn biết rõ, khẳng định đã sớm nói ra, hắn cũng không muốn lãng phí tâm lực. Không thể không nói, thời điểm một người bị cừu hận cùng phẫn nộ che đậy hai mắt, năng lực suy tính cơ hồ là không, Minh La bọn hắn chính là ví dụ tốt nhất. Là các ngươi quá ngu xuẩn. Lúc này, một đạo thanh âm đột ngột vang lên, ngay sau đó, một vệt sáng từ bên trong càn khôn định thiên đỉnh xông ra, nhanh chóng hướng về chân trời lao đi. Lúc Minh La bọn hắn lấy lại tinh thần, lại phát hiện càn khôn định thiên đỉnh đã không thấy tăm hơi, cuối chân trời lại có một đạo thân ảnh đang nhanh chóng chạy trốn. Muốn chạy, ngươi chạy được sao, đuổi theo cho ta, Minh La lạnh lùng cười một tiếng, hóa thành một vệt sáng nhanh chóng hướng về chân trời lao đi. Tốc độ Tiêu Phàm rất nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi, đến mức làm cho đám Minh La phía sau kinh ngạc không thôi, tốc độ này hoàn toàn không giống một chiến thánh cảnh có thể đạt tới. Thần tử, chẳng lẽ hắn cũng có thể ngăn cản áp chế của thần linh cấm khu, có thể thi triển lực lượng áo nghĩa? Hắc bào lão giả cau mày một cái. Ngươi không thấy hắn thi triển tu la thần dược à, dùng thần lực thôi động, tốc độ tu la thần dược tự nhiên không thua chiến thần cảnh. Minh La lại lắc đầu. Hắn thấy, nếu như tu la điện chủ ngay cả dạng tốc độ này đều không có, vậy đó mới là dị thường. Hắc bào lão giả cau mày một cái cũng không nói gì, bất quá thần sắc hắn lại vô cùng ngưng trọng, hiển nhiên hắn vẫn tin tưởng Tiêu Phàm đã khôi phục thực lực chiến thần cảnh. Sau nửa ngày, mọi người đã bắt đầu há mồm thở dốc, Tiêu Phàm tựa như không muốn sống điên cuồng chạy trốn làm những tu sĩ chiến thần cảnh đó có chút tiếp nhận không được. Tốc độ bọn họ cũng rốt cục chậm xuống. Bốn người các ngươi lưu lại, Cốc lão, ngươi theo ta đi giết hắn. Minh La lạnh lùng quét bốn chiến thần cảnh sơ kỳ một cái, thiếu chút nữa thì gọi ra hai chữ phế vật. Được. Hắc bào lão giả gật đầu, dạng tốc độ này đối với hắn mà nói cũng không tính là gì, dù sao hắn cũng là cường giả chiến thần cảnh trung kỳ. Tốc độ hai người rất nhanh, trong nháy mắt liền vứt bỏ bốn chiến thần cảnh sơ kỳ kia. Bốn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng dứt khoát dừng lại.
lấy tốc độ bọn họ là không có khả năng đuổi kịp Minh La, cùng lãng phí thần lực, còn không bằng lưu lại. Đã nửa canh giờ thần tử còn chưa có trở lại, tiểu tử kia sẽ không trốn vào tầng thứ hai rồi chứ? Đoán chừng có khả năng đó, tiểu tử kia mặc dù không cách nào thi triển ra lực lượng chiến thần cảnh nhưng tốc độ lại tuyệt luân, căn bản không phải ngươi và ta có thể so sánh. Hy vọng thần tử cùng cốc lão có thể giết hắn, cũng miễn cho chúng ta phải xuất thủ, kẻ này quá nguy hiểm. Sau nửa canh giờ, bốn chiến thần cảnh dị tộc nhìn thấy Minh La còn chưa trở lại, trên mặt cũng lộ ra một tia lo lắng, thật sự là Tiêu Phàm cho bọn hắn cảm giác quá quỷ dị. Hơn nữa, hung danh lịch đại Tu La Điện chủ tại dị tộc đoán chừng chỉ yếu hơn thí thần. Các ngươi rất muốn ta chết sao? Lúc mấy đang người nghị luận, một đạo thanh âm băng lãnh đột nhiên vang, cùng lúc đó một đạo kiếm mang từ trong hư vô xuất hiện, tốc độ nhanh như thiểm điện. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phốc phốc, lợi mang trực tiếp xuyên thủng lông mày hai người trong đó, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng nào, hai người khác bị dọa đến nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng mà tốc độ đạo hắc ảnh kia càng nhanh, như là thuấn di. Phốc một tiếng, một chuôi huyết kiếm lại xuyên thủng mi tâm người thứ ba, vẻn vẹn trong nháy mắt người kia liền chết không thể chết lại. Không thể không nói tốc độ bóng đen rất nhanh, diệt sát ba chiến thần cảnh cũng rất nhanh, dạng tốc độ xuất thủ này quá mức dọa người. Là ngươi không phải chạy trốn sao? Làm sao lại ở chỗ này? Một chiến thần cảnh cuối cùng sợ hãi nhìn Tiêu Phàm, theo bản năng hướng phía sau thối lui. Chết ba đồng đội với hắn mà nói không thể nghi ngờ là đả kích cực lớn, hắn hiện tại căn bản lực lượng hoàn thủ đều không có. Cách hắn không xa đứng đấy một hắc bào thanh niên, chính là Tiêu Phàm đã đi mà quay lại. Tu sĩ dị tộc hoàn toàn không cách nào lý giải Tiêu Phàm làm như thế nào xuất hiện ở nơi này. Minh La cùng cốc lão rõ ràng truy theo mà, coi như không giết chết hắn cũng không thể âm thầm đánh trở lại mới đúng. Hơn nữa, Tiêu Phàm ẩn núp quá mức quỷ dị, liền bọn hắn cũng không phát hiện, nhất là tốc độ xuất thủ, tuyệt đối không phải chiến thần cảnh sơ kỳ có thể làm được. Tu La luyện ngục, nhưng mà Tiêu Phàm căn bản không cho hắn cơ hội, Tu La thần nhãn phóng huyết sắc quang mang, huyết hắc sắc nghiệp hỏa bắt đầu điên cuồng đốt cháy linh hồn người kia. Cùng lúc đó, trong đôi mắt Tiêu Phàm bắn ra hai đạo lục sắc quang mang, xông thẳng trong đầu chiến thần cảnh. Không được dị tộc chiến thần cảnh ngửa mặt lên trời gào thét nhưng mà vẫn khó mà ngăn cản linh hồn Tiêu Phàm trùng kích, mấy tức sau, hai mắt hắn trở nên trống rỗng. Bái kiến chủ nhân. Dị tộc cường giả cung kính quỳ gối trước người Tiêu Phàm, bên trong ánh mắt đều là vẻ kính sợ. Thần sắc Tiêu Phàm hơi có chút trắng bệch, vừa thi triển ra lực lượng tính chất bạo tạc. Đối với hắn tiêu hao rất lớn, bất quá, có thể trong thời gian ngắn ngủi một hơi chém giết ba chiến thần cảnh đã coi như là chiến tích đáng sợ. Nhìn dị tộc cường giả bị xóa đi ý chí, khóe miệng Tiêu Phàm hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng cười lạnh nói, Minh La, chúng ta có qua có lại, lần này ta đưa kinh hỉ, hy vọng ngươi thích nó. Dứt lời, Tiêu Phàm quét dị tộc cường giả quỳ trên mặt đất một cái, dị tộc cường giả cung kính cúi lạy, nhanh chóng hướng về nơi xa bay đi. Giờ phút này, Minh La cùng cốc lão đang nhanh chóng hướng trở về, hai người đuổi tới nửa đường lại không phát hiện bất luận khí tức Tiêu Phàm, bọn hắn lúc này mới biết bản thân bị Tiêu Phàm điệu hổ ly sơn. Hơn nữa, Minh La cũng rốt cục minh bạch Tiêu Phàm thật có khả năng khôi phục thực lực chiến thần cảnh. Nếu quả thật là dạng này, bốn chiến thần cảnh kia có khả năng đã nguy hiểm, cũng không phải Minh La quan tâm bốn chiến thần cảnh chết sống, mà là bị Tiêu Phàm trêu đùa làm nội tâm hắn vô cùng phẫn nộ. Hai người tốc độ rất nhanh, trên mặt Minh La rốt cục lộ ra một tia ý cười, nhe răng nói, ngay tại phía trước, lần này nếu bị ta bắt được hắn, nhất định đem hắn ăn sống nuốt tươi. Thần tử, ngươi nhìn, cốc lão đột nhiên chỉ phía trước nói. Minh La nhìn thấy đạo thân ảnh áo bào đen phía trước chạy trốn đến, cau mày, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Cũng liền hai cái hô hấp thời gian, đạo thân ảnh liền đi tới bên hai người, khi thấy Minh La bọn hắn. Trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, thần tử, cứu mạng. Không đợi người kia tới gần, cốc lão liền vội vàng đỡ lấy người kia, khi thấy vết máu trên thân người, trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn đâu? Chết, bọn hắn đều chết, người tới bi phẫn nói, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Rất hiển nhiên, hắn chính là dị tộc cường giả bị Tiêu Phàm thi triển chủng ma chi thuật, xóa đi ý chí.
Bất quá giờ phút này trên người hắn lại có mấy vết đao, máu tươi đã kết thành u cục, nhìn qua hết sức đáng sợ. Là Tiêu Phàm, Minh La trầm giọng hỏi, sát khí băng lãnh từ trên người hắn bạo phát ra, trong không khí đều kết thành từng đạo xương lạnh. Là hắn, hắn đi rồi quay lại, đánh lén bốn người chúng ta, nếu như không phải thuộc hạ trốn được nhanh, lại tăng thêm ba người bọn họ cuốn lấy hắn, thuộc hạ đoán chừng đã không gặp được thần tử. Người kia lộ ra bộ dáng chưa tỉnh hồn. Hỗn trướng Tiêu Phàm, bản thần tử nhất định vặn đầu hắn xuống. Minh La phẫn nộ vỗ ra một trường, trường cương bá đạo trực tiếp đem một tòa núi nhỏ bắn bay, đất đá bắn ra bốn phía, bụi bặm đầy trời. Thể nội hắn như có vô hạn buồn bực và phẫn nộ phát tiết không ra, đành phải hướng về phía sơn phong xuất khí. Hồi lâu, Minh La mới bình tĩnh xuống, mở bàn tay ra, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, đi đến trước người người kia, đem bình ngọc đưa cho hắn, đây là ngọc lộ đan, nuốt vào. Đa tạ thần tử. Người kia cung kính một xá, hai tay đón bình ngọc. Nhưng mà, Minh La lại tùy ý quăng ra, đem bình ngọc ném ở trong tay người kia, Tiêu Phàm âm thầm thấy cảnh này liền phiền muộn. Trong lòng càng thầm mắng không thôi, Minh La thật đúng là vô cùng cẩn thận, nguyên bản đây chính là cơ hội tuyệt hảo tập sát hắn, đáng tiếc liền bỏ lỡ như thế. Hắn trốn về phương hướng nào? Minh La lại hỏi. Người kia một tay cất bình ngọc, một tay khác chỉ sau lưng Minh La. Minh La cùng cốc lão theo bản năng hướng về hướng kia nhìn lại. Nhưng mà ngay tại giây phút này, người kia bị Tiêu Phàm khống chế bỗng nhiên bộc phát ra khí thế đáng sợ, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi trường kiếm. Xoẹt, trường kiếm phóng lợi mang đáng sợ, trực tiếp xuyên thủng cánh tay trái Minh La, sau đó hơi khẽ dịch chuyển, cánh tay trái Minh La bỗng nhiên dọc theo nơi bả vai bị chặt rơi, máu tươi bay vụt. Một màn này phát sinh ở không đến một cái nháy mắt. Minh La cùng cốc lão hai người không có chút đề phòng, nào biết rõ người kia lại đột nhiên xuất thủ. Minh La cũng không hổ là người nổi bật trong chiến thần cảnh sơ kỳ, tại thời khắc mấu chốt vậy mà tránh thoát một kích tất sát, chỉ là bị chặt rơi một cánh tay mà thôi. Đối với chiến thần cảnh mà nói, tay cụt mặc dù không cách nào trọng sinh, nhưng nối liền tay cụt lại dễ như trở bàn tay, cùng trước đó sẽ không có bất kỳ khác biệt. Chết, cốc lão gầm lên một tiếng. Trường cương đáng sợ vỗ lên đầu người kia, oanh một tiếng nổ tung, hóa thành bột mịn tiêu tán trên không trung. Sắc mặt Minh La có chút vặn vẹo nhưng cũng không kêu ra, con người màu đỏ tươi phẫn nộ nhìn chằm chằm thi thể không đầu, sát khí rốt cuộc không che giấu được, hóa thành vô số phong nhận gào thét mà ra. Phốc phốc phốc, thi thể không đầu bị lít nha lít nhít phong nhận rảo sát, vẻn vẹn một cái hô hấp liền hóa thành vô số khối vụn huyết nhục bay vụt bốn phía. Bất quá Minh La cũng không đình chỉ, lửa giận trong lòng hắn vừa vặn không chỗ phát tiết, bây giờ dĩ nhiên lại bị Tiêu Phàm tính toán, hắn rốt cuộc áp chế không nổi. Huyết nhục bay đầy trời lại bị vô số phong nhận xé thành huyết vụ, cuối cùng chậm rãi tiêu tán tại hư không, hắn mới cam tâm. Phát tiết một phen, lửa giận trong lòng hắn tiêu tán không ít, nhưng tâm hắn diệt sát Tiêu Phàm lại càng thêm hừng hực cùng mãnh liệt. Lúc này, Minh La mới nhìn về phía tay cụt bản thân. Hướng về trong dung nham rơi xuống, trong mắt lóe qua sát mang lạnh như băng, sau đó lách mình tiến lên. Chỉ cần đem cánh tay kia trở về là hắn có thể khôi phục như lúc ban đầu, đây cũng là nguyên nhân hắn không lo lắng tìm về một tay bị chém rụng. Nhưng mà, cũng đúng lúc này, một đạo hắc ảnh từ trong dung nham lao ngược lên trên, bọc lấy cánh tay cụt kia liền hướng lấy chân trời lao đi, cùng lúc đó một đạo hàn quang xông thẳng đến Minh La. Hỗn trướng! Minh La gần như gầm hét lên, đạo hắc ảnh kia mặc dù rất nhanh nhưng Minh La vẫn như cũ thấy rõ khuôn mặt hắn, ở chỗ này dám đoạt tay cụt hắn, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai. Hắn chém ra một kiếm, phong chi áo nghĩa mang theo một cỗ uy áp đáng sợ đánh xuống, những nơi đi qua tất cả đều hóa thành cho bụi, liền hư không đều rung động đến mấy lần. Đáng tiếc, Tiêu Phàm cũng không dự định cùng hắn giao thủ, mà là mang theo cánh tay Minh La hướng về chân trời lao đi. Trong nháy mắt liền không thấy tăm hơi. Minh La, trước thu chút lợi tức, trở về lại lấy mạng ngươi. Hư không chỉ có một đạo thanh âm cản rỡ đang vang vọng, thật lâu không dứt. Không hề nghi ngờ đây là thanh âm Tiêu Phàm, có chiến thần cảnh trung kỳ, Tiêu Phàm muốn giết chết Minh La cơ hồ là không có khả năng, hơn nữa, hắn hiện tại cũng không cần thiết liều mạng cùng bọn hắn. Từ trong trí nhớ hai người bị hắn thi triển chủng ma chi thuật biết được,
chiến thần điện chỉ ít có 30 chiến thần cảnh đang đuổi giết hắn, đối mặt chiến thần cảnh trung kỳ Tiêu Phàm còn có sức chạy trốn. Nhưng muốn đối mặt với chiến thần cảnh hậu kỳ vậy liền phiền phức, hắn hoàn toàn không phải đối thủ chiến thần cảnh hậu kỳ, điểm này Tiêu Phàm vẫn biết rõ. Tự tìm cái chết, Cốc lão nổi giận gầm lên một tiếng, lách mình liền chuẩn bị truy theo. Không cần truy, Minh La từ trong kẽ răng nói ra mấy chữ, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, toàn thân kịch liệt run rẩy, nhìn chằm chằm phương hướng Tiêu Phàm biến mất, trên trán gân xanh như là tiểu trùng ngọ nguậy. Từng ấy năm tới nay, cho tới bây giờ không ai để hắn nếm qua thua thiệt lớn như vậy, Tiêu Phàm chính là kẻ thứ nhất, khẩu khí này hắn làm sao có thể nuốt xuống. Cốc lão đứng ở một bên, sắc mặt vô cùng khó coi, đối phương ngay trước mặt hắn chém đứt một cánh tay Minh La, tội này hắn là vô luận đều phải gánh chịu. Thần tử, lão hủ thất trách, bảo hộ thần tử bất lực, còn mời thần tử trừng phạt. Cốc lão vội vàng quỳ trên mặt đất, hắn hiện tại chỉ hy vọng có thể được Minh La tha thứ. Minh La lắc đầu, so với vừa rồi, cả người hắn tỉnh táo không ít, nói chuyện này không liên quan tới ngươi, là ta quá khinh thường hắn. Cốc lão nghe vậy, trong lòng vui vẻ, bất quá mặt ngoài lại vô cùng bi thống nói, thần tử yên tâm, coi như chân trời góc biển, ta cũng nhất định giết hắn. Giết hắn, tất yếu phải đến chân trời góc biển sao? Khóe miệng Minh La hơi hơi dương lên, khuôn mặt có chút dữ tợn, trước đó ta là muốn giết hắn, sau đó đi trước mặt lão tổ tranh công, bất quá ta hiện tại thay đổi chủ ý. Ý thần tử là, cảm nhận được lãnh ý trên người Minh La. Cốc lão cũng không khỏi lạnh run. Chiến thiên hạ bọn hắn không phải muốn mạng hắn sao? Còn cố ý từ muốn mấy chục giọt cửu u ma huyết nơi này, để bọn hắn đi đối phó, chúng ta xem kịch vui là được. Minh La nhe răng cười nói. Thế nhưng thần linh cấm khu nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, tìm ra hắn cũng không dễ dàng. Hơn nữa hắn nếu là đào vong tầng không gian thứ 6, ưu thế chúng ta liền không có. Cốc lão vẫn có chút bận tâm. Lúc này, Minh La lại cười lạnh vươn bàn tay ra, lòng bàn tay hắn đột nhiên xuất hiện một bàn tay huyết sắc ngọc đài lớn, ngọc đài giống như ngâm trong máu tươi, màu đỏ tươi yêu diễm. Hơn nữa trên đài ngọc điêu khắc vô số đường vân thập phần ảo diệu tản ra từng đạo vầng sáng huyết sắc nhàn nhạt, huyền ảo dị thường. Nhìn thấy huyết sắc ngọc đài, Cốc lão lại run lẩy bẩy, run giọng nói, cái này, đây là thông thiên thần huyết đài. Tiêu Phàm mang theo cánh tay Minh La nhanh chóng hướng về chân trời lao đi, nhìn thấy Minh La không đuổi theo, Tiêu Phàm lúc này mới dừng bước chân lại. Trong tay hắn còn dắt lấy một cái tay cụt đầm đìa máu tươi, thời khắc nhìn về phía tay cụt, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào hồn giới trên ngón tay, trong mắt lóe ra ánh sáng. Đường đường dị tộc thần tử, đồ vật bên trong hồn giới hẳn có không ít. Tiêu Phàm híp mắt cười cười, bất quá lại không có vọng động. Hắn liếc mắt liền nhìn ra mai hồn giới này bất phàm, chí ít không phải phương pháp bình thường có thể mở ra được, một khi dùng sai phương pháp, hồn giới sẽ bị hủy đi, đến thời điểm khả năng liền thất bại trong gang tấc. Quay đầu tìm lão nhị thử xem, hắn tốt xấu cũng nhận được vị kia truyền thừa. Tiêu Phàm nghĩ đến, sau đó lấy hồn giới xuống, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi. Về phần tay cụt Minh La, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không để cho hắn nhặt trở về. Một chỉ bắn ra, vô số kiếm khí bay vụt, tay cụt bỗng nhiên bị xoắn thành mảnh vụn. Không biết lão đại lão nhị bọn hắn thế nào, tầng thứ nhất này không có gì để đợi nữa, đã đến lúc tiến về tầng thứ hai. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về chân trời, trong mắt lóe lên một sợi tinh quang. Khu vực hỏa diễm tầng thứ nhất này căn bản không có gì đặc biệt, đừng nói thần lực chi tinh, dù là hồn thạch hỏa thuộc tính đều chưa từng thấy một viên. Đương nhiên. Nơi này có lẽ có thần lực chi tinh, nhưng vô cùng có khả năng tại chỗ sâu trong dung nham, Tiêu Phàm cũng không có thời gian rảnh rỗi đi tìm kiếm thần lực chi tinh. Nhìn bốn phía một chút, Tiêu Phàm xác định một cái phương hướng, hướng về chỗ biết rõ bay đi. Ba ngày sau, Tiêu Phàm xuất hiện ở vị trí một mảnh hỏa diễm hải, ba ngày thời gian Tiêu Phàm gặp gỡ vài đầu hỏa linh, bất quá đều bị hắn tùy tiện chém giết. Đáng tiếc hỏa linh quá mức thưa thớt. Muốn mượn hỏa linh lĩnh ngộ hỏa chi áo nghĩa cũng không phải là dễ dàng như vậy, trừ phi thời gian dài đợi tại khu vực hỏa diễm. Tiêu Phàm ngắm nhìn hỏa diễm nơi xa, hắn có thể cảm nhận được không gian nơi đó thập phần bạo động, hư không giống như bị xé mở một đường vết rách. Đây chính là cửa thông hướng tầng thứ hai.
Tiêu Phàm rõ ràng không tin. Bất quá rất nhanh hắn liền thấy nơi xa có lần lượt từng bóng người xuất hiện, cơ hồ không chút do dự hướng về bên trong biển hỏa diễm, khi đi đến chỗ sâu hỏa diễm hải, những người kia bỗng nhiên biến mất. Tiêu Phàm cũng không lập tức tiến về hỏa diễm hải, mà biến hóa dung mạo, cải biến khí tức thần lực trên người, về phần khí tức mệnh cách lại không có cách nào cải biến. Điểm này Tiêu Phàm cũng hoàn toàn nghĩ không ra, thời điểm hắn đột phá chiến thần cảnh căn bản không có phát hiện mệnh cách bản thân. Nhưng mà Chiến Hoàng Thiên đã từng nói có thể cảm ứng được khí tức mệnh cách hắn. Người không có mệnh cách cũng sẽ nắm giữ khí tức mệnh cách sao? Tiêu Phàm thập phần im lặng, hắn âm thầm quyết định, lần sau nếu như có thể nhìn thấy Chiến Hoàng Thiên, nhất định phải hỏi hắn nguyên nhân. Lúc này, Tiêu Phàm phi thân lên, xông thẳng đến biển hỏa diễm, hắn phóng xuất ra linh hồn lực lượng, đề phòng nhìn bốn phía. Ha, ánh mắt Tiêu Phàm đột nhiên rơi vào một đạo thân ảnh nơi xa. Đó là một bạch bào thanh niên, mái tóc dài màu đen, cả người nhìn qua có chút tang thương. Nhìn đạo thân ảnh kia, chẳng biết tại sao trong lòng Tiêu Phàm hơi hơi chua chua, hít sâu một cái, trong lòng âm thầm trầm ngâm nói, hắn vậy mà cũng đi tới nơi này. Tiêu Phàm không có đi lên chào hỏi, mà tiếp tục hướng về biển hỏa diễm đi đến, người kia cũng không phát hiện Tiêu Phàm, bất quá coi như nhìn thấy đoán chừng cũng không nhận ra Tiêu Phàm. Ngoài ra còn có không ít tu sĩ song song tiến lên, mọi người đề phòng lẫn nhau. Biển hỏa diễm rất lớn, bất quá càng đi vào chỗ sâu, thông đạo càng ngày càng chật hẹp, lúc này đám người cũng đã nhìn không thấy kim sắc phía sau, ngược lại là phía trước xuất hiện một đạo môn hộ, một cỗ sinh cơ bàng bạc đập vào mặt. Xa xa nhìn lại, bên này là hỏa diễm thông thiên, một bên khác lại là màu xanh biếc ngạo nghễ, hình thành so sánh rõ ràng. Hai cỗ lực lượng ai cũng không làm gì được ai. Đám người tăng tốc, rất nhanh liền xuyên thấu một đạo màng sóng ánh sáng mỏng, cỗ khí tức cực nóng kia cảm giác biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là một cỗ khí tức thanh nhã đập vào mặt. Sinh cơ thật là nồng, đám người không khỏi cảm khái, tham lam hít vào mấy hơi. Hoan nghênh đi tới tầng thứ hai chúng thần mộ địa, đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc đánh vỡ suy nghĩ đám người. Chỉ thấy phía trước đứng đấy tầm 10 đạo thân ảnh lạnh lùng nhìn các tu sĩ vừa mới đến tầng thứ hai, trên thân người bọn hắn phát ra khí tức đều vô cùng cường đại. Chủ yếu nhất là khí tức bọn hắn tập trung vào mỗi một người ở đây, tản ra một cỗ cảm giác áp bách nhàn nhạt. Người chiến thần điện có thể tự do thông qua, về phần những người khác, mỗi người 500 vạn cực phẩm hồn thạch. Trong đó một người cao gầy như khỉ nhếch miệng cười to nói. Trong mắt hắn. Tựa như tất cả mọi người đều là hồn thạch sáng lóng lánh. Ta là người chiến thần điện. Ta cũng thế. Còn có ta, đây là thân phận bài. Từng đạo bóng người nhanh chóng đi qua, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, không ít người càng là một bộ dáng xem kịch vui, nhìn những người khác. Bọn họ là người chiến thần điện, có thể miễn phí tiến vào tầng thứ hai, nhìn thấy những người khác cần 500 vạn cực phẩm hồn thạch mới có thể thông qua. Trong lòng bọn hắn tự nhiên có một loại cảm giác ưu việt. 500 vạn cực phẩm hồn thạch, không phải tu sĩ chiến thần điện lại cau mày một cái, cũng không phải bọn hắn không bỏ ra nổi 500 vạn cực phẩm hồn thạch, đối với chiến thánh cảnh trung kỳ mà nói, điểm ấy hồn thạch cũng không tính là gì. Nhưng bọn họ là dựa vào năng lực chính mình đi tới nơi này, dựa vào cái gì phải giao 500 vạn cực phẩm hồn thạch. Hơn nữa, tiến vào tầng thứ hai cần 500 vạn cực phẩm hồn thạch. Tầng thứ ba, thậm chí tầng thứ tư đây, chẳng phải là cần càng nhiều. Rất nhiều người đều biết rõ, phía trước 4 tầng không gian chúng thần mộ địa cơ hồ không có bất kỳ thần lực chi tinh, thậm chí ngay cả bảo vật đều rất ít, những hồn thạch bỏ ra không đáng chút nào. Bất quá phần lớn người vô cùng kiêng kỵ hung uy chiến thần điện, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Mà lúc này một bạch bào thanh niên chậm rãi đi ra, nhìn cũng chưa từng nhìn người chiến thần điện một cái. Liền hướng lấy một bên đi đến, đám người không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Người trẻ tuổi, người muốn đi như vậy. Đột nhiên, một nam tử hắc sắc chiến giáp trong 10 người đối diện lách mình ngăn lại bạch bào thanh niên. Vậy người muốn như thế nào? Thần sắc bạch bào thanh niên đạm mạc, không hề bận tâm, đối mặt với tu sĩ chiến thần điện cũng không có bất kỳ e ngại gì. Ta muốn như thế nào? Nghe thấy bạch bào thanh niên nói, nam tử chiến giáp màu đen tùy tiện cười ha hả. Châm chọc nói, liền 500 vạn cực phẩm đều không giao ra, người còn muốn lấy được thần lực chi tinh. Vừa dứt lời,
nam tử hắc sắc chiến giáp liền một bàn tay hướng về bạch bào thanh niên đánh tới, đám người không nghĩ tới người chiến thần điện cũng dám trắng trợn ở chỗ này giết người. Bất quá một màn này xem ở trong mắt rất nhiều người lại bình thường, tu sĩ chiến hồn đại lục chết ở trong tay chiến thần điện vốn không phải số ít. Tiêu Phàm thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang, nhưng mà không đợi hắn xuất thủ, trên người bạch bào thanh niên đột nhiên phóng một đạo bạch sắc thiểm quang. Phốc một tiếng, cánh tay hắc sắc chiến giáp nam tử bỗng nhiên bị chém xuống, máu tươi bay vụt, những người khác nhìn thấy một màn này, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này muốn chết sao? Đây chính là chiến thần điện Cô Lang tiểu đội, mỗi người đều là cao thủ trên thánh bảng chiến thần điện. Thật đúng là lớn mật, bất quá nói lại, thực lực tiểu tử này thật đúng là không tồi, lại có thể làm bị thương huyết lang của Cô Lang tiểu đội. Đây chẳng qua là xuất kỳ bất ý mà thôi, Cô Lang tiểu đội còn 9 người, 10 người cùng tiến lên mà nói, cho dù chiến thần sơ kỳ cũng không sợ, tiểu tử này còn phải gặp nạn. Đám người thấy thế, nhao nhao nghị luận, rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía bạch bào thanh niên lộ ra vẻ đồng tình và khinh thường. Ngươi dám làm tổn thương ta? Tiêu Phàm nhìn chăm chú một màn này không khỏi cau mày một cái, thực lực bạch bào thanh niên mặc dù làm hắn ngoài ý muốn, nhưng ứng phó Cô Lang tiểu đội vẫn được, đối mặt một nhóm tuyệt đối hữu tử vô sinh. Nhìn thấy bạch bào thanh niên bị 4 người giáp công, những người khác lại lộ ra bộ dáng xem kịch vui, căn bản không có ý tứ nhúng tay. Ta giao 500 vạn cực phẩm hồn thạch. Ta cũng nguyện ý giao. Rốt cục có người mở miệng, nhao nhao lấy ra một mai hồn giới ném cho 6 người nơi xa, uy danh Độc Lang tiểu đội như sấm bên tai, bọn hắn đắc tội những người này không nổi. Đương nhiên, những người này hơn phân nửa là người cửu vực liên minh, cũng có không ít tu sĩ cổ tộc. Người cổ tộc tiến vào thần linh cấm khu mặc dù không ít, nhưng xét về số lượng cùng chất lượng, so với thực lực tu sĩ chiến thần điện mà nói vẫn xa xa không bằng. Tiến vào thần linh cấm khu, tất cả mọi người sẽ tán đi, tu sĩ cổ tộc rất ít tụ tập cùng một chỗ, cùng những người khác lại không đồng lòng, cho nên bọn hắn tự nhiên không phải đối thủ Cô Lang tiểu đội. Cô Lang tiểu đội là trăm năm trước đó từng tiến vào thần linh cấm khu, cho nên ước định ở chỗ này tập hợp, thuận tiện lừa gạt hồn thạch. Kỳ thật cũng không phải tu sĩ khác e ngại Cô Lang tiểu đội. Nhiều người như vậy nếu như muốn trốn mà nói, Cô Lang tiểu đội cũng đối phó không được mấy người, nhưng mấu chốt là Cô Lang tiểu đội đại biểu cho chiến thần điện. Hơn nữa, nếu như tu sĩ chiến thần điện khác ở đây tham dự, đem người ở đây lưu lại là không phải vấn đề. Mấy tức thời gian, những người khác cơ hồ đều giao 500 vạn cực phẩm hồn thạch, chỉ có Tiêu Phàm cùng số ít người không nhúc nhích đứng tại chỗ. Làm sao, các ngươi cũng muốn giống như hắn sao? Một nam tử khôi ngô lạnh lùng quét Tiêu Phàm bọn hắn một cái, khí thế cường đại chấn hư không đều rung động một cái. Bán bộ chiến thần cảnh, khó trách cuồng ngạo như vậy. Tiêu Phàm liếc mắt liền nhìn ra thực lực nam tử khôi ngô. Những người này, theo lý thuyết có thể được chiến thần điện coi trọng, ban cho thần lực chi tinh mới đúng, nhưng bọn hắn vẫn chưa từng đột phá chiến thần cảnh, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Chính là bản thân bọn hắn không cam tâm dựa vào luyện hóa thần lực chi tinh đột phá chiến thần cảnh, dù sao luyện hóa thần lực chi tinh, tương lai sẽ phải chịu hạn chế rất lớn. Muốn tiếp tục đột phá, đoán chừng chỉ có luyện hóa cao giai thần lực chi tinh mới được. Có mấy người chịu không được uy áp nam tử khôi ngô tản mát ra, toàn thân lay động một cái, cuối cùng vẫn giao ra 500 vạn cực phẩm hồn thạch. Vẻn vẹn mấy tức thời gian, liền chỉ còn lại một mình Tiêu Phàm. Người trẻ tuổi, cốt khí người rất cứng có đúng không? Nam tử khôi ngô nhe răng cười một tiếng, đưa tay vung lên, một người sau lưng bỗng nhiên hướng về Tiêu Phàm đánh tới, trong tay hắn mang theo một bộ bao tay bất phàm, khí thế khiếp người. Đem hắn giải quyết, để bọn hắn minh bạch hậu quả đắc tội chiến thần điện. Nam tử khôi ngô lại nhìn về phía vây 4 người quanh bạch bào thanh niên nói. Tiếng nói vừa dứt, nam nhân phóng tới Tiêu Phàm cách chỉ có 3 bước. Trên mặt lộ ra ý cười tàn nhẫn, tựa như giết người với hắn mà nói là một việc rất sung sướng. Cút, mắt thấy người kia sắp tới gần, Tiêu Phàm trợn mắt đạp một cái, một cỗ linh hồn uy áp bàng bạc xông thẳng não hải người tới, hắn chỉ cảm thấy đầu một trận mê muội, thân thể bỗng nhiên ngưng một cái, sau đó ầm một tiếng ngã ở mặt đất. Ttt trong lòng đám người run lên bần bật, sau đó bốn phía truyền đến thanh âm hít một hơi lãnh khí. Cô Lang tiểu đội đều là chiến thánh cảnh đỉnh phong,
lại bị người kia quát một tiếng dọa đến ngã ngồi trên mặt đất, liền sức phản kháng đều không có. Chiến thần, ánh mắt đám người nhìn về phía Tiêu Phàm biến, trong ý thức đám người cũng chỉ có chiến thần mới có lực lượng cường đại như thế. Thế nhưng thần linh cấm khu đối với chiến thần cảnh có áp chế rất lớn, đừng nói chiến thần cảnh sơ kỳ, cho dù chiến thần cảnh đỉnh phong ở chỗ này cũng tuyệt đối không phát huy ra lực lượng chiến thần cảnh. Vô địch chiến thánh, hồi lâu, trong đám người rốt cục vang lên một đạo thanh âm, những người khác lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Chỉ có vô địch chiến thánh mới có thể nắm giữ lực lượng đáng sợ như thế. Người cô lang tiểu đội đề phòng nhìn Tiêu Phàm, trong mắt có vẻ phẫn nộ, mặc dù biết rõ Tiêu Phàm là vô địch chiến thánh, nhưng bọn hắn vẫn không có bất kỳ sợ hãi. Thực lực cô lang tiểu đội đến chiến thần đều có thể chiến một trận, há lại sẽ sợ một vô địch chiến thánh. Chiến thần điện để bọn hắn tỏa trấn ở cửa ra vào hiển nhiên cũng là tin tưởng thực lực bọn hắn. Giết hắn, nam tử khôi ngô gầm thét một tiếng, dẫn đầu hướng về Tiêu Phàm phóng đi, bốn người sau lưng hắn cũng không chút do dự giết tới. Cùng lúc đó, bốn người vây quanh bạch bào thanh niên cũng đồng thời xuất thủ, bạch bào thanh niên cũng thừa dịp đám người không chú ý, lách mình rời khỏi vòng vây. Trong mắt Tiêu Phàm lóe lên một vòng lạnh lùng, nhìn bạch bào thanh niên một cái. Hắn mặc dù không phải đối thủ bốn người, nhưng chống đỡ một đoạn thời gian vẫn là không có vấn đề. Nhìn thấy năm người đánh tới, thần sắc Tiêu Phàm bỗng khôi phục bình tĩnh, trong miệng lẩm bẩm, ta không giết người, người lại muốn giết ta. Bức ta giết người sao? Nghe thấy Tiêu Phàm nói, đám người nam tử khôi ngô coi thường, trong đó một người càng châm chọc nói, bức ngươi giết người. Ngươi có thể giết ai? Vô địch chiến thánh mặc dù cường đại, nhưng còn không đặt vào trong mắt cô lang tiểu đội bọn hắn, nhưng bọn hắn vẫn đánh giá quá thấp thực lực Tiêu Phàm. Hắn không phải là vô địch chiến thánh, mà là chiến thần, đừng nói bọn hắn, dù là 6 chiến thần ở trước mặt hắn, Tiêu Phàm cũng giết không tha. Thế sao? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, tiếng nói vừa dứt, sắc mặt 5 người bay tới đột nhiên hoàn toàn thay đổi, một cỗ uy thế không thể địch nổi bao phủ bọn hắn, mấy người cảm giác bị người bóp cổ. Ngay sau đó, mấy người đang tới gần Tiêu Phàm liền bỗng nhiên ngừng thân hình, thân thể vẫn duy trì động tác nghiêng về phía trước, kinh khủng nhìn Tiêu Phàm. Bọn hắn làm sao không động thủ? Đám người xung quanh không biết vì sao, tất cả đều kinh ngạc nhìn người cô lang tiểu đội. Sau một khắc, khiến tất cả mọi người rất ngạc nhiên là, chỉ thấy Tiêu Phàm chậm rãi hướng đến bọn hắn, trên mặt lộ ra ý cười băng lãnh, nhìn chằm chằm người nói chuyện trước đó nói, ngươi nói ta có thể giết ai? Con người người kia kịch liệt run rẩy, trừ sợ hãi thì vẫn là sợ hãi. Bọn hắn lúc này mới phát hiện thực lực Tiêu Phàm vượt qua bọn hắn quá nhiều, tuyệt đối là chiến thần cảnh không thể nghi ngờ, hơn nữa còn không phải chiến thần cảnh bình thường, chỉ là bọn hắn hoàn toàn không hiểu, tại sao Tiêu Phàm có thể phát huy ra thực lực chiến thần cảnh. Ngươi hiện tại nói cho ta biết, ta có thể giết ai? Thanh âm Tiêu Phàm tiếp tục vang lên, băng lãnh tới cực điểm. Chỉ thấy hắn giơ tay vung lên, một vệt sáng bắn vào mi tâm thanh niên khôi ngô, thanh niên khôi ngô bỗng nhiên ngã xuống, lại không có bất luận âm thanh gì, hiển nhiên là chết không thể lại chết. Trong lúc nhất thời, tu sĩ toàn trường câm như hến, cây kim rơi cũng thấy nghe tiếng, tâm bọn hắn phù 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 nhảy lên, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm. Hay một cái chiến thần điện, tu sĩ dị tộc đều có thể cho vào nhưng lại làm khó người chiến hồn đại lục, các ngươi làm thật đúng là quá phản. Ngữ khí Tiêu Phàm càng ngày càng lạnh, sát khí càng ngày càng tăng. Hiện tại hắn mới chính thức minh bạch, địch nhân hắn hiện tại cũng không phải là cửu U Ma Thần, mà là chiến thần điện, bởi vì hắn còn chưa xứng làm đối thủ cửu U Ma Thần. Cửu vực liên minh cùng tu sĩ cổ tộc nghe được Tiêu Phàm nói, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nếu quả thật như Tiêu Phàm nói, nơi này chẳng phải có khả năng gặp gỡ người dị tộc. Phản đồ giống các ngươi, có bao nhiêu, ta giết bấy nhiêu. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi phóng bước chân, lấy hắn làm trung tâm, kiếm khí đầy trời gào thét xuất hiện. Năm tu sĩ cô lang tiểu đội đều bị nhất kiếm phong hầu, trong nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi. Một màn này đến quá mức đột nhiên, ai cũng không ngờ tới Tiêu Phàm xuất thủ quyết đoán cùng tàn nhẫn như thế, trong lòng tất cả mọi người trong nháy mắt toát ra hai chữ, sát thần. Một bước giết một người, hung uy bậc này. Sát tính bậc này triệt để trấn trụ tất cả mọi người ở đây. Đây chính là cô lang tiểu đội, cường giả trên thánh bảng chiến thần điện, lại bị người ta trực tiếp miểu sát,
liền sức hoàn thủ đều không có. Tĩnh, vô cùng yên tĩnh, dù là bốn người đang vây giết thanh niên phía trên không trung cũng bị sự cường đại của Tiêu Phàm làm cho kinh sợ. Cô lang tiểu đội nguyên bản có 10 người, nhưng mà hiện tại chớp mắt liền chỉ còn lại 4 người bọn hắn. Chạy, đây là ý nghĩ thứ nhất trong lòng 4 người, nhất là khi ánh mắt Tiêu Phàm nhìn về phía bọn hắn cảm giác thân thể trở nên lạnh lẽo, tựa như trong nháy mắt rơi vào hầm băng. Nhưng mà, lúc bọn hắn chuẩn bị phóng bước chân lại phát hiện thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến. Sợ hãi, đáng sợ lượn lờ trong trái tim tất cả mọi người. Bọn hắn một mực ngang ngược càn rỡ quen rồi, xem như cao thủ trên thánh bảng chiến thần điện không sợ trời không sợ đất, hoàn toàn không nghĩ tới hôm nay vậy mà sẽ lưu ở chỗ này. Tha mạng, có một người dùng hết toàn lực gào thét ra, lúc này nếu không nói, bọn hắn đều phải lưu ở chỗ này. Tiêu Phàm từng bước một hướng đến bọn hắn, thần sắc lạnh lùng, nói tha mạng, trước đó các ngươi có bao giờ nghĩ tới tha ta một mạng? Có từng nghĩ tới tha cho hắn một mạng? Đám người nghe vậy, không khỏi âm thầm gật đầu, cô lang tiểu đội kiêu hoành bạt hổ, nào sẽ nghĩ đến tha người khác một mạng, người chết trên tay bọn họ đoán chừng đã sớm đếm không nổi. Cách đó không xa, bạch y thanh niên nhìn về phía Tiêu Phàm, đầu tiên là cau mày một cái, sau đó ánh mắt lấp lóe một cái, tựa như nhận ra thân phận Tiêu Phàm. Cô lang tiểu đội bốn người toàn thân run rẩy, bọn hắn ra sức giãy giụa, đáng tiếc không có một chút tác dụng nào. Phốc phốc mấy đóa huyết hoa nở rộ trên cổ mấy người, bốn người trợn to hai mắt, trên mặt đều là vẻ không cam lòng cùng sợ hãi. Đáng tiếc, kết cục tử vong của bọn hắn đã định trước, ai cũng cứu không được bọn hắn. Nhìn thấy bốn người triệt để mất sinh cơ, Tiêu Phàm lúc này mới thu liễm sát ý lạnh như băng, sau đó thật sâu nhìn bạch bào thanh niên một cái, liền hướng lấy nơi xa bay đi. Tu sĩ bốn phía nhìn qua bóng lưng Tiêu Phàm rời đi. Trong đầu một mực trầm tư thân phận Tiêu Phàm, đáng tiếc, bọn hắn ai cũng không quen biết Tiêu Phàm. Bạch bào thanh niên phía trên không trung hít sâu một cái, vội vàng truy theo, về phần những người khác, bọn hắn ước gì rời xa Tiêu Phàm, nào còn dám cùng đi theo. Tốc độ Tiêu Phàm rất nhanh, hắn nhanh chóng xuyên toa trong sơn lâm, hắn lúc này mới cẩn thận đánh giá thế giới tầng thứ hai. Khiến hắn rất ngạc nhiên là thảm thực vật xung quanh dị thường cao lớn. Cho dù là một gốc cỏ non cũng cao hơn người, cổ thụ càng là giống như thông thiên đại trụ, mấy chục người như hắn cũng chưa chắc có thể ôm được. Hồi lâu, Tiêu Phàm dừng lại thân hình, nhìn về phía một mảnh biển hoa phía trước, làm hắn rung động là một đóa hoa cũng cao hơn rất nhiều so với hắn. Chẳng lẽ ta bị thu nhỏ? Trong lòng Tiêu Phàm buồn bực. Trong không gian tầng thứ hai chúng thần mộ địa ẩn chứa sinh cơ quá lớn, đây là biểu hiện thiên địa linh khí nồng đậm tới cực điểm. Cũng là nơi thiên địa linh khí nồng nặc nhất Tiêu Phàm gặp qua. Cũng chính là bởi vì nơi này nồng đậm thiên địa linh khí, dáng dấp cây trong mảnh không gian này mới cao lớn như thế. Không nên bị bề ngoài làm cho mê hoặc, nơi này sinh cơ đậm đà như vậy, nói không chừng hồn thú cũng càng khủng bố hơn. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm nói. Nghĩ vậy, hắn chuẩn bị lần nữa tiến lên, lúc này phía sau đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, Tiêu Phàm, chờ đã. Nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm hơi nhíu mày, ngừng thân hình hướng về phía sau nhìn lại, lại nhìn thấy một bạch bào thanh niên nhanh chóng bay vụt mà tới. Các hạ là đang gọi ta, ngươi nhận lầm người rồi. Tiêu Phàm thần tình lạnh nhạt nói, hắn thực sự nghĩ không ra bản thân biến ảo bề ngoài, bạch bào thanh niên vậy mà cũng có thể nhận ra bản thân. Ngươi chính là Tiêu Phàm, ta không nhận lầm người. Bạch bào thanh niên hít sâu một cái, ta biết rõ ngươi có thể thay đổi tướng mạo cùng khí tức hồn lực, nhưng ánh mắt ngươi mãi mãi vẫn lăng lệ như thế. Thần sắc Tiêu Phàm có chút phức tạp, sau đó thở dài, thân hình biến hóa một trận, mấy tức liền biến thành diện mạo như trước, sau đó khẽ mỉm cười nói, Sở Vân Bắc, đã lâu không gặp. Không sai, bạch bào thanh niên này không phải ai khác mà chính là Sở Vân Bắc, lúc trước Tiêu Phàm khống chế tư tưởng hắn. Về sau Sở Lăng Tiêu muốn giết hắn mà Sở Vân Bắc lại trước tiên đứng ra bảo hộ hắn. Tiêu Phàm cảm thấy Sở Vân Bắc làm người không tồi, liền giải trừ khống chế đối với hắn, cũng tán thành người biểu ca này. Chỉ là về sau bởi vì giết Sở Lăng Tiêu, Tiêu Phàm không biết như thế nào đối mặt hắn, chỉ là bàn giao mẫu thân Sở Lăng Vi không được làm khó Sở Vân Bắc. Về phần Sở Vân Bắc về sau Tiêu Phàm lại không biết, thẳng đến lần này nhìn thấy hắn. Tiêu Phàm cũng không có dự định chào hỏi hắn.
Bất quá Tiêu Phàm lại không nghĩ rằng, bản thân biến ảo bề ngoài vậy mà cũng bị Sở Vân Bắc nhận ra. Mấy năm không gặp, Tiêu Phàm cảm giác Sở Vân Bắc thành thục hơn rất nhiều, cặp ánh mắt tang thương càng là nói cho hắn biết, mấy năm này Sở Vân Bắc khẳng định trải qua rất nhiều sự tình. Bằng không mà nói, hắn cũng không có khả năng từ chiến thánh cảnh trung kỳ đột phá tới chiến thánh đỉnh phong, phải biết, số lớn tài nguyên trồng chất quanh ảnh phong bọn hắn mới có thể đột phá đến một bước này. Mà Sở Vân Bắc từ khi không phải Sở gia nhị thiếu liền lang thang bên ngoài, hắn là dựa vào bản thân mới có thành tựu bây giờ. Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm nhìn thấy Sở Vân Bắc, trong lòng cảm khái rất nhiều. Ta liền biết là ngươi. Trên mặt Sở Vân Bắc rốt cục lộ ra ý cười, làm Tiêu Phàm ngoài ý muốn là hắn cũng không có kêu đánh kêu giết, cũng không có cần vì cha mẹ mình báo thù. Tiêu Phàm cười cười, cũng không nói chuyện. Hắn cùng với Sở Vân Bắc là thù giết cha, vô luận Sở Lăng Tiêu năm đó không phải thế nào, cừu hận này là ma diệt không được. Nếu như Sở Vân Bắc muốn tìm bản thân báo thù, Tiêu Phàm cũng đành phải đón lấy. Hồi lâu, Sở Vân Bắc hít sâu một cái, lần nữa mở miệng nói, Tiêu Phàm, ta có thể xin ngươi đáp ứng ta một việc hay không? Chuyện gì, nếu như ta đủ khả năng, có thể đáp ứng ngươi? Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Hắn cùng với Sở Vân Bắc cũng không có cửu hận, chẳng qua là cho cửu hận giữa Sở Vân Phi cùng Sở Lăng Tiêu không nhỏ mà thôi. Chuyện này, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Sở Vân Bắc trịnh trọng nói, nếu như tương lai, đại ca ta tìm ngươi báo thù, ta hy vọng ngươi có thể tha hắn một mạng. Là việc này, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Sở Vân Bắc, hắn thực sự không nghĩ tới Sở Vân Bắc lại đến cầu tình cho Sở Vân Phi. Nhìn thấy ánh mắt Sở Vân Bắc kiên định. Tiêu Phàm gật gật đầu nói, nếu quả thật có một ngày như vậy, ta tha cho hắn không chết. Đa tạ. Sở Vân Bắc đối với Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ, tựa như tảng đá lớn trong lòng rốt cục buông xuống, lập tức cười khổ nói, ngươi có phải cảm thấy ta rất vô dụng hay không, liền dũng khí báo thù cho phụ thân đều không có. Tiêu Phàm không biết Sở Vân Bắc vì sao sẽ hỏi bản thân như vậy, bất quá hắn vẫn thành thật trả lời, xem như con cái, thù giết cha không đội trời chung. Người muốn giết ta thiên kinh địa nghĩa. Nhưng mà, Tiêu Phàm lời nói chuyển hướng, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, nếu như ngươi đứng ở trên lập trường ta, hắn muốn giết ta, tra tấn mẫu thân của ta, còn giết phụ thân ta, càng để cho muội muội ta làm nô lệ, ngươi cảm thấy ta có nên giết hắn hay không? Sở Vân Bắc trầm mặc không nói, trong lúc nhất thời không biết nói gì, những cái này kỳ thật có mấy vị trưởng lão trung thần phụ thân hắn đã sớm nói cho hắn biết. Cho nên hắn mới không biết làm sao, không biết là nên tìm Tiêu Phàm báo thù hay không. Ngươi nếu muốn giết ta, báo thù cho phụ thân ngươi, đây là quyền của ngươi, ta không trách ngươi. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, không đợi Sở Vân Bắc phản ứng, quay người hướng về nơi xa đi đến. Cảm ơn ngươi, biểu đệ. Lúc thân ảnh Tiêu Phàm nhanh biến mất lúc, Sở Vân Bắc nhẹ nhàng nói ra một câu. Tiêu Phàm đi xa. Nghe được một câu chân thành biểu đệ của Sở Vân Bắc, trên mặt cũng lộ ra một ý cười sán lạn. Hắn biết rõ, mình cùng Sở Vân Bắc không có sinh tử đại thù, về phần Sở Vân Phi, Tiêu Phàm chỉ có thể tạm thời đặt ở trong lòng. Đã nhiều năm chưa từng thấy, lấy thực lực Sở Vân Phi đoán chừng coi như không có đột phá chiến thần, đoán chừng cũng đã trở thành vô địch chiến thánh. Dù sao, Sở Vân Phi là một trong thập đại yêu nghiệt cùng tuổi một đời. Tiêu Phàm tiếp tục tiến lên, hắn không có ngụy trang bản thân, mà bảo lưu lấy hình dạng bản thân lúc đầu. Nếu như Minh La bọn hắn muốn tìm bản thân, coi như hắn biến hóa hình dạng, đối phương cũng có thể tìm tới, trước đó Minh La tập sát chính là ví dụ tốt nhất. Bất quá có vết xe đổ, thời điểm Tiêu Phàm phóng linh hồn chi lực để phòng liếc nhìn lấy bốn phía, chỉ ít trong trăm trượng xung quanh đều đào thoát không được hắn. Tùng Lâm thập phần rậm rạp. Tiêu Phàm hành tẩu trong đó cảm giác bản thân cực kỳ nhỏ bé, hắn không cẩn thận gặp được một nhóm hồn thú con kiến vậy mà cũng dài đến vài thước, làm Tiêu Phàm phát sợ không thôi. Cũng may thực lực đám kiến cũng không phải là cường đại, chỉ là thực lực bát giai mà thôi, đối với Tiêu Phàm chiến thần cảnh mà nói, thực lực dạng này đúng thật là sâu kiến. Xuyên qua Tùng Lâm, một mảnh biển hoa tiến vào tầm mắt Tiêu Phàm lách mình xuất hiện ở đỉnh một gốc cổ thụ. Nhìn về phương xa, phát hiện biển hoa vô cùng lớn. Sinh cơ thật là nồng nặc, đây hẳn là mộc chi thế giới. Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm, vòng qua biển hoa đoán chừng phải tốn không ít thời gian.
Tiêu Phàm từ trong miệng những người khác biết được, bốn tầng không gian phía trước chúng thần mộ địa căn bản không có cái gì chân quý, cho nên phần lớn người đều sẽ sớm chạy tới tầng thứ 5. Từ tầng thứ 5 trở đi, cơ hội được thần lực chi tinh lớn hơn nhiều. Bất quá, Tiêu Phàm lại không gấp tiến về tầng thứ 3, hắn chậm rãi hướng về biển hoa, tầng thứ 2 này đối với Tiêu Phàm mà nói, có giá trị đặc biệt. Vừa mới lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa, sinh cơ chi lực mộc chi thế giới có lẽ có thể giúp ta càng thêm lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa. Tiêu Phàm trong biển hoa tìm tới một chỗ trống ngồi xuống. Đột phá chiến thần cảnh, lĩnh ngộ chính áo nghĩa chi lực, mà mỗi một loại áo nghĩa đều chia làm 10 thành, lĩnh ngộ một thành áo nghĩa liền có thể đột phá chiến thần cảnh sơ kỳ. Mà đột phá chiến thần cảnh trung kỳ là cần lĩnh ngộ 4 thành áo nghĩa chi lực. Đây cũng chính là chênh lệch giữa tu sĩ chiến thần cảnh sơ kỳ bình thường cùng chiến thần cảnh trung kỳ, trọn vẹn chênh lệch 3 thành áo nghĩa chi lực. Mặt khác, chí cường giả bên trong chiến thần cảnh trung kỳ lĩnh ngộ 6 thành áo nghĩa chi lực, cùng chiến thần cảnh sơ kỳ chênh lệch 5 thành áo nghĩa, 5 thành áo nghĩa này không chỉ là gấp 5 lần thực lực. Áo nghĩa chi lực lĩnh ngộ mỗi một thành, uy lực không chỉ tăng một lần. Cho nên sau khi đột phá chiến thần cảnh, muốn vượt giai chiến đấu là việc cực kỳ gian nan, đây cũng là nguyên nhân tại sao Tiêu Phàm không dám cùng tu sĩ dị tộc chiến thần cảnh trung kỳ chính diện va chạm. Tiêu Phàm hiện tại cũng chỉ lĩnh ngộ 2 thành tu la áo nghĩa cùng 1 thành sinh tử áo nghĩa mà thôi, nếu như toàn lực chiến một trận mà nói, đối chiến chiến thần cảnh trung kỳ bình thường, Tiêu Phàm vẫn có mấy phần lực lượng. Về phần đối mặt chiến thần cảnh hậu kỳ, dù Tiêu Phàm cơ hồ cũng không có khả năng chiến thắng. Bởi vì chiến thần cảnh hậu kỳ chí ít đều lĩnh ngộ 7 thành áo nghĩa chi lực. 7 thành áo nghĩa chi lực, uy lực tuyệt luân, bất quá đây cũng không phải là cực hạn chiến thần cảnh hậu kỳ, cường giả chiến thần cảnh hậu kỳ nhiều nhất có thể lĩnh ngộ đến 9 thành áo nghĩa. Từ chiến thần cảnh sơ kỳ đến chiến thần cảnh hậu kỳ, mỗi khi lĩnh ngộ một thành áo nghĩa liền xưng là biến đổi, hợp xưng là cửu biến chiến thần. Bởi vậy, sau khi đột phá chiến thần cảnh, kỳ thật đại bộ phận đều gọi mấy biến chiến thần, mà không phải xưng hô chiến thần cảnh sơ kỳ cùng chiến thần cảnh trung kỳ. Dù sao, cho dù là cùng một cảnh giới cũng có chênh lệch rất lớn, liền tựa như chiến thần cảnh sơ kỳ, lĩnh ngộ một thành áo nghĩa chi lực cùng lĩnh ngộ 3 thành áo nghĩa chi lực, đều là chiến thần cảnh sơ kỳ. Nhưng thực lực cả hai chênh lệch không phải nhỏ. Đương nhiên, dù là tu sĩ cùng giai, nguyên nhân bởi vì khác phương diện, chiến lực hắn lại không giống. Liền tựa như Tiêu Phàm, lấy tu vi hắn hiện tại có thể xưng là nhị biến chiến thần. Nhưng nếu như luận thực lực mà nói, thực lực Tiêu Phàm tuyệt đối không thua tứ biến chiến thần, thậm chí ngũ biến chiến thần, về phần cảnh giới cao hơn, Tiêu Phàm muốn khiêu chiến cũng có chút gian nan. Mặt khác, lĩnh ngộ chủng loại áo nghĩa càng nhiều, thực lực tự thân sẽ càng mạnh, liền như Tiêu Phàm, trừ lĩnh ngộ tu la áo nghĩa chi lực còn lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa. Đây cũng là một trong nguyên nhân hắn có thể vượt giai chiến đấu. Đương nhiên, cửu biến chiến thần cũng không phải là cực hạn chiến thần cảnh, lĩnh ngộ 10 thành áo nghĩa liền có thể đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong, chiến thần cảnh cường giả dạng này xưng là chiến thần viên mãn. Cửu biến chiến thần mặc dù rất mạnh, nhưng trước mặt chiến thần viên mãn cũng chỉ là cặn bã. Tiêu Phàm gặp qua cường giả chiến thần cảnh không ít, mỗi một người cũng có uy năng dung chuyển trời đất. Nhưng có thể đem một loại áo nghĩa tu luyện tới viên mãn lại cực kỳ thưa thớt, hơn nữa người như vậy tuyệt đối cực kỳ đáng sợ. Xếp bằng ở bên trong biển hoa, Tiêu Phàm thử nghiệm vận chuyển sinh tử áo nghĩa, khiến hắn vui mừng là sau khi luyện hóa một sợi cửu u ma huyết, áp chế trong không gian này vậy mà thực biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm thậm chí đang phỏng đoán, chúng thần mộ địa khả năng cũng không phải là bị thiên địa phế tích, mà là một kiện thần binh đặc thù. Hơn nữa nguyên bản còn thuộc về dị tộc. Hắn luyện hóa một giọt cửu u ma huyết, tương đương với được cửu u ma thần cho phép, cho nên áp chế không gian này đối với hắn vô dụng. Nếu như ở chỗ này ta thực sự có thể lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực, trở về đem mấy giọt cửu u ma huyết còn lại cho Ảnh Phong cùng lão đại bọn hắn thử xem. Tiêu Phàm nghĩ thầm. Lúc này, Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, không tiếp tục đoán mò những cái này, hắn xếp bằng tại chỗ, nhắm hai mắt. Bắt đầu lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa. Lúc Tiêu Phàm nhắm hai mắt, bốn phía biển hoa đột nhiên rung động một cái, mấy đóa hoa đột nhiên hướng về Tiêu Phàm gào thét đến, tựa như một đầu mãnh thú mở cái miệng rộng, hướng thẳng đến Tiêu Phàm cắn xé. Nhưng mà lúc này, trên người Tiêu Phàm nhộn nhạo một cỗ dị dạng ba động,
những đóa hoa bỗng nhiên ngưng một cái, sau đó bắt đầu mãnh liệt rung rung. Tựa như lại sợ hãi, cũng giống như kinh ngạc, nhưng không có một đóa hoa nào dám tới gần Tiêu Phàm. Giờ phút này, quanh thân Tiêu Phàm bao phủ hai loại sương mù một đen một trắng, cả hai quấn quanh lẫn nhau nhưng lại va chạm nhau, quả thực là hết sức kỳ lạ. Hơn nữa, hai đạo sương mù ngay từ đầu có chút cuồng bạo, nhưng theo sinh cơ chi lực bàng bạc bốn phía tràn vào chúng lại chậm rãi bình tĩnh. Thiên địa linh khí bốn phía điên cuồng hướng về vị trí Tiêu Phàm vọt tới, nguyên bản biển hoa cùng sơn lâm bình tĩnh nhấc lên một trận phong bạo đáng sợ. Sinh tử áo nghĩa, kỳ thật đại biểu là hai loại áo nghĩa, sinh mệnh áo nghĩa và tử vong áo nghĩa, muốn dung hợp bọn chúng thật đúng là không phải dễ. Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm, suy tư. Bất quá làm hắn vui mừng là hắn không bị lực lượng chúng thần mộ địa áp chế, ở chỗ này quả thật có thể lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực. So với tự thân đột phá mà nói, Tiêu Phàm căn bản không đem những thần lực chi tinh đó để ở trong mắt, nếu như có thể làm sinh tử áo nghĩa đột phá đệ nhị thành, thực lực hắn tuyệt đối có thể lại tăng lên một tầng nữa. Đúng rồi, hiện tại ta đột phá chiến thần cảnh cũng nên vẽ hồn văn đồ cấp thủy tổ của bản thân, cho tới nay không biết vẽ cái gì. Lấy sinh tử áo nghĩa làm cửa đột phá thử xem. Đột nhiên trong lòng Tiêu Phàm sáng lên. Sinh tử áo nghĩa là một trong mấy loại chí cường áo nghĩa, không kém gì thời không áo nghĩa, nếu như có thể đem hồn văn đồ miêu tả sinh tử áo nghĩa, đây tuyệt đối là một kiện bảo vật vô giá. Bất quá, muốn đem sinh tử áo nghĩa vẽ lên đó, cần một kiện vật phẩm bất phàm, đây cũng là một vấn đề đau đầu. Tiêu Phàm lại âm thầm lắc đầu, trước mặc kệ nhiều như vậy. Bảo vật có thể về sau chậm rãi tìm, trước lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa lại nói. Đang lúc Tiêu Phàm trong biển hoa, bên ngoài có một đám người nhìn ra xa, ngắm nhìn chỗ sâu biển hoa. Dẫn đầu là một nữ tử mặc quần dài trắng, phượng mi dài nhỏ, một đôi con mắt như trân châu lóe sáng, môi son như anh đào, khuôn mặt trắng nõn hoàn mỹ thẹn thùng ẩn tình. Làn da trơn mềm như dương chi ngọc tuyết, dáng người xen vào nhau tinh tế. Một đầu tóc đen như tơ lụa theo gió phất phơ, thoát tục thanh nhã, phong hoa tuyệt đại. Đại tiểu thư, nơi đây chính là Vạn Hoa Cốc, người thật muốn đi vào. Nếu không chúng ta vòng qua nơi này đi, tối đa cũng liền tốn hao một ngày mà thôi. Một nữ tử phía sau nữ tử váy trắng nói, trong mắt đều là vẻ lo lắng. Vạn Hoa Cốc là cái tên tu sĩ đặt cho mảnh biển hoa này, tên như ý nghĩa, nơi này sinh trưởng vô số hoa. Mỗi thời mỗi khắc đều tranh nhau mở ra. Bất quá, người biết Vạn Hoa Cốc đều hiểu rõ, nơi này không phải đơn giản như bề ngoài, hoa nơi này cũng không phải là hoa bình thường. Đúng vậy, Thanh Tịch tỷ, nơi này có hoa ăn thịt người rất khủng bố, còn có không ít hoa xà, liền chiến thần cảnh cũng không dám tự tiện xông vào. Một hắc bào thanh niên mở miệng nói. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy hắc bào thanh niên này, khẳng định có thể nhận ra. Người này tên là Lăng Ngạo, ban đầu ở Sở Gia cổ địa gặp mấy lần. Ngay từ đầu Lăng Ngạo một mực cùng Độc Cô Mạc Trác, Mộ Dung Lãng Trần, về sau khi Độc Cô Mạc Trác bị Tiêu Phàm giết chết, mà Mộ Dung Lãng Trần nhiều lần ăn thiệt thòi, Lăng Ngạo dứt khoát rời khỏi Mộ Dung Lãng Trần. Mấy năm không gặp, thực lực Lăng Ngạo cũng đạt tới chiến thánh cảnh hậu kỳ, cũng là một trong số ít người không phải chiến thánh cảnh đỉnh phong lại đi tới thần linh cấm khu. Về phần nữ tử váy trắng lại tên là Lăng Thanh Tịch, chính là tuyệt thế thiên tài Lăng gia đương đại, cũng là một trong thập đại yêu nghiệt. Trừ lần trước Tiêu Phàm nhìn thấy Phong Thiên Khê, Lăng Thanh Tịch là nữ tử còn lại trong 9 yêu nghiệt. Các ngươi qua trước đi, tiến về cửa vào tầng thứ 3 tập hợp. Lăng Thanh Tịch lắc đầu, ánh mắt kiên định lạ thường. Thanh Tịch tỷ, Vạn Hoa Chi Tâm căn bản chính là đồ vật trong truyền thuyết, có tồn tại hay không còn chưa nhất định. Người không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm. Lăng Ngạo lại an ủi. Lăng Thanh Tịch lắc đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Vạn Hoa Chi Tâm là chuyến này nàng nhất định có được, chỉ cần được Vạn Hoa Chi Tâm, nàng liền có thể nhờ vào đó đột phá chiến thần cảnh. Dựa vào thần lực chi tinh đột phá chiến thần cảnh, chỉ là ý nghĩ tu sĩ chiến thánh cảnh bình thường, những thiên tài cấp độ yêu nghiệt bọn hắn từng kẻ ngông nghênh cương trực, truy cầu tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Thanh Tịch tỷ, nhìn thấy con ngươi Lăng Thanh Tịch kiên định, Lăng Ngạo còn muốn thuyết phục cái gì. Nhưng mà lại bị Lăng Thanh Tịch cắt ngang, nói ý ta đã quyết, nơi này ta chiếu cố không được các ngươi vòng qua Vạn Hoa Cốc, thuận lợi mà nói nửa tháng, không thuận lợi mà nói một tháng,
nếu như một tháng ta còn chưa tới lối vào tầng 3, các ngươi tiến về tầng không gian thứ 3 trước đi. Tiếng nói vừa dứt, Lăng Thanh Tịch không cho mấy người cơ hội phản bác, liền một mình bước vào bên trong biển hoa, chốc lát liền không thấy tăm hơi. Ai, Lăng Ngạo bất đắc dĩ, sau đó nhìn về phía đám người sau lưng nói, chúng ta đi thôi, trưởng bối gia tộc đoán chừng đã nhanh thông hướng lối vào tầng thứ 3. Đám người gật đầu, đi theo Lăng Ngạo hướng một phương hướng khác, bọn hắn cũng không dám trắng trợn xông vào vạn hoa cốc như thế, bên trong nguy hiểm không phải chiến thánh cảnh có thể tiếp nhận. Giống Tiêu Phàm không kiêng nể gì cả tiến vào vạn hoa cốc cũng không phải là hắn không hiểu vạn hoa cốc, mà là nguy hiểm bên trong vạn hoa cốc đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Lăng Thanh Tịch nghĩa vô phản cố tiến vào vạn hoa cốc, thần sắc lại trở nên vô cùng ngưng trọng, tựa như mình không bị mấy cái độc xà tiếp cận. Vô luận như thế nào, ta đều phải lấy được vạn hoa chi tâm, nắm giữ vạn hoa chi tâm, ta liền có thể nhất cử đột phá chiến thần cảnh, đồng thời tại viên mãn chiến thần sẽ một đường thông suốt. Lăng Thanh Tịch thầm nghĩ, con người vô cùng kiên định. Thiên tài sở dĩ là thiên tài, có thời điểm kỳ thật cũng không chỉ là thiên phú bọn hắn yêu nghiệt như thế nào, mà là bọn hắn tu luyện tâm vô cùng kiên định. Vô luận gặp trở ngại gì, bọn hắn đều sẽ vượt mọi chông gai, hướng về mục tiêu ký định tiến lên. Tiến lên chừng nửa canh giờ, bước chân Lăng Thanh Tịch càng ngày càng chậm, nàng có thể đủ rõ ràng cảm nhận được một cỗ sát khí lạnh lẽo tới gần nàng. Hô hô, đột nhiên, mấy đóa hoa phía sau nàng hướng về nàng gào thét mà tới, tốc độ nhanh vô cùng, Lăng Thanh Tịch tựa như đã sớm chuẩn bị, trong tay xuất hiện một chuôi đoản kiếm, lăng không vung vẩy, mấy cánh hoa bỗng nhiên bị vô số kiếm khí xoắn nát. Những đóa hoa này lực công kích mặc dù cường đại, một khi bị bọn chúng đánh trúng, trong nháy mắt sẽ làm thần kinh tu sĩ chết lặng, mặc cho thực lực ngươi cường đại như thế nào cũng đào thoát không được. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao chiến thần cảnh đều có thể vẫn lạc tại vạn hoa cốc, đương nhiên, mọi thứ đều không có khả năng thập toàn thập mỹ. Những đóa hoa này lực công kích mặc dù quỷ dị, nhưng lực phòng ngự lại cực kỳ yếu ớt, Lăng Thanh Tịch tùy ý một kích liền hủy diệt những đóa hoa này chính là chứng minh tốt nhất. Đôi mắt đẹp Lăng Thanh Tịch ngưng lại, không dám buông lỏng cảnh giác. Bởi vì nàng biết rõ những hoa ăn thịt người cũng không phải là nguy hiểm nhất là hồn thú giấu trong biển hoa này. Hả, Lăng Thanh Tịch vừa phóng ra bước chân đột nhiên lại ngừng thân hình, bỗng nhiên quay đầu nhìn về sắc thái rực rỡ phía trước bên trong biển hoa. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được bốn phía thiên địa linh khí cùng sinh cơ chi lực đều nhanh chóng hướng về một phương hướng dũng mãnh lao tới, như có một cỗ lực lượng to lớn đang thôn phệ thiên địa linh khí. Vạn hoa chi tâm. Lăng Thanh Tịch kinh ngạc không thôi, nàng thực sự nghĩ không ra ở trong biển hoa này có gì có thể lấy rất nhanh nuốt thiên địa linh khí như thế, trừ vạn hoa chi tâm còn có thể có cái gì. Nghĩ vậy, Lăng Thanh Tịch nhanh chóng hướng về phía trước, nàng lần này tới không phải liền là vì vạn hoa chi tâm sao? Bây giờ vạn hoa chi tâm đang ở trước mắt, nàng sao có thể bình tĩnh cho được? Nàng nhanh chóng xuyên toa bên trong biển hoa, cảm nhận được thiên địa linh khí bốn phía càng ngày càng nhiều. Ý cười trên mặt Lăng Thanh Tịch càng ngày càng tăng. Giờ phút này, chính giữa vòng xoáy thiên địa linh khí, ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh, dĩ nhiên chính là Tiêu Phàm, hắn cảm thụ được thiên địa linh khí biến hóa bốn phía, trên mặt rốt cục hiện ra một vòng ý cười. Sinh tử áo nghĩa nhị biến, hiện tại xem như nhị biến chiến thần chân chính. Lúc này mới ba ngày mà thôi, sinh cơ chi lực vẫn đậm đà như vậy, có lẽ có thể giúp ta đột phá tam biến chiến thần. Tiêu Phàm hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Bất quá hắn lại nghĩ tới một cái vấn đề khác, chính là một người đến cùng có thể lĩnh ngộ mấy loại áo nghĩa đây. Nếu một người lĩnh ngộ bốn loại áo nghĩa chi lực, hơn nữa bốn loại áo nghĩa cũng chỉ là một thành, vậy có phải có thể so với chỉ lĩnh ngộ một loại áo nghĩa tứ biến chiến thần? Phốc, đang lúc Tiêu Phàm trầm tư, hư không đột nhiên truyền đến tiếng xé gió, một đạo lợi mang từ bên cạnh hắn đánh tới, mấy gốc hoa bị đứt gãy. Tiêu Phàm linh giác nhạy cảm biết bao, tự nhiên tùy tiện cảm nhận được, thân hình lóe lên, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, đạo lợi mang kia xuyên thủng một đạo tàn ảnh hắn lưu lại. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một nữ tử váy trắng bỗng nhiên xuất hiện ở vị trí hắn trước đó, ánh mắt băng lạnh nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, kiếm chỉ Tiêu Phàm nói, đem vạn hoa chi tâm giao ra. Tiêu Phàm đánh giá nữ tử váy trắng như tiên nữ trước mắt này, cau mày một cái. Bản thân có vẻ như không đắc tội nàng, vừa đến liền muốn đưa bản thân vào chỗ chết.
Nữ tử váy trắng hiển nhiên không phải ai khác, chính là Lăng Thanh Tịch vì tìm kiếm Vạn Hoa Chi Tâm mà đến. Nhìn cái gì vậy, còn nhìn ta liền móc mắt ngươi. Lăng Thanh Tịch sát khí nặng nề nhìn Tiêu Phàm. Trên người Tiêu Phàm phóng sát khí nhàn nhạt, hắn sẽ không bởi vì đây là nữ nhân liền sẽ không giết nàng, trong mắt hắn, địch nhân chỉ phân người sống và người chết. Mặc dù Tiêu Phàm không thể không thừa nhận Lăng Thanh Tịch rất không tệ, dáng người cũng coi như yểu điệu thướt tha, nhưng hắn gặp qua nữ nhân xinh đẹp cũng không ít, sẽ không giống một ít nam tu sĩ, nhìn thấy nữ nhân liền bước không nổi. Dạng chó hình người, tâm quá mức ác độc. Tiêu Phàm lắc đầu, quay người liền chuẩn bị rời đi. Hắn biết rõ, đối phương nhất định là hiểu lầm, trên người bản thân cũng không có Vạn Hoa Chi Tâm nàng muốn. Cũng chính là bởi vì như thế nên Tiêu Phàm mới không có động thủ. Bất quá lời này nghe vào trong tai Lăng Thanh Tịch lại là cực kỳ chói tai, nàng không cần nhiều lời, xưng là đẹp như tiên nữ cũng không quá phận. Nhưng trong miệng Tiêu Phàm lại vẻn vẹn chỉ là được dạng chó hình người, việc này khiến nàng như thế nào chịu đựng được. Nhất là câu nói sau của Tiêu Phàm kia, giống như một chuôi đao nhọn cắm vào lồng ngực Lăng Thanh Tịch, tâm nàng cũng bắt đầu nhỏ máu. Từ nhỏ đến lớn còn chưa bao giờ có người đánh giá nàng như thế, việc này khiến Lăng Thanh Tịch triệt để tức giận. Dừng lại, ta không cho ngươi đi. Lăng Thanh Tịch phẫn nộ nói, lách mình ngăn trở đường đi Tiêu Phàm. Thực sự là trò cười, ta muốn rời đi, chỉ bằng ngươi cũng có thể ngăn cản. Tiêu Phàm đạm mạc nói, ánh mắt không mang bất cứ tia cảm tình nào, thậm chí còn mang theo sát khí băng lãnh. Lăng Thanh Tịch chẳng biết tại sao cảm giác toàn thân có chút lạnh. Nếu là bình thường, dù là địch nhân bản thân đều sẽ mỉm cười đáp lại, sẽ không lạnh lùng như vậy, đây là lần thứ nhất nàng gặp được nam nhân đối với nàng động sát ý. Nhất là ánh mắt kia, lạnh lùng, vô tình, trong lòng Lăng Thanh Tịch dâng lên một loại cảm giác bị thất bại, chẳng lẽ bản thân lớn lên thật chỉ là dạng chó hình người. Nghĩ vậy, vẻ phẫn nộ trên mặt Lăng Thanh Tịch lần nữa hiển hiện, bất quá nàng chưa kịp mở miệng, thanh âm Tiêu Phàm tiếp tục vang lên. Đồ vật ngươi muốn không có ở trên người ta, xem ở ngươi là nữ nhân ta sẽ không lấy mạng ngươi, đừng có hung hăng càn quấy. Nói xong câu đó, Tiêu Phàm lách qua Lăng Thanh Tịch, liền con mắt đều không liếc nhìn nàng một cái, kiếm trong tay Lăng Thanh Tịch một mực giơ tựa như một pho tượng. Lúc này, Tiêu Phàm vừa đi ra mấy bước lại truyền tới một đạo thanh âm, sự tình không quá ba lần, lần sau đừng dùng kiếm chỉ vào ta không ngại trên đời này thêm một nữ nhân tay cụt. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm lách mình liền không thấy tăm hơi, ở chỗ này không cách nào tu luyện, đành phải đổi một nơi khác. Hiện tại thời gian thập phần sung túc, nếu như có thể ở chỗ này lĩnh ngộ ba thành sinh tử áo nghĩa, Tiêu Phàm tự tin, lúc rời chúng thần mộ địa đi, hắn vô cùng có khả năng đột phá chiến thần cảnh trung kỳ, cũng chính là tứ biến chiến thần, thậm chí cảnh giới cao hơn. Lăng Thanh Tịch nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, thầm nói, ta là thập đại yêu nghiệt. Ở chỗ này ta tất yếu sợ người nào. Nghĩ vậy, Lăng Thanh Tịch quay người phẫn nộ nhìn về phía Tiêu Phàm, đáng tiếc Tiêu Phàm đã không thấy tăm hơi, coi như nàng muốn tìm Tiêu Phàm gây phiền phức cũng không có khả năng. Bất quá, khuôn mặt Tiêu Phàm lại một mực in vào trong óc nàng, thật lâu không tiêu tan, kẻ này là kẻ thứ nhất không để mắt nhìn nàng. Lần sau đừng để cho ta gặp ngươi, bằng không nhất định để ngươi đẹp mắt. Lăng Thanh Tịch ngữ khí lạnh như băng nói, đúng rồi, tại sao ta cảm giác giống như gặp qua hắn ở đâu rồi. Nàng rất nhanh liền bình tĩnh lại, mờ mịt nhìn bốn phía biển hoa, trầm ngâm nói, vừa nãy người kia hẳn không có nói dối, vậy đã nói rõ Vạn Hoa Chi Tâm còn ở bên trong phiến biển hoa, ta còn có cơ hội. Nghĩ vậy, tâm tình Lăng Thanh Tịch lại khôi phục không ít, chuẩn bị tiếp tục trong biển hoa tìm kiếm. Nhưng mà cũng đúng lúc này, một cỗ khí tức cường đại cuốn tới. Sắc mặt Lăng Thanh Tịch biến hóa, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chỉ thấy thiên khung phía trên từng đóa pháo hoa nở rộ, hư không vô số cánh hoa nhẹ nhàng rớt xuống. Tràng diện rộng lớn, đẹp không sao tả xiết, toàn bộ biển hoa trên không đều rải đầy cánh hoa, muôn hồng nghìn tía, chói lọi chói mắt. Đây là, Lăng Thanh Tịch đôi mắt đẹp lấp lóe, kinh ngạc nhìn không trung, trong lòng run lên bần bật. Lúc này, nàng thập phần chắc chắn nói. Vạn hoa tể phóng, đây là báo hiệu Vạn Hoa Chi Tâm nở rộ. Vạn Hoa Chi Tâm, 50 năm mở ra một lần, mỗi lần mở ra, sau 12 canh giờ liền sẽ héo tàn, nếu như bỏ lỡ lần này, sẽ phải chờ 50 năm sau. Nghĩ vậy,
Lăng Thanh Tịch lách mình tại chỗ biến mất, theo phương hướng khí thức bàng bạc bay đi. Lúc này, Tiêu Phàm bên ngoài mấy chục dặm cũng bỗng nhiên nhìn về phía chân trời, cũng bị cảnh sắc trước mắt làm cho chấn kinh, nói, vạn hoa tể phóng, đây là dấu hiệu vạn hoa chi tâm nở rộ. Đoán chừng cách vạn hoa chi tâm nở rộ cũng chỉ có chừng 7 ngày thời gian. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, linh hồn chi lực trong nháy mắt đảo qua xung quanh mấy trăm dặm, lại phát hiện rất nhiều bóng người nhao nhao hướng về nơi vạn hoa nở rộ bay đi, bao gồm cả Lăng Thanh Tịch. Mảnh biển hoa này rất lớn, đạt tới trên vạn dặm, muốn ở chỗ này tìm vạn hoa chi tâm thành thục không phải dễ dàng, đừng nói nửa tháng, dù là nửa năm cũng chưa chắc có thể tìm được. Nhưng trước khi vạn hoa chi tâm nở sẽ sinh ra một loại dị tượng cùng một loại uy áp, kể từ đó, tìm tới vạn hoa chi tâm cũng rất dễ dàng. Lúc này, Tiêu Phàm lắc đầu, nói, vạn hoa chi tâm đối với người lĩnh ngộ hoa chi áo nghĩa cùng mê huyễn áo nghĩa mà nói còn quý giá hơn thần dược, nhưng đối với ta mà nói không có bất kỳ giá trị, tối đa chỉ là đồ vật để thưởng thức mà thôi. Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, căn bản không có bất luận gợn sóng, đương nhiên, nếu như có thể đem vạn hoa chi tâm đưa cho Diệp Thi Vũ, vậy cũng có thể xem như một kiện lễ vật. Bất quá Tiêu Phàm vẫn không có đi qua, cửu U Ma Thần sắp khôi phục, hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, từng phút từng giây hắn đều không muốn bỏ qua. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm ngồi xuống đất, tiếp tục lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa. Lúc này, chỗ sâu vạn hoa cốc, một tòa hoa cốc mờ mịt lượn lờ bên trong, giờ phút này lại là hào quang lượn lờ, sương mù bốc hơi, giống hệt một mảnh tiên cảnh nhân gian. Trong sương mù ẩn ẩn có thể nhìn thấy nụ thất thải chi hoa to lớn chớm nở, bên trong khe hở cánh hoa phun ra nuốt vào hào quang đầy trời. Hào quang trùng thiên, tại hư không bạo tán ra, hóa thành cánh hoa sắc thái rực rỡ bay xuống, cơ hồ quét sạch toàn bộ vạn hoa cốc. Rất hiển nhiên, đóa thất thải chi hoa này chính là vạn hoa chi tâm trong truyền thuyết. Lúc thất thải chi hoa triệt để nở rộ, chính là thời điểm vạn hoa chi tâm thành thục. Bốn phía hoa cốc âm thầm đã tụ tập không ít tu sĩ và hồn thú, khác với nhân loại, những hồn thú này tựa như là tới bảo hộ vạn hoa chi tâm. Tất cả ánh mắt sinh linh đều nhìn chăm chú lên thất thải chi hoa bên trong hoa cốc, bọn hắn đều đang đợi vạn hoa chi tâm thành thục. Trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức áp bách, làm cho người ta thở không ra hơi, ai cũng biết tiếp theo khẳng định sẽ có một trận chiến đấu kịch liệt. Theo thời gian trôi qua, tu sĩ bên ngoài hoa cốc càng ngày càng nhiều, bình thường một chút tu sĩ không dám mạo hiểm tới đây cũng cố ý tới đây tìm tòi. Mấy vạn dặm xung quanh biển hoa sáng chói mắt, mỗi thời mỗi khắc đều hạ xuống cánh hoa, sinh cơ chi lực xung quanh nồng đậm tới cực điểm. Có chút tu sĩ đang đến gần hoa cốc cảm giác thương thế thể nội vậy mà tự động khôi phục. Cũng có một số người vì vậy mà đột phá đến cảnh giới cao hơn. Đương nhiên, những người này đều là từ chiến thánh cảnh cấp thấp đột phá cao giai mà thôi, muốn từ chiến thánh cảnh đột phá chiến thần cảnh, khả năng liền không phải đơn giản như vậy. Khôi phục thương thế có lẽ cũng là tác dụng duy nhất của vạn hoa chi tâm trong lòng phần lớn người. Có chút người không biết tác dụng vạn hoa chi tâm đã bắt đầu vì tranh đoạt vạn hoa chi tâm mà chiến đấu. Ngẫu nhiên truyền đến từng tiếng tiếng đánh nhau cùng tiếng kêu thảm thiết. Những người này nếu như biết rõ bảo vật bọn hắn tranh đoạt đối với bọn hắn mà nói cũng không có ý nghĩa gì, đoán chừng sẽ không liều như thế. Cứ theo tốc độ này hẳn đến ngày cuối cùng, vạn hoa chi tâm sẽ hoàn toàn chín muồi. Trong một cái ngõ ngách bên ngoài hoa cốc, Lăng Thanh Tịch tiềm phục, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đóa thất thải chi hoa trói lọi bên trong sơn cốc. Người giống nàng có không ít, mặt khác, bên bờ một chỗ vách núi biển hoa cũng có mấy đạo thân ảnh, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy có lẽ cũng có thể nhận ra, chính là Phong Thiên Khê cùng Dạ Cô U đám người trước đó nhìn thấy. Còn có bên trong một chỗ biển hoa đứng đấy một thanh niên trường bào màu đen chảy máu, trên mặt đều là vẻ yêu dị, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm thất thải chi hoa, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Trong biển hoa tử sắc cách hắn vài dặm ẩn núp không ít người. Trong đó có một người mặc áo bào đen mang theo đấu bổng màu đen che khuất cả khuôn mặt, một đôi con ngươi sắc bén nhìn chăm chú hoa cốc. Cho dù những hoa ăn thịt người cùng hồn thú cũng theo bản năng e ngại hắn, không dám tùy ý tới gần hắn. Hơn nữa còn có không ít người đang đến gần, tiếng đánh nhau, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng kịch liệt, những hồn thú đó đã bắt đầu nhìn không được công kích đến tu sĩ. Mà hết thảy cách thời gian vạn hoa chi tâm thành thục càng ngày càng gần cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Bất quá,
Tiêu Phàm bên ngoài phía xa mấy ngàn dặm lại vẫn đắm chìm trong tu luyện. Tại quanh thân hắn, hắc bạch sinh tử nhị khí chậm rãi ổn định lại, quấn quanh lẫn nhau vận chuyển, ai cũng không làm gì được ai, xa xa nhìn lại liền tựa như một bộ âm dương thái cực đồ. Bốn phía sinh cơ chi lực không ngừng phun ra nuốt vào, mặc dù dung hợp hai loại áo nghĩa hết sức khó khăn, nhưng Tiêu Phàm cũng phát hiện một chuyện thập phần kỳ diệu. Chính là tử vong áo nghĩa cùng sinh mệnh áo nghĩa có thể xác minh lẫn nhau, liền tựa như hiện tại, hắn thôn vệ sinh cơ chi lực bên trong vạn hoa cốc, không chỉ có thể lĩnh ngộ sinh mệnh áo nghĩa mà còn có thể lĩnh ngộ tử vong áo nghĩa. Hiện tại cả hai cũng đạt tới một cái cực điểm, tựa như tùy thời có thể đột phá. Tiêu Phàm cảm giác, sinh tử áo nghĩa tuyệt đối không thể yếu hơn so với tu la áo nghĩa, so với tu la áo nghĩa pha tạp, sinh tử áo nghĩa ngược lại thuần túy hơn rất nhiều. Nhất niệm sinh, nhất niệm tử. Trong miệng Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, linh hồn chi thể hắn bên trong thần cung nhanh chóng diễn hóa lấy đệ thập trọng vô tận chiến quyết. Khí tức trên người hắn cũng càng ngày càng mãnh liệt, tựa như muốn đột phá một tầng gông cùm xiềng xích. Mấy canh giờ sau, khí thế trên người hắn dường như đạt tới một điểm giới hạn, sinh cơ chi lực bốn phía hướng về Tiêu Phàm mãnh liệt mà tới. Thân thể hắn tựa như một cái rác hút to lớn. Tất cả sinh cơ chi lực đều hút vào thể nội hắn. Lúc này, giữa thiên địa nhấc lên một trận phong bạo to lớn, tất cả sinh cơ chi lực bên trong vạn hoa cốc đều hướng về Tiêu Phàm. Đầu tiên là thôn phệ sinh cơ chi lực bên trong phạm vi 10 dặm, rất nhanh liền bắt đầu thôn phệ sinh cơ chi lực bên trong phạm vi 100 dặm, hơn nữa căn bản không có xu thế đình chỉ. Tầm nửa ngày sau, sinh cơ chi lực phạm vi ngàn dặm cũng bị Tiêu Phàm thôn phệ không còn một mảnh. Thân thể hắn tựa như một cái động không đáy. Nếu là người bình thường đoán chừng đã sớm bị sinh cơ chi lực vạn hoa cốc no bạo, nhưng thân thể Tiêu Phàm lại không có bất kỳ biến hóa gì. Cái này cùng tiểu thiên địa hắn cường đại có quan hệ, tất cả sinh cơ chi lực đều bị hắn hút vào bên trong tiểu thiên địa linh khí bên trong tiểu thiên địa trong nháy mắt tăng cường mấy lần. Theo tốc độ thôn phệ sinh cơ chi lực càng lúc càng nhanh, hắc bạch sinh tử nhị khí xung quanh Tiêu Phàm cũng chuyển động càng lúc càng nhanh, tựa như hai đầu âm dương ngư đang truy đuổi lẫn nhau. Sau một ngày, sinh cơ chi lực trong phạm vi 5.000 dặm đều bị Tiêu Phàm nuốt vào thể nội, tu sĩ và các hồn thú thủ hộ xung quanh thất thải chi hoa cũng đều cảm nhận được cảnh tượng kỳ dị này. Các ngươi có phát hiện hay không, thất thải chi hoa giống như đình chỉ nở rộ, sinh cơ chi lực bên trong hoa cốc cũng nhanh chóng bị sói mòn. Ta đã sớm cảm nhận được. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là nguyên nhân thất thải chi hoa nở rộ, đem tất cả sinh cơ chi lực nuốt chửng lấy, hiện tại nhìn đến cũng không phải là chuyện như vậy. Có vẻ như tất cả sinh cơ chi lực đều chảy hướng kia, sự tình khác thường tất có yêu. Một chút tu sĩ khe khẽ bàn luận lấy, không ít người trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, bọn hắn đều là vì vạn hoa chi tâm mà đến, nếu như vạn hoa chi tâm không thành thục, vậy coi như lại phải chờ 50 năm. Lăng Thanh Tịch nhíu lại mỹ mi, ngắm nhìn phương xa, trong miệng ngâm khẽ lấy, ta trước đó không phải liền là từ hướng kia tới sao? Là ai đang ngăn trở vạn hoa chi tâm nở rộ? Tiếng nói rơi xuống, trong đầu Lăng Thanh Tịch trong nháy mắt hiện lên một khuôn mặt, chẳng lẽ là hắn? Sau đó lại lắc đầu, nói, hắn thực lực tuy mạnh, nhưng muốn thôn phệ sinh cơ chi lực vạn hoa cốc còn không làm được. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại qua một ngày. Nguyên bản thất thải chi hoa sớm hôm qua liền muốn nở rộ, nhưng mà mạnh mẽ kéo dài gần một ngày. Nếu như tiếp tục trì hoãn, thất thải chi hoa đừng nói nở rộ, muốn không khô héo đoán chừng cũng rất khó. Hô, đột nhiên, trong ánh mắt tất cả mọi người kinh ngạc, một đạo hắc ảnh từ trong biển hoa truyền ra, xông thẳng đến thất thải chi hoa, có người rốt cục ngồi không yên. Tự tìm cái chết, dám đoạt vạn hoa chi tâm, nạp mạng đi, từng tiếng gầm thét vang lên. Tu sĩ bốn phía loạn thành một bầy, mấy chục đạo thân ảnh đạp không mà lên, vạn hoa chi tâm mặc dù còn chưa thành thục, nhưng nếu như không thành thục thì sao? Hiện tại hái chí ít còn có một chút tác dụng, khi khô héo, vạn hoa chi tâm còn không bằng thứ đổ bỏ đi. Đợi thế này vốn là một loại dày vò, có người chờ không được cũng rất bình thường, chỉ bất quá người thứ nhất xông lên kết cục đều không rất tốt, rất nhanh liền bị tu sĩ khác xé thành mảnh vỡ. Chỉ một lát sau, bên trong hoa cốc liền hỗn loạn không chịu nổi, tiếng chiến đấu không dứt bên tai. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm ở ngoài mấy ngàn dặm bỗng nhiên mở hai mắt ra, quanh thân tản ra một cỗ khí tức cuồng bạo,
sinh tử nhị khí ngưng tụ thái cực đồ bỗng nhiên tăng lớn hơn 2 lần. Trên mặt Tiêu Phàm hiện lên một tia ý cười, cười nói, ba thành sinh tử áo nghĩa, tam biến chiến thần. Tiêu Phàm không kích động là không có khả năng, đi tới chúng thần mộ địa hắn vốn là vì chiếm lấy thần lực chi tinh mà đến, nhưng mà hiện tại hắn không chỉ lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa, hơn nữa còn nhất cử đột phá đến tam biến chiến thần, đối với hắn mà nói đã là thu hoạch vô cùng lớn. Dù sao, lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực cần thời gian cùng cơ duyên. Bây giờ, hắn cách chiến thần cảnh trung kỳ tứ biến chiến thần cũng chỉ có một bước. Đột phá chiến thần cảnh có một chỗ tốt, chính là lĩnh ngộ áo nghĩa vô luận bao nhiêu chủng loại, chỉ cần có một loại áo nghĩa lĩnh ngộ đạt tới trình độ nhất định, liền có thể tiếp tục đột phá cảm thụ được tự thân biến hóa. Tiêu Phàm phát hiện thực lực bản thân vậy mà tăng cường gấp bội có thừa, nội tâm hắn thở dài, áo nghĩa chi lực thực sự quá kỳ diệu. Hả, lúc Tiêu Phàm thu hồi tâm thần, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nơi đó có một trận năng lượng cuồng bạo ba động, kia không phải nơi vạn hoa chi tâm nở rộ à, chẳng lẽ còn chưa thành thục. Nếu như vạn hoa chi tâm còn chưa có rơi vào tay người nào, có lẽ ta còn có cơ hội. Trong lòng Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, hắn mặc dù sẽ không giết người đoạt bảo, nhưng một vật vô chủ, Tiêu Phàm cũng sẽ không nương tay. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm chuẩn bị hướng nơi vạn hoa chi tâm nở rộ bay đi, nhưng mà còn không phóng ra bước chân, sắc mặt hắn khẽ hơi trầm xuống một cái, híp hai mắt nói, tại sao ta cảm giác có ai đang công kích không gian bí cảnh vạn thánh dược các. Tiêu Phàm rất muốn tiến về không gian bí cảnh điều tra một cái, đáng tiếc, nơi này không gian phong cấm, liền tiểu thiên địa muốn mở ra đều rất gian nan, lại càng không cần phải nói không gian bí cảnh. Chỉ là bởi vì hắn luyện hóa không gian bí cảnh, bên trong tối tăm có loại cảm giác này mà thôi. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, ở chỗ này hắn là không có khả năng tiến vào không gian bí cảnh, muốn đi vào thì chỉ có rời chúng thần mộ địa. Hắn tiến vào chúng thần mộ địa mới không đến một tháng thời gian, nơi này không gian bích lũy ngưng kết, muốn rời đi càng thêm không có khả năng. Chỉ có chờ 1 năm sau, chiến thần điện mở không gian thông đạo ra, đến thời điểm đó hắn mới có thể thừa cơ rời đi. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm lần nữa hướng về vị trí vạn hoa chi tâm kích xạ đi. Ở vạn hoa cốc, dù là chiến thánh cảnh cũng không dám lăng không phi hành, nhưng Tiêu Phàm không cố kỵ gì, khác không nói. Chính là hắn lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa cũng đủ uống một bình hoa thảo. Về phần những hồn thú đó, cảm ứng được huyết tinh chi khí trên người Tiêu Phàm liền không có dám tùy tiện tới gần. Coi như Tiêu Phàm chạy tới vị trí vạn hoa chi tâm, bên trong hoa cốc truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Xa xa nhìn lại, trên không hoa cốc, vô số bóng roi loạn vũ, quất vào trên người đông đảo tu sĩ, còn có một chút tu sĩ trực tiếp bị bóng roi xuyên thủng, máu tươi bắn tung tóe. Mau trốn, a cứu ta, tiếng kêu thê lương thảm thiết, tiếng gào thét không dứt bên tai, ngay từ đầu là các đại tu sĩ chiến đấu, nhưng mà lúc bọn hắn tới gần vạn hoa chi tâm, bên trong sơn cốc nồng vụ lại đột nhiên toát ra từng đầu cây mây. Cây mây công kích thập phần sắc bén bá đạo, sợi đằng đầy trời xen lẫn thành một cái lưới to lớn, công sát tu sĩ tới gần. Bình thường chiến thánh cảnh hậu kỳ cơ hồ liền cơ hội chạy trốn đều không có. Cho dù chiến thánh cảnh đỉnh phong cũng bị thương thảm trọng, nếu như không phải chạy trốn kịp thời, đoán chừng cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà, đây vẻn vẹn chỉ vừa mới bắt đầu, lúc những người bị thương thoát đi hoa cốc, bên trong biển hoa đột nhiên xông ra lít nha lít nhít hồn thú. Kích cỡ những hồn thú đó so với hồn thú bình thường không tính là quá lớn, có con kiến, có con bướm, cũng có ong mật. Nhưng số lượng bọn chúng quá nhiều đến hàng vạn. Hơn nữa yếu nhất đều là bát giai hồn thú, càng không thiếu cường giả cửu giai. Nhân loại tu sĩ tuy mạnh, nhưng có mạnh hơn cũng không mạnh hơn số lượng hồn thú. Rất nhiều người nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp đạp không mà lên, hướng bên ngoài biển hoa chạy đi, nhưng mà bọn hắn còn chưa có bay lên liền bị vô số dây leo cuốn lấy thân thể, kéo xuống dưới. Sau đó những đóa hoa cự hình bao vây những người kia lại, ngay sau đó phát ra từng đợt thanh âm nhấm nuốt. Nguyên bản bên trong thanh u hương hoa lại xen lẫn huyết tinh chi khí nhàn nhạt, ngửi một chút liền làm cho lòng người phát lạnh. Nhất là phía trên cánh hoa tiên diễm, có lưu lại máu tươi cùng xương vỡ bị đóa hoa nhấm nuốt, nhìn qua hết sức khủng bố huyết tinh. Tất cả những thứ này chỉ có thể dùng mấy chữ cực kỳ bi thảm để hình dung, quá kinh khủng, đâu đâu cũng có thi cốt, tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên khung, tựa như tận thế tiến đến.
Cứ như thế, tu sĩ đi tới Vạn Hoa Cốc, 8-9 phần 10 đều không sống đi ra. Lăng Thanh Tịch, Dạ Cổ U, Phong Thiên Khê đám người đang cùng những dây leo đó đối chiến, mấy người vừa đánh vừa lui, sắc mặt vô cùng khó coi, bọn hắn là một trong thập đại yêu nghiệt, liền bọn hắn đều không phải là đối thủ, những người khác lại làm sao có thể tốt hơn được. Lăng Thanh Tịch, Mộ Dung Minh Nguyệt, mọi người cùng một chỗ giết ra ngoài. Dạ Cô U nhìn về phía nơi xa mấy người hét lớn, kiên trì nửa chén trà nhỏ thời gian, bọn hắn đã gánh không được. Lúc này nếu như còn không rút lui, thật có khả năng đều sẽ lưu ở chỗ này. Lăng Thanh Tịch chớp mắt, cuối cùng gật đầu, lách mình hướng về vị trí Dạ Cô U bọn hắn tới gần. Bất quá, Mộ Dung Minh Nguyệt lại không có để ý tới, vẫn một mình một người đối kháng dây leo, vừa đánh vừa lui, dư quang một mực nhìn chăm chú lên thất thải chi hoa. Rất hiển nhiên, Mộ Dung Minh Nguyệt cũng cực muốn lấy được Vạn Hoa chi tâm, chiến hồn hắn là Minh Nguyệt có thể thi triển công kích huyễn cảnh cường đại, nếu như được Vạn Hoa chi tâm, đối với lĩnh ngộ áo nghĩa sẽ vô cùng có chỗ tốt. Thậm chí, nếu như có thể mượn nhờ Vạn Hoa chi tâm đột phá chiến thần cảnh, trước khi đột phá viên mãn chiến thần hắn có thể một đường thông suốt. Mộ Dung Minh Nguyệt, ngươi một người không chiếm được Vạn Hoa chi tâm, cùng đi thôi. Dạ Cô U tiếp tục khuyên. Bọn hắn mặc dù cũng muốn được Vạn Hoa chi tâm, nhưng giữa sinh tử tồn vong vẫn dứt khoát lựa chọn rời đi. Phốc, tiếng nói rơi xuống, Mộ Dung Minh Nguyệt bị một đạo dây leo xuyên thủng đầu vai, máu tươi cuồng phún, hắn nhanh chóng hướng về phía sau thối lui, trong mắt đều là vẻ không cam lòng. Mọi người cùng một chỗ lao ra. Dạ Cô U nhìn về phía tu sĩ bốn phía, hét lớn một tiếng. Giờ phút này, biển hoa bên trong Vạn Hoa Cốc đã sôi trào lên. Vô số dây leo giống như linh xà đang trong hư không xuyên loạn, rất nhiều tu sĩ còn chưa kịp đạp không bay lên liền bị dây leo kéo xuống dưới. Sau đó bị hoa ăn thịt người cùng hồn thú làm thịt, bọn chúng phối hợp cực kỳ ăn ý, đây là nguyên nhân tu sĩ nhân tộc bị thương thảm trọng. Hiện tại nếu như toàn lực phóng tới không trung còn có thể trốn qua một kiếp, đợi chút nữa tất cả mọi người bị thương hoặc là tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, muốn chạy trốn vậy thì càng thêm gian nan. Rất hiển nhiên. Tất cả mọi người đánh giá thấp sự gian nan khi tranh đoạt Vạn Hoa chi tâm, muốn sinh ra một quả Vạn Hoa chi tâm thành thục cần đến 50 năm, thậm chí trên 100 năm thời gian. Linh dược đều có hồn thú thủ hộ, huống chi thần dược bậc này. Không thể không nói, lần này tu sĩ chiến hồn đại lục tổn thất nặng nề. Đi, Mộ Dung Minh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, nhanh chóng hướng về không trung lao đi, bất quá khóe mắt hắn lại là vẻ không cam lòng nhìn về phía thất thải chi hoa. Cũng chính là cái nhìn thoáng qua này, hắn đột nhiên ngừng thân hình, những người khác cũng đều kinh ngạc hướng về bên trong hoa cốc nhìn lại. Chỉ thấy một người mang theo áo choàng đen trong sơn cốc nhanh chóng xuyên toa, cực tốc tới gần thất thải chi hoa, tốc độ của hắn rất nhanh, thập phần quỷ dị. Hơn nữa, toàn thân thiêu đốt lên xích hồng sắc hỏa diễm, làm những dây leo bị đốt thành kiếp cho. Nguyên bản đám người Mộ Dung Minh Nguyệt thất vọng, đột nhiên ánh mắt hơi sáng. Bọn hắn lại nhìn thấy cơ hội chiếm lấy Vạn Hoa chi tâm. Chỉ một thoáng, tu sĩ công sát dây leo bốn phía đột nhiên điên cuồng hướng về áo bào đen bay đi, bọn chúng như có linh trí, chủ yếu nhất là bảo hộ Vạn Hoa chi tâm, giết người chỉ là thời gian mà thôi. Vô số dây leo xen lẫn thành lít nha lít nhít lưới lớn, đem Vạn Hoa chi tâm thủ hộ bên rong, phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, cơ hồ đã đến cấp độ hắt nước không vào. Bước chân người áo bào đen thập phần mộng ảo. Tốc độ cũng rất nhanh, nhưng nhanh như thế nào thì dây leo đầy trời hiện tại chỉ châm đối một người hắn, khiến áp lực hắn tăng gấp bội. Hỗn trướng, áo bào đen giận mắng một tiếng, hắn vừa mới thừa dịp những dây leo kia không chú ý, vốn cho là có thể thành công đánh lén, chiếm lấy Vạn Hoa chi tâm. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Lăng Thanh Tịch bọn hắn đều chuẩn bị rút lui, không hấp dẫn được lực chú ý của dây leo, làm kế hoạch hắn kém chút thất bại. Người này là, nơi xa Mộ Dung Minh Nguyệt cau mày một cái, trong lúc nhất thời nhớ không nổi. Hồng hộc đột nhiên, từng đạo tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy vô số dây leo đột nhiên từ tứ phương gào thét mà tới, hóa thành từng chuôi lợi kiếm xuyên thủng thiên vũ, xông thẳng tới áo bào đen. Ngàn vạn dây leo giống như vạn tiễn tề phát, lít nha lít nhít, che kín toàn bộ không gian, cơ hồ không thể trốn đi đâu được, tất cả mọi người nhìn lại. Áo bào đen hẳn phải chết là không nghi ngờ. Ta nhớ rồi, hắn là Sở Vân Phi. Đột nhiên,
Mộ Dung Minh Nguyệt nơi xa trợn to hai mắt kêu lên. Hắn đã từng nói qua Sở Vân Phi, đã nghe qua thanh âm hắn, dù sao tất cả mọi người là một trong thập đại yêu nghiệt, vừa nghe được thanh âm đối phương, hắn còn trong lúc nhất thời không nhớ tới. Sở Vân Phi, hắn muốn chết sao? Lăng Thanh Tịch lạnh lùng nói, trên mặt lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Trong những người này, Vạn Hoa Chi Tâm đối với nàng tác dụng to lớn nhất, nhưng giờ phút này nàng đều không dám liều mạng, mà Sở Vân Phi lĩnh ngộ có vẻ như cũng không phải là huyễn cảnh cùng Hoa Chi áo nghĩa, vì sao phải liều mạng như vậy? Ngang lúc này, một đạo long ngâm đinh tai nhức óc vang vọng chân trời, toàn bộ thiên khung đều chấn động, chỉ thấy trên không hoa cốc, một đầu hỏa long to lớn xuất hiện. Khi trường kiếm trong tay áo bào đen vũ động, hỏa long nổi giận gầm lên một tiếng, liền bạo tán mà ra, hóa thành vô số hỏa diễm kiếm khí hướng về bốn phía bay đi. Ầm ầm ầm, vô số hỏa diễm kiếm khí cùng dây leo đâm vào cùng một chỗ, thanh âm bạo phá thỉnh thoảng vang lên, bên trong tất cả ánh mắt mọi người kinh ngạc, những dây leo kia đều bị hỏa diễm kiếm khí phá hủy. Ngay sau đó, áo bào đen tăng tốc hóa thành một đạo hỏa diễm chớp lóe xuất hiện ở gần thất thải chi hoa, mắt thấy thất thải chi hoa đang ở trước mắt, hắn bỗng nhiên lấy xuống áo choàng trên đầu, lộ ra một khuôn mặt kiên nghị xuất khí. Thực sự là Sở Vân Phi, có người hét lớn, nhận ra thân phận áo bào đen, chính là Sở Vân Phi từ Sở gia cổ địa trốn vào trong hư không liệt phùng. Lúc ấy hắn tiến vào bên trong hư không liệt phùng, trong hư không đến mấy tháng, cuối cùng xâm nhập thần kiếp chi địa, lúc này mới xuất hiện ở nơi này. Vạn Hoa Chi Tâm, Lăng Thanh Tịch khẽ quát một tiếng, váy dài vũ động, động tác nàng thập phần phiêu giật, giống như yến bay ra, xông thẳng đến thất thải chi hoa. Cùng lúc đó, Mộ Dung Minh Nguyệt cũng không chút do dự xông lên, mặc dù bọn hắn đều kinh ngạc thực lực Sở Vân Phi, nhưng bọn hắn vẫn tin tưởng, bản thân không thể kém hơn so với Sở Vân Phi. Dạ Cô U cũng chuẩn bị đi lên lại bị Phong Thiên Khê giữ chặt, lắc lắc đầu nói, nhị ca, thôi, không cần Vạn Hoa Chi Tâm ta cũng có thể đột phá chiến thần cảnh. Dạ Cô U cau mày một cái, cuối cùng vẫn không phóng ra bước chân, chỉ là thần sắc đạm mạc nhìn phía xa. Lúc này, Sở Vân Phi đột nhiên vươn tay ngưng tụ thành một hồn lực trưởng cương to lớn hướng về bên trong tìm kiếm thất thải chi hoa, trên mặt hắn lộ ra một tia đắc ý. Chỉ cần được Vạn Hoa Chi Tâm, ta liền có thể đột phá chiến thần cảnh, Tiêu Phàm, thù giết cha không đội trời chung, ta không thể tùy tiện chết. Trong lòng Sở Vân Phi gào thét. Thời gian mấy năm, hắn một mực vì đột phá chiến thần cảnh mà chuẩn bị chỉ vì hôm nay được Vạn Hoa Chi Tâm. Bây giờ Vạn Hoa Chi Tâm đang ở trước mắt, bảo hắn làm sao không kích động đây. Bành, mắt thấy hồn lực trưởng cương hắn sắp tới gần thất thải chi hoa, bên trong thất thải chi hoa đột nhiên kích xạ ra từng đạo thất thải lưu quang, giống như lôi điện, tốc độ cực nhanh. Hồn lực trưởng cương hắn bị thất thải chi hoa va chạm bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một trận năng lượng ba động quét sạch tứ phương. Ý cười trên mặt Sở Vân Phi trong nháy mắt ngưng kết lại, thân thể lảo đảo một cái. Ngăn cản không nổi cỗ trùng kích kia, không khỏi hướng phía sau rút lui mấy bước. Làm sao có thể, sắc mặt Sở Vân Phi khó coi nhìn thất thải chi hoa, trong mắt bắn ra hai đạo quang mang sắc bén, tràn ngập vẻ không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới lực phòng ngự thất thải chi hoa cũng kinh người như thế, thậm chí so với dây leo đầy trời còn đáng sợ hơn. Phá hủy vô số dây leo cơ hồ đã là toàn bộ thực lực hắn. Đương nhiên cũng không phải là hắn không công phá được phòng ngự thất thải chi hoa. Chỉ là Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Lăng Thanh Tịch bọn hắn phía sau sông tới, coi như hắn phá vỡ phòng ngự thất thải chi hoa cũng không nhất định có thể có được Vạn Hoa Chi Tâm. Thế nhưng rời đi như thế, trong lòng Sở Vân Phi càng thêm không cam lòng, vì một ngày này mà hắn đã chờ đợi quá lâu. Cũng vào lúc hắn do dự, Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Lăng Thanh Tịch đã đi tới gần, hai người dứt khoát xuất thủ. Muốn diệt trừ đối thủ Sở Vân Phi này. Vội vàng, thân hình Sở Vân Phi hướng một bên tránh đi, hắn mặc dù tránh thoát hai người công kích, nhưng lại bị dây leo phía dưới lao tới xuyên thủng thân thể, máu tươi bay vụt. Ta không lấy được, các ngươi ai cũng đừng hòng lấy được. Sở Vân Phi phẫn nộ chỉ Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Lăng Thanh Tịch nói, không được Vạn Hoa Chi Tâm cũng liền thôi, lại còn bị hai người đánh lén, hắn làm sao có thể nuốt trôi cục tức này được. Dưới chân hắn vút qua, trong nháy mắt lùi ra phía sau mấy chục trượng, cách đó không xa nhìn chằm chằm nhìn Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Lăng Thanh Tịch, chỉ cần hai người chiếm lấy Vạn Hoa Chi Tâm, hắn sẽ xuất thủ đả thương người.
Sắc mặt Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Lăng Thanh Tịch khó coi, bọn hắn phát hiện bản thân nghĩ quá hão huyền, tưởng hợp lực đuổi Sở Vân Phi đi là có thể lấy được Vạn Hoa Chi Tâm. Nếu như là nơi khác, hai người còn có thể hợp lực giết Sở Vân Phi, nhưng nơi này bọn hắn cơ hồ cũng chỉ có sức tự vệ. Trong lúc nhất thời, ba người lâm vào thế giằng co, ai cũng không dám tự tiện chiếm lấy Vạn Hoa Chi Tâm. Nhưng mà dây leo lại không cho ba người thời gian nghỉ ngơi, thỉnh thoảng công kích tới ba người còn phải đề phòng lẫn nhau. Sở Vân Phi, Lăng Thanh Tịch, cứ như thế thì ba người ai cũng đừng hòng lấy được Vạn Hoa Chi Tâm, không bằng trước phá vỡ phòng ngự thất thải chi hoa, sau đó luận Vạn Hoa Chi Tâm thuộc về ai, như thế nào. Mộ Dung Minh Nguyệt quát, lại kéo xuống dưới, đừng nói bọn hắn sẽ bị dây leo hao hết thể lực, Vạn Hoa Chi Tâm đoán chừng cũng sẽ khô héo. Có thể. Lăng Thanh Tịch gật đầu. Sở Vân Phi lại trầm mặc không nói, chỉ lạnh lùng nhìn hai người, việc này khiến Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Lăng Thanh Tịch thập phần khó chịu. Sở Vân Phi, nếu như ngươi không đáp ứng, đến lúc đó lại muốn đánh lén chúng ta, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Mộ Dung Minh Nguyệt lạnh như băng nói ra. Thực sự là trò cười, vừa các ngươi đánh lén ta, ta liền không thể đánh lén các ngươi sao? Ta cũng phải nhìn các ngươi không khách khí như thế nào. Sở Vân Phi cực kỳ khinh thường. Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Lăng Thanh Tịch không biết nói gì, vừa nãy đúng là bọn hắn xuất thủ trước đây, bây giờ nói nhiều đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Thế nhưng chẳng lẽ liền mặc cho Vạn Hoa Chi Tâm héo tàn như thế sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Ba người giờ phút này tâm tư không giống nhau, đều đang suy tư như thế nào mới có thể được Vạn Hoa Chi Tâm. Xem ra ta tới kịp thời. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý tất cả mọi người ở đây. Đám người nhao nhao hướng về không trung nhìn lại, lại nhìn thấy một đạo hắc ảnh chậm rãi đi tới, tốc độ của hắn rất chậm, nhưng lại có cảm giác một bước vượt qua thiên địa, giống hệt tản bộ nhàn nhã, động tác thập phần phiêu dật, thoải mái. Vẻn vẹn mấy hơi thở, hắc y nhân liền đi tới phía trên hoa cốc, cách bọn Sở Vân Phi chỉ có mấy trăm trượng. Hắn cười nhạt nhìn đám người một cái, sau đó đưa tay hướng về bên trong thất thải chi hoa tìm kiếm, động tác kia tựa như người bình thường hái một đóa hoa tươi bình thường, không phát ra bất luận sóng năng lượng nào. Hắn coi nơi này là hậu hoa viên nhà hắn sao? Vạn Hoa Chi Tâm dễ dàng có thể hái như vậy sao? Liền Sở Vân Phi, Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Lăng Thanh Tịch ba thiên tài cấp bậc yêu nghiệt cũng không dám tự tiện xuất thủ, hắn coi mình là thần sao? Lại một kẻ không có quy tắc. Qua một lúc nhìn hắn chết như thế nào. Không đến cuối cùng, hoa rơi vào nhà nào còn chưa biết được. Rất nhiều ánh mắt người nhìn về phía hắc y nhân lộ ra vẻ khinh thường, châm chọc nói. Nhưng mà vẻn vẹn trong nháy mắt, những người châm chọc hắc y nhân đều cảm giác mặt nóng bỏng đau, tất cả tu sĩ ở đây đều trợn mắt hốc mồm nhìn không chung. Trong ánh mắt tất cả mọi người kinh ngạc, hắc y nhân chậm rãi từ bên trong thất thải chi hoa thu cánh tay về. Lòng bàn tay hắn dắt lấy một mai thất thải tinh thạch. Thất thải tinh thạch tản ra thất thải quang mang chói mắt, sáng chói lộng lẫy, sán lạn đoạt người. Vạn Hoa Chi Tâm, có người kêu sợ hãi mà ra, ánh mắt sáng quắc nhìn thất thải tinh thạch trong tay hắc y nhân, một cái liền nhận ra bọn hắn đều lộ ra vẻ khó tin, vừa nãy Sở Vân Phi đi đoạt Vạn Hoa Chi Tâm lại bị vô số dây leo cùng thất thải chi hoa ngăn cản. Mà người này lại một đường thông suốt. Tựa như ngắt lấy một đóa hoa dại bình thường, dây leo căn bản là không dám tới gần hắn, thất thải chi hoa cũng từ bỏ ngăn cản. Sở Vân Phi, Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Lăng Thanh Tịch ngốc trệ tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía hắc y nhân không giống nhau, hết sức phức tạp. Cáo từ, Mộ Dung Minh Nguyệt hướng về phía hắc y nhân chắp tay một cái, nghĩ cũng không nghĩ, quay người liền hướng nơi xa bay đi. Giờ phút này không có dây leo ngăn cản, hắn rời đi thập phần nhanh. Mấy hơi thở liền không thấy tăm hơi. Sở Vân Phi nghiến răng nghiến lợi, sát khí đáng sợ trên người hắn nở rộ, không gian xung quanh đều rét lạnh, kết thành không ít băng xương. Chỉ có Lăng Thanh Tịch lại đột nhiên nâng kiếm trong tay lên chỉ hắc y nhân nói, lại là ngươi. Đem Vạn Hoa Chi Tâm giao ra, hắc y nhân không có để ý tới nàng, mà nhìn về phía Sở Vân Phi, thần sắc đạm mạc nói, ngươi muốn giết ta. Sở Vân Phi nắm đấm nắm chặt. Hai mắt đỏ bừng, khẽ cắn môi, hắn vẫn không xông lên, bởi vì hắn cảm giác khí tức trên người hắc y nhân thập phần khủng bố.
chỉ bằng vừa nãy hắc y nhân một tay hái hoa liền không phải hắn có thể làm được. Hít sâu một cái, Sở Vân Phi lách mình nhanh chóng thối lui, căn bản không dám cùng hắc y nhân giao phong. Lăng Thanh Tịch cũng phát hiện sự tình có chút không thích hợp, Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn thấy hắc y nhân xoay người rời đi, căn bản không có chút do dự, mà Sở Vân Phi cũng không có dũng khí cùng hắn tranh phong. Nàng rất muốn thu hồi trường kiếm, bất quá khi ánh mắt nhìn đến vạn hoa chi tâm, con ngươi nàng lại trở nên kiên định. Ta có vẻ như đã nói với ngươi, ta không thích bị người dùng kiếm chỉ vào mình. Hắc y nhân bỗng nhiên chuyển hướng Lăng Thanh Tịch, con ngươi băng lãnh như xương. Vẻn vẹn một cái ánh mắt liền làm Lăng Thanh Tịch như rớt vào hầm băng, cỗ sát ý này là thật, hơn nữa nàng cảm giác bản thân căn bản không có bất kỳ sức phản kháng nào. Chiến thần, trong lòng Lăng Thanh Tịch lóe qua một cái ý niệm trong đầu, nàng rốt cục biết rõ tại sao Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Sở Vân Phi không dám cùng hắn tranh phong, bởi vì thực lực bọn hắn còn thiếu rất nhiều. Chúc mừng Tiêu huynh lấy được vạn hoa chi tâm. Lúc Hắc Y Nhân chuẩn bị động thủ, nơi xa truyền đến thanh âm Dạ Cô U, hắn mang theo Phong Thiên Khê mấy người xuất hiện ở cạnh. Hiển nhiên, Hắc Y Nhân không phải ai khác, chính là Tiêu Phàm đột phá tam biến chiến thần xong, chạy tới nơi này. Cảm nhận được khí tức trên người Tiêu Phàm, Dạ Cô U cùng Phong Thiên Khê nhìn nhau, trong lòng đều là vẻ kinh ngạc. Dạ Cô U, người biết hắn? Lăng Thanh Tịch cau mày một cái, con người vẫn nhìn chằm chằm vạn hoa chi tâm trong tay Tiêu Phàm. Đây là điện chủ Tu La Điện Tiêu Phàm, Lăng cô nương không phải không biết chứ? Dạ Cô U ra vẻ kinh ngạc nói. Tiêu Phàm, hai mắt Lăng Thanh Tịch chờ đợi nhìn Tiêu Phàm, một mặt không thể tin, sau đó cực kỳ sùng bái nói ra, người chính là sát thần Tiêu Phàm. Sát thần, Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, nguyên bản hắn đã động sát tâm, có thể nhìn đến ánh mắt Lăng Thanh Tịch sùng bái kia, sát ý trong lòng Tiêu Phàm trong nháy mắt tan thành mây khói. Bất quá hắn rất hiếu kỳ, bản thân lúc nào nắm giữ cái danh tự cổ quái này. Thật 100%. Dạ Cô U cười cười, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm nói, Tiêu huynh, nếu không chúng ta cùng nhau tiến về tầng thứ ba. Không cần. Tiêu Phàm khoát khoát tay, hắn thực nghĩ không ra Dạ Cô U dù sao cũng là chiến thần điện, cũng dám trắng trợn cùng bản thân đi gần như vậy. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ người chiến thần điện truy cứu sao? Tiêu Phàm cho bản thân xách một cái cảnh tỉnh. Vô luận như thế nào cùng Chiến Hoàng Thiên cùng người khác giữ một khoảng cách, tuyệt đối không phải lựa chọn sai lầm. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm lại nhìn về phía thất thải chi hoa to lớn, Tiêu Phàm bóp tay đánh ra từng đạo thủ quyết, thất thải chi hoa đột nhiên nhanh chóng thu nhỏ. Lúc này, thất thải chi hoa liền biến thành một đóa hoa lớn cỡ bàn tay rơi vào lòng bàn tay hắn, Tiêu Phàm lại đem vạn hoa chi tâm đặt ở phía trên đóa hoa. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm quay người liền chuẩn bị rời đi, lúc này Lăng Thanh Tịch lại ngăn lại đường đi Tiêu Phàm. Làm sao, người còn muốn động thủ hay sao? Tiêu Phàm cau mày một cái, nếu đổi lại một người khác, nhìn thấy Lăng Thanh Tịch tuyệt thế mỹ nhân dạng này, đoán chừng đã sớm quên hết tất cả. Có thể đem vạn hoa chi tâm cho ta hay không? Lăng Thanh Tịch một bộ điềm đạm đáng yêu, sợ Tiêu Phàm cự tuyệt, nàng lại vội vàng nói, người yên tâm. Ta sẽ dùng đồ vật cùng giá trị cùng ngươi trao đổi, tuyệt đối sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm ngược lại là hơi sững sờ, Lăng Thanh Tịch có vẻ như cũng không có chán ghét như vậy nha. Đáng tiếc Tiêu Phàm không phải củ cải lớn, bằng không nhất định sẽ nói một câu, ngươi muốn chiếm tiện nghi của ta là chiếm được sao? Ngươi muốn dùng cái gì để đổi? Tiêu Phàm hỏi, hắn hiện tại cơ bản không thiếu cái gì. Nếu như đồ vật đối với hắn có giá trị mà nói, Tiêu Phàm ngược lại không ngại. Dù sao vạn hoa chi tâm đối với hắn mà nói chỉ là sinh cơ chi lực nồng đậm một chút mà thôi, cũng không thể để cho hắn đột phá tứ biến chiến thần. Lăng Thanh Tịch khẽ cắn môi, tựa như đang xoắn suýt lấy một cái quyết định, thật lâu, nàng đột nhiên mở bàn tay, lòng bàn tay mảnh mai đột nhiên xuất hiện một mai hỏa hồng sắc hạt châu lớn cỡ nắm tay. Trong hạt châu như có một đầu phượng hoàng nhỏ bé màu đỏ dương cánh bay lượn, một cỗ khí tức cực nóng tản ra, không gian xung quanh trong nháy mắt biến noãn không ít. Niết bàn châu, Phong Thiên Khê cả kinh kêu lên. Bảo bối, đáng tiếc, quân tử không được đoạt người chỗ tốt, bằng không vô luận tốn hao nhiều đại giới, ta cũng nhất định đổi lấy niết bàn châu. Dạ Cô U hít sâu một cái nói. Nguyên bản trong mắt lóe lên vẻ tham lam, bất quá khi nhìn thấy Tiêu Phàm.
hắn đem cỗ dục vọng thể nội bản thân áp chế một cách cưỡng ép xuống. Tiêu Phàm trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Lăng Thanh Tịch nói, Niết Bàn Châu, ẩn chứa Phượng Hoàng chân hỏa áo nghĩa, so với thần lực chi tinh càng thêm chân quý, luyện hóa nó có một loại hoàn chỉnh áo nghĩa chi lực, giá trị không thể đo lường. Thứ quý giá như thế, người nguyện ý dùng để đổi vạn hoa chi tâm. Lăng Thanh Tịch đầu tiên là do dự, sau đó kiên định gật gật đầu nói, đối với ta mà nói, vạn hoa chi tâm tác dụng càng lớn hơn. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, cười nói, vạn hoa chi tâm là chưa thành thục, người đạt được nó cuối cùng còn phải dựa vào bản thân lĩnh ngộ áo nghĩa, dạng này ngươi cũng nguyện ý đổi. Nguyện ý, Lăng Thanh Tịch không chút do dự gật đầu nói. Niết Bàn Châu te nhận. Tiêu Phàm gật đầu, sau đó một chỉ điểm bên trên thất thải chi hoa, sau một khắc, sự tình quỷ dị phát sinh. Chỉ thấy cánh hoa thất thải chi hoa đột nhiên bắt đầu tiêu tán, hóa thành từng đạo quang vũ dung nhập bên trong vạn hoa chi tâm. Vạn hoa chi tâm quang mang hừng hực, từng chùm thất thải hà mang chói mắt bắn ra. Thành thục, Phong Thiên Khê kinh ngạc kêu lên, chiêu này của Tiêu Phàm cũng triệt để chấn kinh nàng. Nguyên bản vạn hoa chi tâm nhanh chóng khô héo, cơ hồ không có khả năng nở rộ, nhưng mà Tiêu Phàm nhẹ nhàng điểm một cái liền để nó lần nữa nở rộ, năng lực này quá nghịch thiên. Sinh mệnh áo nghĩa, hơn nữa ít nhất là tam biến chiến thần mới có thể làm được. Trong lòng Dạ Cô U kinh ngạc nói, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm biến rồi lại biến, bọn hắn liền chiến thần cảnh đều không đột phá, mà Tiêu Phàm tại chiến thần cảnh vậy mà đã đi xa như vậy. Đa tạ, Lăng Thanh Tịch vui vẻ ra mặt đem Niết Bàn Châu đưa cho Tiêu Phàm, sau đó từ trong tay Tiêu Phàm lấy ra vạn hoa chi tâm. Sau này còn gặp lại, Tiêu Phàm chắp tay một cái, thu hồi Niết Bàn Châu liền biến mất tại chỗ, chớp mắt liền không thấy tăm hơi. Sau nửa canh giờ, Tiêu Phàm liền rời biển hoa, nơi này đối với người khác mà nói nguy hiểm trùng điệp, nhưng đối với Tiêu Phàm lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa mà nói, như vào chỗ không người. Hắn dừng lại bên trong một mảnh núi rừng, lấy ra Niết Bàn Châu từ trong tay Lăng Thanh Tịch đổi được, viên Niết Bàn Châu này ẩn chứa áo nghĩa chi lực thập phần hoàn chỉnh, không biết ta có thể luyện hóa hay không. Nếu như có thể luyện hóa Niết Bàn Châu, Tiêu Phàm hắn có thể tương đương với nắm giữ 4 loại áo nghĩa. Nếu như phối hợp thi triển vô tận chi hỏa trên người hắn, uy lực hỏa chi áo nghĩa nhất định sẽ càng thêm cường đại. Lão đại được thiên phượng truyền thừa, hắn tất nhiên lĩnh ngộ hỏa diễm áo nghĩa, lão nhị cũng được sư tổ Độc Cô gia truyền thừa, cửu dương chi hỏa khẳng định cũng trong tay hắn, lĩnh ngộ hỏa diễm áo nghĩa đoán chừng cũng không khó, về phần những người khác hẳn là cũng không có lĩnh ngộ hỏa diễm áo nghĩa. Trong lòng Tiêu Phàm lóe qua một đám suy nghĩ. Rất nhanh. Hắn liền làm một cái quyết định, đó chính là bản thân hắn luyện hóa Niết Bàn Châu, lĩnh ngộ hỏa diễm áo nghĩa. Có Niết Bàn Châu, độ khó Tiêu Phàm lĩnh ngộ hỏa diễm áo nghĩa thấp hơn rất nhiều. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Niết Bàn Châu ném vào bên trong tiểu thiên địa, đồng thời một bộ linh hồn phân thân bắt đầu luyện hóa. Tầng thứ ba, ta tới. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Hai tầng không gian chúng thần mộ địa phía trước mặc dù không cho hắn được thần lực chi tinh, nhưng thu hoạch vẫn to lớn. Nhất là dùng vạn hoa chi tâm đổi lấy Niết Bàn Châu, Tiêu Phàm căn bản không có nghĩ tới việc này. Trong lòng Tiêu Phàm có chút chờ mong, tầng thứ ba bản thân sẽ được thu hoạch gì đây? Hít sâu một cái, Tiêu Phàm nhanh chóng hướng về chân trời lao đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Giờ phút này, tại một mảnh mờ mịt bao phủ sơn lâm lại bay tới mấy đạo thân ảnh. Cầm đầu là một thanh niên khôi ngô áo bảo đen, chính là Minh La, trừ Minh La, còn có Cốc Lão cùng với mấy người huyết ma bộ lạc. Quỷ dị là bên trong núi rừng mặc dù thỉnh thoảng tản mát ra mấy cỗ khí tức cường đại, nhưng Minh La một nhóm lại ở chỗ này thông suốt. Lúc này, nhóm Minh La liền đi tới nơi núi rừng sâu xa, lúc này, bên trong núi rừng bỗng nhiên bay ra mấy đạo thân ảnh ngăn lại đường đi bọn hắn. Minh La thần tử, người cũng không tránh khỏi quá phách lối đi. Lại dám xông vào trụ sở chiến thần điện, ngươi không sợ chúng ta lưu ngươi lại. Một hắc bào nam tử cầm đầu mở miệng nói. Hắn chỉ có một con mắt, trên mặt còn có một vết sẹo to lớn, nhìn qua khuôn mặt đáng ghét, bất quá khí tức trên người lại vô cùng cường đại, ít nhất là chiến thần cảnh hậu kỳ thất biến chiến thần. Chiến lão lục, ngươi đừng làm ta sợ, nếu ta chết ở chỗ này, các ngươi, bao gồm cả gia tộc các ngươi đoán chừng đều phải chôn cùng, ngươi có tin không? Thần sắc Minh La đạm mạc, căn bản không có bất kỳ sợ hãi gì.
Sắc mặt hắc bào nam tử chiến lão lục trầm xuống, hắn biết Minh La không có nói dối, coi như Minh La đứng ở chỗ này để bọn hắn giết, bọn hắn cũng không dám. Tốt, đừng chậm trễ thời gian, nơi này là chiến lão tam phụ trách, mang ta đi tìm hắn, ta đưa tin tức tốt cho các ngươi, nếu như chậm trễ, ngươi chịu không nổi. Gặp chiến lão lục không nói, Minh La lại tiếp tục nói. Tin tức tốt gì, ngay tại nơi này nói đi. Chiến lão lục thập phần khó chịu nói ra. Mặc dù hắn biết chiến thần điện cùng cao tầng huyết ma bộ lạc quan hệ có chút mập mờ, nhưng hắn thực chất vẫn đem huyết ma bộ lạc xem như dị tộc, hiện tại không có trực tiếp động thủ đã coi như là khách khí. Hừ, nếu như không có ta, người có thể ở chỗ này phát huy ra thực lực thất biến chiến thần sao? Minh La hừ lạnh một tiếng, còn người lạnh như băng nhìn chằm chằm chiến lão lục nói, lại không cho ta thấy chiến thiên tam. Qua một lúc để Tiêu Phàm bọn hắn trốn, đừng trách bản thần tử. Tiêu Phàm, ngươi thấy hắn, thần sắc chiến lão lục bỗng nhiên nghiêm một chút. Mặc dù hắn thống hận huyết ma bộ lạc, nhưng hắn cũng thống hận Tu La Điện, huống chi, lần này bọn hắn tiến vào chúng thần mộ địa, khả năng là vì diệt sát Tiêu Phàm. Nhìn thấy, hắn còn giết 5 người chúng ta. Thần sắc Minh La lạnh lùng, hắn hiện tại là cực kỳ thống hận Tiêu Phàm. Hắn vượt qua Cửu U Thiên Cốc đi tới nơi này còn chưa từng gặp người nào dám đối đãi hắn như vậy, Tiêu Phàm là kẻ thứ nhất, liên tục làm hắn ăn mấy cái thiệt thòi lớn. Đi theo ta, nhìn thấy Minh La trên tay Tiêu Phàm ăn thiệt thòi, trong lòng hắn vẫn rất vui, quay người liền mang Minh La hướng về núi rừng. Mấy người mới vừa đi ra mấy bước, lại đột nhiên quỷ dị biến mất, lúc xuất hiện đã là trên quảng trường một tòa cung điện. Chiến lão lục mang theo Minh La bọn hắn đi vào bên trong một tòa cung điện, bốn phía không ít chiến thần cảnh nhìn thấy lại hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ. Phía trên cung điện ngồi xếp bằng một lão giả nhắm mắt dưỡng thần, nhìn thấy đám Minh La đến, lão giả bỗng nhiên mở hai mắt ra, một cỗ uy áp bàng bạc xông thẳng đến đám người Minh La. Đường đường bát biến chiến thần, tất yếu khi dễ tiểu bối chúng ta. Trở về lão tổ nhà ta cũng sẽ trả gấp 10 gấp trăm lần cho các ngươi. Minh La cao ngạo giơ đầu, căn bản không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Tiếng nói vừa dứt, uy áp trên người lão giả trong nháy mắt biến mất, thản nhiên nói đi, đến nơi này có chuyện gì? Điện chủ Tu La Điện Tiêu Phàm sắp đến tầng thứ 3, còn khoảng nửa chén trà thời gian chuẩn bị. Minh La thập phần chắc chắn nói ra. Liên quan gì đến ta? Thần sắc lão giả đạm mạc, trên mặt không có bất kỳ gợn sóng nào. Thần sắc Minh La đạm mạc. Trong lòng thầm mắng không thôi, lão hồ ly chiến lão tam này thật đúng là giảo hoạt, không phải muốn để ta cho các ngươi một chút cửu u ma huyết sao? Thế nhưng cứ như thế đem cửu u ma huyết cho chiến lão tam, trong lòng Minh La khẳng định khó chịu. Chỉ thấy hắn đạm mạc cười nói, xem ra là ta tới sai địa phương, cáo từ. Chậm đã, ngươi thật sự cho rằng nơi này là nơi ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Chiến lão tam hừ lạnh một tiếng nói. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, người hiện tại không giết ta, vậy cũng đừng ngăn cản ta rời đi. Minh La khinh thường liếc chiến lão tam một cái. Hắn ngang ngược càn rỡ đã quen, cũng biết rõ những lão bất tử chiến thần điện này không dám động đến hắn, tự nhiên không sợ hãi, cho dù là bát biến chiến thần hắn cũng không để trong mắt. Ta nghĩ, huyết ma bộ lạc ngươi càng muốn Tu La điện chủ chết đi. Thần sắc chiến lão tam đạm mạc. Cũng không còn che giấu, 30 giọt cửu u ma huyết, xem như thù lao chúng ta giúp ngươi diệt sát Tu La điện chủ. Thành giao. Băng lãnh trên mặt Minh La tiêu mất không thấy đâu nữa, chiếm lấy là một mặt đắc ý, sau đó tiện tay vung ra một cái bình ngọc cho chiến lão tam, bên trong hiển nhiên là 30 giọt cửu u ma huyết. Hợp tác vui vẻ. Chiến lão tam cũng mỉm cười, tựa như âm mưu đạt được, dù là Minh La không cho hắn cửu u ma huyết, hắn cũng tất sát Tiêu Phàm. Bây giờ có thể dọa dẫm đến 30 giọt cửu u ma huyết, tâm tình tự nhiên tốt đẹp. 30 giọt cửu u ma huyết tương đương với 30 chiến thần cảnh có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, tu sĩ chiến thần cảnh chiến thần điện lần này đến nhiều đến hơn 100 người, bây giờ lại có 30 người có thể thi triển toàn lực, chiến lực được gia tăng gấp bội. Các ngươi chỉ có không đến nửa chén trà nhỏ thời gian. Minh La tà tà cười một tiếng, nhắc nhở. Nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua rất nhanh, bên ngoài sơn lâm xuất hiện từng đạo bóng người, bọn hắn đều là vì tìm kiếm thông đạo tầng thứ 3 mà đến. Trong những người này,
Tiêu Phàm không biết xuất hiện làm sao, bất quá hắn lại biến ảo dung mạo, cũng cải biến khí tức hồn lực. Hắn không muốn thời điểm tiến vào tầng thứ ba phát sinh chuyện ngoài ý muốn, đến lúc đó khó tránh khỏi bại lộ thân phận bản thân. Phải biết, người bây giờ muốn hắn chết không chỉ có riêng Minh La, còn có người chiến thần điện, ai biết rõ chiến thần điện sẽ xuất động bao nhiêu chiến thần cảnh cường giả. Giờ phút này, Tiêu Phàm biến thành một nam tử trung niên 30 tuổi mặc một bộ trường bào màu trắng, bình thường không thể bình thường hơn. Ta đây làm sao cảm thấy không yên như vậy, chẳng lẽ có người ở nơi này mai phục ta? Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm, mặc dù lo lắng nhưng mặt ngoài lại duy trì bình tĩnh, căn bản nhìn không ra bất kỳ dị dạng gì. Mỗi khi nắm giữ loại cảm giác này, khẳng định sẽ có sự tình không tưởng được phát sinh, điểm này Tiêu Phàm thập phần tin tưởng trực giác bản thân. Nếu như chỉ là lục biến chiến thần, ta còn có thể chiến một trận, nếu như là thất biến, thậm chí bát biến chiến thần, vậy liền phiền phức. Thời điểm Tiêu Phàm đề phòng tu sĩ tứ phương, chỉ cần vừa có động tác hắn liền sẽ lập tức rời đi. Dù không tiến nhập tầng thứ ba, Tiêu Phàm cũng sẽ không đi chịu chết. Bây giờ hắn lĩnh ngộ uy lực tu la áo nghĩa cùng sinh tử áo nghĩa, cũng tương đương với tứ biến chiến thần mà thôi, mặt khác tăng thêm tu la huyết mạch cùng thần long huyết mạch. Miễn cưỡng có thể cùng lục biến chiến thần chiến một trận. Đương nhiên, một khi đến cấp độ vạn bất đắc dĩ, Tiêu Phàm tất nhiên sẽ vận dụng lực lượng tiểu thiên địa cùng thất biến chiến thần giao thủ, cơ hội sống sót vẫn là rất lớn. Về phần thí thần cũng chỉ có thể xuất kỳ bất ý, cũng không thể để cho hắn vượt qua một đạo khảm bát biến chiến thần này. Những ngày qua, trong đầu hắn một mực có một cái nghi vấn, chính là Minh La là như thế nào tìm ra hắn. Nếu như hắn biết rõ vị trí bản thân chẳng phải là rất nguy hiểm. Lúc này, một mảnh sương mù mờ mịt in vào tầm mắt Tiêu Phàm biết chính là tầng thứ hai thông hướng tầng thứ ba, cũng là nơi hai tầng không gian yếu kém nhất. Nhìn bốn phía xung quanh một cái, có mấy tên tu sĩ thông suốt tiến vào bên trong sương mù, không thấy tăm hơi. Hy vọng là ta suy nghĩ nhiều. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, sau đó một đầu cắm vào bên trong sơn lâm. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Tiêu Phàm lần nữa xông ra, cực tốc hướng về cửa thông hướng bay đi. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, vẻn vẹn một cái hô hấp, Tiêu Phàm liền xông vào bên trong sương mù. Cũng đúng lúc này, từng đạo lưu quang trong sương mù nở rộ, nơi đó trong nháy mắt bị vô số kiếm khí bao phủ, hư không đều kém chút bị xé nứt. Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tu sĩ vừa mới chạy tới biến sắc, nhao nhao nhấc chân chạy. Tiêu Phàm chỉ có dạng thực lực này, phó điện chủ để cho hơn 100 chiến thần cảnh chúng ta xuất động. Một đạo thanh âm khinh thường truyền ra, đó là thanh âm chiến lão lục. Không đúng, đây không phải Tiêu Phàm, các ngươi không phát hiện Tiêu Phàm vừa bị chúng ta chém giết chỉ là chiến thánh cảnh đỉnh phong sao. Lại một đạo thanh âm vang lên, đây là thanh âm Minh La. Mau đuổi theo, hắn khẳng định phát hiện cái gì, đã chạy. Minh La gầm thét một tiếng. Hồi tưởng lại một màn Tiêu Phàm xông vào núi rừng kia, bỗng nhiên minh bạch cái gì. Ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh nhao nhao xông ra, hướng về núi rừng Tiêu Phàm vừa mới xông vào đánh tới, đáng tiếc, nơi nào còn có bóng dáng Tiêu Phàm. Cũng ngay khi bọn hắn xông ra sương mù, bên trong sương mù, Tiêu Phàm từ bên trong một cái ngõ ngách đi ra, một mặt chưa tỉnh hồn, may mà ta đã sớm chuẩn bị, dùng hồn điêu thăm dò, bằng không hiện tại đã bị đánh thành tro. Không sai, vừa mới xông vào bên trong sương mù cũng không phải là Tiêu Phàm, chỉ là hồn điêu hắn điêu khắc mà thôi. Bất quá bây giờ hắn hoàn toàn có thể khẳng định, chiến thần điện cùng dị tộc xác thực cấu kết với nhau, hơn nữa không phải quan hệ bình thường, mặt khác, Minh La khẳng định có phương pháp xác định vị trí hắn. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm nhanh chóng hướng bên trong sương mù bay đi, thời gian hắn không nhiều, chờ Minh La bọn hắn qua một lúc lấy lại tinh thần. Muốn đi vào tầng thứ ba liền gian nan hơn rất nhiều. Hiện tại hắn muốn làm chính là một hơi xông đến cùng, tại tầng không gian thứ ba không thể dừng lại quá dài, thừa dịp bọn hắn đều ở tầng thứ hai, mau chóng chạy tới tầng thứ tư, thậm chí không gian tầng thứ năm. Quả nhiên, ngay khi Tiêu Phàm biến mất, Minh La cùng chiến lão lục bọn hắn lại trở về. Chỉ thấy trong tay Minh La bưng một cái ngọc đài nhỏ, hắn lấy ra một giọt máu tươi nhỏ phía trên ngọc đài. Ngọc đài bỗng nhiên quang mang hừng hực, ngay sau đó có một bức họa hiện lên ở phía trên, chính là Tiêu Phàm đứng ở chỗ này nhìn bọn hắn. Hơn nữa,
cuối cùng Tiêu Phàm bước vào bên trong tầng không gian thứ ba. Hắn quả nhiên đã qua, điệu hổ ly sơn, hắn tiến vào tầng thứ ba. Minh La lạnh giọng nói, truy theo giết hắn, hắn bây giờ còn chưa chạy xa. Không cần truy. Chiến lão Lục lắc đầu, trên mặt hiện lên một nụ cười nói, nếu như hắn thực tiến vào tầng thứ ba, hẳn phải chết là không nghi ngờ. Tại sao? Minh La nghi hoặc không hiểu, bất quá ánh mắt lập tức sáng lên, đúng rồi, chiến lão Tam không thấy, hắn là bát biến chiến thần, Tiêu Phàm chỉ là vừa mới đột phá chiến thần, tối đa cũng liền nhị biến chiến thần mà thôi, hắn hẳn phải chết là không nghi ngờ. Không sai, Tam ca một ngón tay liền có thể bóp chết hắn. Chiến lão Lục tà tà cười một tiếng, nói, đi sao, hiện tại đi vào có lẽ còn có thể nhìn thấy thi thể hắn. Đi. Minh La gật gật đầu, ý cười trên mặt thật lâu không tiêu tan, hắn đã không kịp chờ đợi nhìn thấy Tiêu Phàm chết. Cũng ngay trước đó, Tiêu Phàm dùng tốc độ cao nhất xông vào bên trong tầng thứ ba, trong lòng hắn đề phòng cũng không buông lỏng, bởi vì cỗ bất an trong lòng hắn cũng không tán đi. Hắn biết, chân chính có thể uy hiếp được tính mạng hắn cũng không phải là Minh La bọn hắn, mà là sắp phát sinh ở lối vào tầng thứ ba. Hắn tận lực ẩn tàng khí tức thần lực. Lòng bàn tay nắm càn khôn định thiên đỉnh thu nhỏ, chuẩn bị nghênh đón nguy hiểm. Không đợi Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều, sương mù trước mắt hắn liền tán đi, phía trước hắn là một mảnh hoang mạc vô biên vô hạn, cát vàng đầy trời, che khuất bầu trời. Hoàng thế giới. Tiêu Phàm mặc dù sớm đã đoán được, nhưng trong lòng vẫn thập phần không bình tĩnh. Nơi này không có bất kỳ sinh cơ, hoàn toàn là một mảnh tử địa, khắp nơi đều có hạt cát màu hoàng kim. Không khí khô nóng làm cho người ta có chút ngạt thở. Vẻn vẹn liếc một cái Tiêu Phàm liền thu liếm tâm thần, hắn biết phía trước còn có nguy hiểm chờ lấy hắn, bất quá cũng chính là cái thoáng nhìn này khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên, trên cát vàng cách đó không xa nằm mấy cỗ thi thể. Có một khuôn mặt hắn còn có chút ấn tượng, chính là một người mới vừa tiến vào tầng thứ ba. Thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót, sắc mặt Tiêu Phàm trầm xuống, hắn hoàn toàn không cảm thấy may mắn. Thân thể hóa thành một vệt sáng, cực tốc hướng về nơi xa kích xạ đi. Nhưng mà hắn vừa mới phóng ra bước chân, cũng cảm giác bị một đầu độc xà tiếp cận, khi hắn quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một đạo hắc ảnh từ trên cao lướt xuống, một đạo thần lực trưởng cương to lớn từ phía chân trời đánh xuống. Cỗ uy thế kia quá mức kinh người, Tiêu Phàm trong lúc nhất thời dường như không có chút sức phản kháng nào. Bất quá, Tiêu Phàm không phải kẻ đợi chết. Sinh tử áo nghĩa cùng tu la áo nghĩa khuấy động, tay trái đổ thần đao, tay phải tu la kiếm, đỉnh đầu lơ lửng càn khôn định thiên đỉnh. Tu la thần rực gào thét mà ra, cùng hai loại huyết mạch chi lực toàn bộ vận chuyển, tu la thần thể phóng quang mang đáng sợ. Thậm chí, hắn đều đã bắt đầu rút ra lực lượng bên trong tiểu thiên địa, trong nháy mắt để trạng thái tự thân đạt tới đỉnh phong, đây cơ hồ là toàn bộ thực lực hắn hiện tại. Chảm, nổi giận gầm lên một tiếng. Đồ thần đao cùng tu la kiếm đồng thời xuất kích, hai đạo tấm lụa nghịch thiên mà lên, gần như xé nát thương khung. Đao mang cùng kiếm khí sắc bén bắn ra, cùng thần lực trưởng cương bá đạo đâm vào cùng một chỗ, hư không ầm ầm không dứt bên tai, cơn bão năng lượng đáng sợ trùng kích tứ phương. Khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là thần lực trưởng cương ma diệt đao mang cùng kiếm khí, tiếp tục hướng về phía dưới đánh giết tới. Toàn thân Tiêu Phàm run rẩy dữ dội. Lục phủ ngũ tạng bốc lên không thôi, bên ngoài thân tràn ra từng tia máu tươi. Bát biến chiến thần, Tiêu Phàm trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, hắn không nghĩ tới chiến thần điện vì ứng phó hắn vậy mà phái tới bát biến chiến thần. Tám thành áo nghĩa ẩn chứa uy năng, như thế nào một tam biến chiến thần có thể ngăn cản được. Mắt thấy năng lượng sóng xung kích đáng sợ gào thét tới, Tiêu Phàm vội vàng dùng đồ thần đao cùng tu la kiếm ngăn khuất trước người. Thân thể nhanh chóng hướng về nơi xa thối lui. Mặc dù chỉ là chênh lệch hai cái tiểu cảnh giới, nhưng chênh lệch lấy năm thành áo nghĩa chi lực, dù là Tiêu Phàm vô địch cùng giai cũng không dám ngạnh kháng. Tốc độ của hắn rất nhanh, nghe đồn tu la thần dực nắm giữ cực tốc thế gian, tự nhiên không phải giả, chỉ luận tốc độ mà nói, Tiêu Phàm đoán chừng cũng không yếu hơn chiến thần cảnh hậu kỳ. Bất quá muốn từ trong tay bát biến chiến thần đào tẩu lại không dễ dàng. Oanh một tiếng, trưởng cương chấn động tóe lên vô số cát vàng, đại địa mấy trăm trượng xung quanh kịch liệt run rẩy, vô số lôi điện linh xà tại hư không xuyên loạn, bạo loạn không ngừng. Tiêu Phàm mặt âm trầm, lau đi máu tươi khóe miệng,
hung hăng trừng chiến lão tam một cái, sau đó vẫn không chút do dự hướng về nơi xa bỏ chạy. Một chiến lão tam đã đủ làm hắn bị thương, qua một lúc Minh La cùng những người chiến thần điện khác chạy tới, Tiêu Phàm hắn đoán chừng chết là cái chắc. Muốn chạy, phía trên không trung truyền đến một tiếng cười lạnh, lại nhìn thấy chiến lão tam lơ lửng không trung, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm chạy trốn giống như nhìn sâu kiến. Tiếng nói vừa dứt, chiến lão tam hóa thành một đạo lôi điện phá toái hư không, lôi điện áo nghĩa, tốc độ không thể địch nổi, dù là Tiêu Phàm nắm giữ tu la thần dực cũng hơi không bằng. Mắt thấy càng ngày càng gần, Tiêu Phàm bắt đầu điên cuồng thôi động tu la thần lực, đột phá chiến thần cảnh, phẩm giai tu la thần lực cũng cường đại hơn. Ứng phó chiến thần cảnh hậu kỳ thất biến chiến thần, ta còn có thể chiến một trận, nhưng đối mặt bát biến chiến thần lại có chút phiền phức. Tiêu Phàm tự nói, cùng chiến lão tam giao thủ, hắn với đối thực lực bản thân cũng có một nhận biết đại khái, cho dù là tu sĩ cùng giai, thực lực chênh lệch cũng khác biệt rất lớn. Cụ thể vẫn là phải nhìn trình độ lĩnh ngộ áo nghĩa cùng thực lực tự thân những người khác tổng hợp. Nếu như Tiêu Phàm có thể đột phá tứ biến chiến thần, hắn tự tin đánh với chiến lão tam một trận, tuyệt đối sẽ không thua, chí ít sẽ không giống như hiện tại, chạy trối chết. Không biết lại lĩnh ngộ một thành hỏa diễm áo nghĩa có thể đánh với hắn một trận hay không? Tiêu Phàm thầm nghĩ, linh hồn phân thân đang luyện hóa Niết Bàn Châu, nhưng muốn lĩnh ngộ hỏa diễm áo nghĩa lại không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, mặt khác, hỏa diễm áo nghĩa điệp ra cũng chưa chắc có thể để hắn chiến thắng bát biến chiến thần. Thu liếm tâm thần, Tiêu Phàm hiện tại chỉ muốn lập tức thoát chiến lão tam truy sát, hắn lực bền bỉ mặc dù không tệ, nhưng cùng bát biến chiến thần so sánh, đoán chừng vẫn hơi không bằng. Trước cùng hắn chơi một chút, nhìn hắn có thể truy ta đến lúc nào, vạn nhất hắn đuổi theo, ta không phải còn có một chiêu cuối cùng sao? Tiêu Phàm quay đầu nhìn về quang ảnh chân trời nhanh chóng tới gần một cái, lạnh lùng cười nói. Sau đó hắn nhanh chóng vận chuyển sinh tử áo nghĩa, khôi phục thương thế thể nội. Cũng như Tiêu Phàm cùng chiến lão tam một đuổi một chạy, Minh La cùng chiến lão lục bọn hắn lần nữa xuất hiện, đám người liếc nhìn lấy bốn phía, lại không thấy được bất luận bóng người nào, chỉ có một cái hố sâu to lớn. Chiến lão tam đâu? Minh La sầm mặt lại. Tam ca là bát biến chiến thần, không có khả năng liền một kẻ vừa mới đột phá chiến thần cảnh đều giết không chết. Chiến lão lục lắc lắc đầu nói, hắn đối với thực lực chiến lão tam cực kỳ tự tin. Hừ, nhất định là lão kia xem thường Tiêu Phàm. Minh La hừ lạnh một tiếng, sau đó lại lấy ra huyết sắc ngọc đài, dung nhập một giọt cửu u ma huyết. Chỉ một thoáng, sự tình bốn phía phát sinh lại hiện lên ở phía trên huyết sắc ngọc đài, nhìn thấy hình ảnh kia, sắc mặt mấy người càng ngày càng khó chịu. Chiến lão lục càng là không tin hét lớn, làm sao có thể, hắn vậy mà sống sót từ trong tay tam ca. Nếu như không phải chân thực nhìn thấy hình tượng này, chiến lão lục tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng đây chính là sự thật. Thần tử, chẳng lẽ Tiêu Phàm đã đột phá chiến thần cảnh trung kỳ? Cốc lão bên người Minh La trầm giọng nói, cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích Tiêu Phàm có thể từ trong tay chiến lão tam chạy trốn. Bất kể như thế nào Tiêu Phàm cũng phải chết, Minh La trầm giọng nói, sau đó nhìn về phía chiến lão lục nói, ta cuối cùng còn có thể xác định vị trí hắn một lần, nếu như lần này còn giết không chết hắn, chờ hắn rời thần linh cấm khu, đoán chừng người bình thường không thể giết hắn được. Chúng ta cần làm thế nào? Lần này, chiến lão lục không có phản bác lời nói của Minh La. Phong tỏa mảnh không gian này, đem Tiêu Phàm vây ở tầng không gian thứ ba, đến thời điểm lại chó cùng rứt dậu. Minh La nắm chặt nắm đấm, ngón tay vang lên kèn kẹt, móng tay khảm vào lòng bàn tay gần như muốn bóp ra máu, có thể thấy cửu hận Minh La đối với Tiêu Phàm. Tốt, ta liền đi làm. Chiến lão lục gật đầu, chỉ cần có thể giết chết Tiêu Phàm. Bảo hắn làm cái gì đều được. Mà lúc này, Tiêu Phàm vẫn tại nơi cát vàng chẳng có phương hướng đảo vong, hắn mặc dù muốn tiến về thông hướng tầng thứ tư, nhưng khắp nơi cát vàng, hắn căn bản tìm không thấy phương hướng. Mấy canh giờ sau, chiến lão tam phía sau cách hắn càng ngày càng gần, chỉ luận trình độ thần lực hùng hậu, Tiêu Phàm vẫn không bằng bát biến chiến thần chiến lão tam. Cửa vào tầng thứ tư đến cùng đang ở đâu? Trên mặt Tiêu Phàm hiện lên vẻ lo lắng. Hắn đã thoát đi mấy vạn dặm, tốc độ rõ ràng chậm xuống. Chủ yếu nhất là hắn ở chỗ này ngốc mấy canh giờ, nếu như còn không tiến vào tầng không gian thứ tư, đến thời điểm những người chiến thần cảnh khác vây giết,
hắn muốn trốn đều không có khả năng. Cùng lúc đó, tin tức Tiêu Phàm bị chiến thần điện truy sát lan truyền nhanh chóng, khắp nơi đều đang nghị luận. Một chỗ hoang mạc, một đạo thân ảnh đột nhiên từ đằng xa bay vụt mà tới, mặt khác hai đạo thân ảnh chào đón. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này khẳng định có thể nhận ra, hai người chính là Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng hắn thất lạc. Mặt khác một người lại là một tiểu nam hài cao gầy, không sai biệt lắm 7-8 tuổi, mắt to mày rậm, mái tóc dài vàng óng cực kỳ lóa mắt, như cùng một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt, tiểu nam hài không phải ai khác mà chính là tiểu kim đột phá thần giai. Lão đại, thế nào? Nhìn thấy Lăng Phong trở về, Nam Cung Tiêu Tiêu vội vàng nghênh lên. Lão Tam đang bị người chiến thần điện truy sát, nghe nói nhập khẩu tầng thứ 3 thông hướng tầng thứ 4 chẳng mấy chốc sẽ phong bế. Sắc mặt Lăng Phong âm trầm, đi tới chúng thần mộ địa, hắn đã không phát huy ra được lực lượng chiến thần cảnh. Chúng ta còn chờ cái gì, nhanh tìm Lão Tam, lập tức tiến về tầng thứ 4. Nam Cung Tiêu Tiêu lo lắng nói. Lăng Phong lại lắc đầu, nói chúng ta mặc dù là chiến thần cảnh, nhưng ở chỗ này lại bị áp chế. Chúng ta bị áp chế, người chiến thần điện khẳng định cũng bị áp chế, không chừng giết hắn thống khoái. Nam Cung Tiêu Tiêu hung ác nói, hắn đối với chiến thần điện không có hảo cảm gì. Mấu chốt là người chiến thần điện cũng không có bị áp chế. Lăng Phong lắc lắc đầu nói đến đây, sắc mặt hắn càng ngày càng khó nhìn. Làm sao có thể, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Nam Cung Tiêu Tiêu trực tiếp ngốc trệ tại chỗ. Đại ca, nhị ca, tìm các ngươi thực sự rất vất vả. Đột nhiên, một đạo thanh âm từ phía chân trời truyền đến. Lăng Phong cùng Nam Cung Tiêu Tiêu hai người bỗng nhiên quay đầu, lại nhìn thấy một thanh bào thanh niên chân đạp một đầu hỏa điểu to lớn hướng về vị trí bọn hắn bay tới. Khi thấy thanh bào thanh niên phía trên hỏa điểu, thần sắc hai người run lên, không khỏi trừng lớn hai mắt. Tiêu Phàm cực tốc đi xuyên qua hoàng thế giới, thần sắc càng ngày càng mỏi mệt, chiến lão tam phía sau theo đuổi không bỏ, đã làm hắn có chút không chịu đựng nổi. Bất quá chiến lão tam cũng chẳng tốt đẹp gì. Toàn lực truy sát Tiêu Phàm nữa ngày đối với thần lực hắn tiêu hao cũng rất lớn. Hắn cực kỳ phiền muộn, mỗi một lần hắn thấy sắp đuổi kịp Tiêu Phàm, tốc độ Tiêu Phàm đột nhiên lại nhanh hơn rất nhiều, sau đó đem hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Chiến lão tam có loại ảo giác, chính là Tiêu Phàm đoán chừng chơi hắn, tựa như kéo dài thời gian. Kỳ thật, chiến lão tam hiểu lầm Tiêu Phàm rất muốn đem hắn vứt bỏ, nhưng tốc độ chiến lão tam rất nhanh. Căn bản là không bỏ được, cho nên Tiêu Phàm chỉ có thể toàn lực cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Người trẻ tuổi, người chạy không thoát, cửa ra vào tầng không gian thứ 3 đều bị phong ấn, bản tôn nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào. Thanh âm chiến lão tam phẫn nộ từ phía sau truyền đến. Ánh mắt Tiêu Phàm lạnh lùng, hắn cũng không nghi ngờ chiến lão tam đang cố ý lừa hắn, bởi vì không cần thiết. Nếu quả thật là như vậy. Vậy ta chẳng phải là càng không nên tiến về tầng thứ 4. Tiêu Phàm cau mày một cái, sau đó lại lắc đầu nói, mặc kệ có phải hay không, thời gian ta lưu ở tầng không gian thứ 3 càng dài, đối với ta nguy hiểm càng lớn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn bốn phía, tiếp tục tìm kiếm cửa vào thông hướng tầng không gian thứ 4. Bên trong Tu La truyền thừa cũng ghi lại không ít tin tức liên quan tới thần linh cấm khu, Tiêu Phàm một bên chạy trốn. Một bên ở trong đó tìm kiếm tin tức mấu chốt. Bất quá, bên trong Tu La truyền thừa cũng không ghi chép cụ thể vị trí nhập khẩu tầng không gian thứ 3, Tiêu Phàm chỉ có thể dựa vào tự mình cân nhắc vị trí. Hồi lâu, Tiêu Phàm đột nhiên vỗ trán một cái nói, là ta suy nghĩ nhiều, mặc kệ tầng thứ 3 là cái gì hoàng thế giới, 9 tầng không gian chúng thần mộ địa thành vòng tròn đồng tâm vần quanh, chỉ cần ta hướng bên trong đi, sau đó về gặp được điểm giới hạn không gian. Sau đó dọc theo điểm giới hạn, tự nhiên có thể tìm tới cửa ra vào. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lại như đánh máu gà, trở nên cực kỳ hưng phấn, tốc độ của hắn lần nữa tăng tốc, kéo ra cự ly cùng chiến lão tam. Cố ý, tiểu tử này tuyệt đối là cố ý. Nhìn thấy Tiêu Phàm tốc độ lần nữa tăng, chiến lão tam phiền muộn kém chút thổ huyết, hắn hận không thể lập tức xông lên, đem Tiêu Phàm quất 100 lần. Khẽ cắn môi, chiến lão tam lần nữa tăng tốc độ. Bất quá giờ phút này thần lực hắn tiêu hao đã có chút nghiêm trọng, hắn cũng không giống như Tiêu Phàm, nắm giữ một cái tiểu thiên địa. Tu La thần lực tiêu hao mặc dù lớn,
nhưng một phương diện khác, tiểu thiên địa cũng có thể liên tục không ngừng bổ sung. Chiến lão tam lại không biết, trong lòng Tiêu Phàm cũng là thầm mắng không thôi, lão đồ vật liền tựa như cao da chó, vậy mà không chết không thôi. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía sau, lờ mờ có thể nhìn thấy một điểm đen, cũng liền 30, 40 dặm mà thôi. Hai người duy trì khoảng cách này, lại phi hành một canh giờ, Tiêu Phàm thông qua phán đoán rốt cục tìm tới thông hướng tầng không gian thứ tư. Sau đó lại tốn một canh giờ, hắn rốt cục nhìn thấy một cái không gian yếu kém, hắn phân ra một đạo linh hồn phân thân hướng về không gian kia tới gần. Hắn không muốn để cho bản thể mạo hiểm, dù sao, hiện tại chiến thần điện cùng Minh La bọn hắn đều nghĩ trăm phương ngàn kế để giết hắn. Nếu như cái này thực sự là cửa vào thông hướng tầng không gian thứ tư mà nói, chiến thần điện làm sao có thể để hắn tùy ý thông qua đâu. Chúng thần mộ địa càng đi chỗ sâu, lực lượng áp chế càng lớn, ta muốn chiếm cứ ưu thế đoán chừng ít nhất cũng phải đến tầng thứ 5, thậm chí tầng thứ 6, đến tầng thứ 6 không gian đoán chừng cửu u ma huyết cũng vô dụng. Tiêu Phàm trầm ngâm. Tầng không gian thứ 3, giọt cửu u ma huyết thể nội hắn còn có thể ngăn cản cỗ áp chế kia, nhưng nếu như tiến vào tầng thứ 4, Tiêu Phàm liền không dám chắc chắn có thể ngăn cản cỗ áp lực kia hay không. Cảm ứng được linh hồn phân thân hướng về không gian kia tới gần, trong lòng Tiêu Phàm cũng khẩn trương lên, bất quá hắn cũng không có dừng lại, phía sau còn có chiến lão tam theo đuổi không bỏ. Nhưng mà cũng đúng lúc này, tốc độ chiến lão tam đột nhiên tăng tốc, quanh thân thiêu đốt lên kim sắc lôi điện chi lực, bộc phát ra khí tức đáng sợ. Chết, hét lớn một tiếng, chiến lão tam tựa như thi triển ra lực lượng toàn thân, một đạo trưởng cương ẩn chứa lôi điện áo nghĩa cuồng bá quét ngang ra. Tiêu Phàm nào nghĩ đến chiến lão tam vậy mà sẽ đột nhiên tập sát, chẳng lẽ lão đồ vật trước đó một mực cố ý lừa bản thân. Nếu là những người khác đoán chừng chỉ có thể đứng đấy chờ chết, nhưng Tiêu Phàm ý chí kiên định biết bao, hơn nữa linh giác cực kỳ cường đại, khi chiến lão tam xuất thủ, Tu La thần dực chém một cái, trong nháy mắt lướt ngang vài dặm, tránh thoát chiến lão tam một kích tất sát. Lão đồ vật, chiến thần điện quả nhiên không có gì tốt, đường đường bát biến chiến thần mà phải đánh lén sao. Tiêu Phàm giận mắng, dưới chân lại cực kỳ nhanh nhẹn, nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy. Bất quá Tiêu Phàm cũng phát hiện bản thân có một cái ưu thế, dù thực lực cũng không phải là đối thủ chiến lão tam, nhưng tốc độ Tu La thần lực có vẻ như đã không kém gì chiến lão tam. Nhất là nắm giữ tiểu thiên địa, Tu La thần lực hắn so với chiến lão tam còn hùng hậu hơn không ít. Sắc mặt chiến lão tam rõ ràng hơi trắng bệch, trên trán mồ hôi thỉnh thoảng lăn xuống, mà Tiêu Phàm vẻn vẹn há mồm thở dốc mà thôi. Chiến lão tam căn bản không cho Tiêu Phàm cơ hội tiếp tục chạy trốn, lần nữa xuất kích, xung quanh mấy trăm trượng toàn bộ bị lôi điện chi lực bao trùm. Giết Tu La điện chủ, bất luận thủ đoạn gì đều không đủ. Chiến lão tam gầm thét, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một chuôi trường kiếm, giận bổ xuống. Cái lão đồ vật này thực liều mạng, Tiêu Phàm toàn thân nổi da gà, tâm thể phát lạnh, đột nhiên nhìn về phía nơi xa nói. Chẳng lẽ kia thực sự là cửa vào thông hướng tầng không gian thứ tư, hắn sợ ta trốn vào trong đó áp chế đối với hắn sẽ càng lớn, cho nên mới cùng ta liều mạng. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm một trận giật mình, hắn rốt cục minh bạch tại sao chiến lão tam bát biến chiến thần sẽ tọa trấn cửa vào tầng không gian thứ hai. Đoán chừng ở tầng không gian thứ ba, áp chế đối với hắn đều có chút lớn, chỉ ít so với Tiêu Phàm hắn phải lớn hơn, lại càng không cần phải nói tiến vào tầng không gian thứ tư. Tiêu Phàm rất nhanh lấy lại tinh thần, hiện tại cũng không phải là may mắn, chiến lão tam liều mạng, sống sót mới là cần gấp nhất. Chỉ cần có thể trốn vào tầng không gian thứ tư, người chiến thần điện muốn giết bản thân liền không có dễ dàng như vậy. Đương nhiên, đến thời điểm bản thân rời khỏi chúng thần mộ địa, lúc đó mới là nguy hiểm nhất, bất quá Tiêu Phàm đã không lo được nhiều như vậy. Nếu đi tới nơi này, vậy liền đem sự tình muốn làm trước. Mắt thấy lôi điện chi kiếm sắp rơi xuống, khí thế quanh thân Tiêu Phàm bỗng nhiên tăng vọt, kim sắc vô tận chi hỏa toàn thân mãnh liệt, Tu La huyết mạch cùng thần long huyết mạch gào thét, hắn đã làm tốt toàn lực chém giết. Nhưng mà, hư không đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm kêu to cực kỳ chói tai, tựa như hư không bị xé nứt, làm người đau màng nhĩ. Phóng tầm mắt nhìn tới, một đạo bạch sắc lưu quang vạch phá chân trời, giống như một khỏa thiên thạch từ đằng xa gào thét tới. Toàn bộ hoàng thế giới đều bị nhuộm thành bạch sắc. Lưu quang kia tốc độ nhanh đến cực hạn,
so với tốc độ chiến lão bát đều muốn nhanh hơn không chỉ một lần, trong nháy mắt liền đi tới cạnh Tiêu Phàm. Cũng đúng lúc này, chiến lão tam đột nhiên cảm giác toàn thân run rẩy, một cỗ tử vong uy hiếp bao phủ hắn, khí tức hủy diệt quanh quẩn trong lòng. Vội vàng, kiếm cương chiến lão tam chém xuống hơi hơi nhất chuyển, hướng về đạo bạch sắc lưu quang kia. So với chém giết Tiêu Phàm mà nói, chiến lão tam đầu tiên bảo hộ vẫn là tính mạng mình. Tiêu Phàm thừa cơ nhanh chóng thối lui, trong lòng hắn hơi hơi kinh ngạc không thôi, khi đạo lưu quang kia tới gần, hắn thấy rõ đạo lưu quang kia là vật gì. Một mũi tên, con người Tiêu Phàm hơi hơi co rụt lại, sau đó trên mặt đột nhiên hiện lên một vòng ý cười. Oanh một tiếng nổ vang, bạch sắc lưu quang cùng trường kiếm va chạm lại nổi lên, nhấc lên một trận phong bạo quỷ dị, mũi tên này tốc độ rất nhanh, nhưng ở chính diện giao phong lại căn bản không uy hiếp được tính mệnh chiến lão tam. Thậm chí, cũng không có thể đẩy lui chiến lão tam nửa bước, chỉ là nếu như hắn muốn đối phó Tiêu Phàm mà không quan tâm đến mũi tên thì nhất định sẽ ăn thiệt thòi, cho nên mới phải tránh đi. Ai, chiến lão tam gầm thét, hai mắt đỏ tươi liếc nhìn lấy bốn phía. Nguyên bản đây là cơ hội rất tốt chém giết Tiêu Phàm, không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này lại có người đánh lén hắn, làm hắn bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Hiện tại nếu như Tiêu Phàm muốn chạy trốn, hắn chưa chắc có thể đuổi kịp. Chiến lão tam vừa mới lực bộc phát lượng, với hắn mà nói cũng là một loại tiêu hao cực lớn, hiện tại hắn nhiều nhất chỉ có thể thi triển thêm một kích. Sau một kích, nếu như còn không thể giết chết Tiêu Phàm, không may khả năng chính là hắn, dù sao áp chế nơi này đối với hắn bát biến chiến thần so với Tiêu Phàm lớn hơn nhiều. Nếu như chỉ là hắn cùng với Tiêu Phàm cũng liền thôi, hắn muốn đi, Tiêu Phàm cũng ngăn không được hắn. Nhưng mấu chốt là người âm thầm bắn mũi tên kia với hắn mà nói rất có tính uy hiếp. Hư không thập phần bình tĩnh, không có người nào trả lời chiến lão tam, sắc mặt chiến lão tam âm trầm đáng sợ, cuối cùng con ngươi rơi vào trên người Tiêu Phàm. Hắn đang do dự, bản thân đến cùng có nên giết tới hay không? Tiêu Phàm đứng ở phía trên một mảnh đồi núi cát vàng ngoài mấy chục dặm, đạm mạc nhìn chiến lão tam, trên mặt lộ ra tà tà ý cười, nói, lần này, đoán chừng chiến thần điện các ngươi lại không giết chết được ta. Hừ, ngươi đắc ý cái gì, cửa vào tầng không gian thứ ba cùng cửa ra cũng đã bị phong tỏa, ngươi trốn không thoát. Chiến lão tam vẫn coi thường nói. Hắn hiện tại rốt cục biết rõ tại sao chiến thiên hạ lại phái nhiều người như vậy tiến vào chúng thần mộ địa, hơn nữa liền chiến thần cảnh hậu kỳ đều có không ít. Nếu như không có cửu u ma huyết, bọn hắn coi như tiến vào nhiều, đoán chừng đều không đủ giết Tiêu Phàm. Bất quá chiến lão tam vẫn có một chút nghĩ không ra, Tiêu Phàm lại làm sao có thể phát huy ra thực lực chiến thần cảnh. Vậy sao, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, ngẩng đầu nhìn về phía cát vàng cuối cùng, hắn đã xác định, nơi đó chính là cửa ra vào thông hướng tầng không gian thứ tư. Hiện tại hắn muốn làm chính là như thế nào đột phá chiến lão tam ngăn cản, xông vào trong không gian tầng thứ tư. Cũng ngay khi hắn thất thần, chiến lão tam đột nhiên biến mất tại chỗ, hóa thành một đạo thiểm điện hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Liền biết ngươi không có lòng tốt. Tiêu Phàm cười lạnh, nếu là người khác, có lẽ thật đúng là sẽ bị chiến lão tam đánh lén thành công. Nhưng Tiêu Phàm là có nhất tâm nhị dụng, trong lòng đang trầm tư, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không chú ý nhất cử nhất động chiến lão tam. Mặc dù không biết chiến lão tam sử dụng thủ đoạn gì có thể phát huy ra lực lượng đáng sợ như thế. Nhưng tốc độ Tiêu Phàm cũng không chậm hơn so với hắn. Tu La thần rực dương ra, Tiêu Phàm tại hư không lưu lại một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt lui lại vài dặm. Oanh, tiếng vang đáng sợ truyền ra, hư không bỗng nhiên rung rung, vô tận cát vàng cuốn lên, hóa thành từng đạo vòi rồng tập kích tứ phương. Dù là chạy ra vài dặm, Tiêu Phàm cũng bị cỗ khí thế kia chấn toàn thân run lên, lục phủ ngũ tạng bốc lên không thôi. Tiêu Phàm buông lỏng một hơi, cũng may tốc độ bản thân nhanh, mặc dù cực kỳ tiêu hao Tu La thần lực, nhưng cuối cùng tránh thoát công kích của lão gia hỏa. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức trên người chiến lão tam suy yếu không ít. Vừa nãy hắn xác thực nắm giữ lực lượng bát biến chiến thần, nhưng hiện tại đoán chừng tối đa cũng tương đương với thất biến chiến thần, thậm chí lục biến chiến thần mà thôi. Mấy tức thời gian, cát vàng đầy trời tan mất, hư không khôi phục bình tĩnh. Tiêu Phàm từng bước một hướng về chiến lão tam đi đến, nhếch miệng cười nói, nếu như giết chết bát biến chiến thần ngươi,
không biết chiến thần điện có điên cuồng hay không. Tiêu Phàm ý cười rất lạnh, lộ ra một cỗ khát máu, chiến lão tam nhìn thấy toàn thân run lên. Nơi xa, chiến lão tam nhìn thấy ánh mắt Tiêu Phàm hờ hững, trong lòng lộp bộp một cái, hắn hoàn toàn nghĩ không ra, một tam biến chiến thần vì sao sẽ đáng sợ như thế. Cho dù ngươi là Tu La Điện chủ, nhưng có mạnh hơn cũng chỉ là tam biến chiến thần, bản tôn hiện tại vẫn nắm giữ thần lực thất biến chiến thần, chỉ bằng ngươi một người mà muốn giết chết ta. Thực sự là trò cười, chiến lão tam vẫn khinh thường nói. Bất quá trong lòng hắn đánh trống lui quân, đối với Tu La Điện chủ, sâu trong nội tâm hắn vẫn có một chút kính sợ. Lại tăng thêm chúng ta thì sao? Đột nhiên, một đạo thanh âm băng lãnh từ hư không truyền đến, bên trong thanh âm lộ ra một cỗ lăng lệ. Sau một khắc, trong hư không đột nhiên thêm ra bốn đạo thân ảnh, ba thanh niên, một đứa bé, trên thân người phát ra khí tức đều cực kỳ cường đại, không kém gì chiến thần cảnh. Nhìn thấy bốn đạo thân ảnh, chiến lão tam sầm mặt lại, trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ chính là bọn hắn âm thầm đánh lén bản thân. Tiêu Phàm trên mặt lại lộ ra ý cười sán lạn, nơi xa, bốn người nhìn về phía Tiêu Phàm cũng cười lên. Tam ca, đã lâu không gặp. Trong đó một thanh bào thanh niên nhếch miệng cười một tiếng, cười vẫn ngây thơ, rực rỡ, tựa như một hài tử không lớn lên. Bất quá con người hắn lại thâm trầm dị thường, thậm chí có chút tang thương, Tiêu Phàm biết rõ, thời gian mấy năm trên người hắn khẳng định cũng phát sinh rất nhiều sự tình. Tiểu Ngũ, ngươi luôn luôn tới kịp thời như thế. Tiêu Phàm gật đầu cười một tiếng, vẻn vẹn một câu lại nói hết tất cả. Không sai, thanh bào thanh niên không phải ai khác, chính là quan tiểu thất xếp hạng lão ngũ, Tiêu Phàm một mực gọi hắn là Tiểu Ngũ. Ba người khác dĩ nhiên chính là Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Tiểu Kim, bọn họ cùng Tiêu Phàm bên trong hỗn độn vụ hải lạc nhau, bản thân tiến vào chúng thần mộ địa. Trước đó Lăng Phong được tin tức Tiêu Phàm bị chiến thần điện vây giết, không biết làm sao, không nghĩ tới quan tiểu thất tìm tới mấy người thương lượng một hồi, ở nơi này lối vào thông hướng tầng thứ tư chờ đợi, không nghĩ tới thực chờ được Tiêu Phàm. Hơn nữa còn vừa lúc tại mấu chốt cứu Tiêu Phàm một lần, đây hoàn toàn là việc đám người không nghĩ tới. Chính như Tiêu Phàm nói, quan tiểu thất mỗi lần cũng như thần binh từ trên trời rơi xuống, cứu hắn tại thời khắc nguy nan. Tiêu Phàm. Lúc này, tiểu hài 7-8 tuổi lại kêu lên, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm có một tia không muốn xa rời cùng kính sợ, tựa như nhìn về phía huynh trưởng bản thân. Ngươi là Tiểu Kim, Tiêu Phàm có chút không xác thực nói ra. Khí tức trên người Tiểu Kim không biến, lại biến thành bộ dáng người, Tiêu Phàm biết rõ, Tiểu Kim khẳng định đột phá chiến thần cảnh, bất quá hắn vẫn còn có chút không dám xác định. Lão Tam, ta, Lão Nhị, còn có Tiểu Ngũ đều tán thành Tiểu Kim là lục đệ, ngươi sẽ không trách ta không có trưng cầu ý kiến ngươi chứ? Lăng Phong cười cười nói. Đương nhiên không có vấn đề. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, huynh đệ tụ họp, hắn cũng khó cao hứng. Lúc này, chiến lão tam nơi xa lại nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiêu Phàm, bản thân đường đường là bát biến chiến thần lại bị người không để ý. Không nhìn mình cũng liền thôi, còn dám trước mặt mình chuyện trò vui vẻ, đây quả thực là miệt thị đối với hắn a. Năm chiến thần sơ kỳ nho nhỏ cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi, hôm nay, bản tôn liền đem các ngươi tận diệt. Chiến lão tam nhe răng trợn mắt nói, lửa giận trong lòng hắn cũng nhịn không được bộc phát ra. Tiêu Phàm mấy người không những không giận mà còn cười, hí ngực nhìn chiến lão tam. Huynh đệ, lúc trước huynh đệ chúng ta hợp lực lấy chiến vương tàn sát qua chiến hoàng, hôm nay khó được tụ họp, có phải nên đổ cái bát biến chiến thần chúc mừng một cái hay không? Quan tiểu thất ngoài cười nhưng trong không cười, thập phần nghiêm túc nói. Chiến lão tam nghe vậy liền khịt mũi coi thường nhìn Tiêu Phàm bọn hắn, hắn một cái liền có thể nhìn ra, bên trong những người này, quan tiểu thất thực lực mạnh nhất. Nhưng chỉ là tứ biến chiến thần mà thôi. Lăng Phong thực lực không yếu cũng là tam biến chiến thần, mà Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Tiểu Kim cũng chỉ là nhị biến chiến thần mà thôi. Trong mắt hắn, chỉ có Tiêu Phàm đối với hắn có chút uy hiếp, những người khác. Căn bản liền đụng đều không đụng tới hắn. Tiêu Phàm lộ ra một mặt ý cười, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại lúc trước hắn, Phong Lang, Tiểu Kim cùng quan tiểu thất tại Đại Ly Đế Triều chém giết chiến hoàng cảnh tần đao. Lúc trước bọn hắn chỉ là chiến vương cảnh mà thôi, nhưng vẫn không sợ hãi gì, diệt sát một đại cường giả chiến hoàng.
Chớp mắt mấy năm trôi qua, thực lực mọi người đều đột phá đến chiến thần cảnh, bất quá, bọn hắn vẫn chưa từng quên, vẫn là tuổi nhỏ khinh cuồng như vậy, không ai bì nổi. Đáng tiếc lúc trước ta không ở đây, bất quá lần này vô luận như thế nào không thể thiếu ta. Nam Cung Tiêu Tiêu hào khí. Đột phá nhị biến chiến thần, lấy thực lực và nội tình hắn, dù là đối chiến ngũ biến chiến thần vẫn không có bất cứ vấn đề gì, lục biến chiến thần liền có chút miễn cưỡng. Xem như lão đại, lúc trước không có cùng các ngươi xuất sinh nhập tử, là ta không đúng, lần này ta xung phong. Lăng Phong cũng cười nói. Giống, tiểu kim trực tiếp biến thành bản thể, hóa thành một đầu sư tử lớn nhỏ mấy chục trượng, toàn thân lông vàng óng đốt đốt hỏa diễm, giống như từng đầu huyết long đang gào thét. Mấy người ánh mắt toàn bộ đều tụ tập ở trên người Tiêu Phàm, tựa như chỉ cần Tiêu Phàm nói, tất cả mọi người sẽ nghĩa vô phản cố xông lên, đem chiến lão tam xé nát. Tiêu Phàm thật sâu nhìn bốn người Lăng Phong, hắn phát hiện, huynh đệ mình vẫn như cũ, chỉ là thực lực mọi người mạnh lên mà thôi. Vậy liền chiến một trận nữa, giết bát biến chiến thần. Thật lâu, khóe miệng Tiêu Phàm hơi hơi dương lên, bỗng nhiên quay người nhìn về phía chiến lão tam. Lời này nghe vào trong tai chiến lão tam là chói tai cỡ nào, sắc mặt có chút co lại, hắn lúc này mới phát hiện mấy người hình như là nghiêm túc, bọn hắn muốn giết bản thân. Nghe thấy Tiêu Phàm nói, mấy người Lăng Phong cười, bọn hắn nhìn đến, đây là sự tình hết sức bình thường, bởi vì một đường bọn hắn đều là đi như vậy. Giết, theo thanh âm Tiêu Phàm nói ra, Lăng Phong khẽ quát một tiếng, cả người hóa thành một đầu thiên phượng màu đỏ gào thét ra. Phượng Hoàng chi hỏa đáng sợ đốt cháy hư không, nhào về phía chiến lão tam. Nam Cung Tiêu Tiêu hóa thành lôi điện, tốc độ không kém mảy may, Tiêu Phàm biết rõ, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Tiểu Kim tại hỗn độn vụ hải đoán chừng gặp được cơ duyên, lúc này mới có thể nhất cử đột phá nhị biến chiến thần. Nam Cung Tiêu Tiêu được chiến tộc truyền thừa, chiến lực tuyệt đối cũng là cấp bậc yêu nghiệt. Mà Quan Tiểu Thất lại đột nhiên lấy ra một bạch sắc trường cung, toàn thân hiện lên nhũ bạch sắc. Lại giống như một mảnh tinh hà đang tỏa ra, quang mang chớp nhấp nháy. Khi hắn kéo ra trường cung, hư không tựa như bay lên vô số bạch sắc lông vũ, nhìn kỹ, băng xương chi khí xác thực đáng sợ. Rất hiển nhiên, trước đó một tiếng kém chút bắn trúng chiến lão tam chính là Quan Tiểu Thất bắn. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc nhìn trường cung trong tay Quan Tiểu Thất, kinh ngạc nói, chẳng lẽ là Phi Vũ Thần Cung xếp hạng thứ 7 thập đại thần binh. Phi Vũ Thần Cung uy danh hiển hách, chính là đệ nhất thần binh trong tay Tiễn Thần vạn năm trước, tu sĩ dị tộc chết ở trong tay hắn đếm không hết, tiêm nhiễm không biết bao nhiêu chiến thần chi huyết. Cũng chính là bởi vì như thế, Tiễn Thần cũng được tu sĩ dị tộc trọng điểm chiếu cố, về sau vẫn lạc trong hư vô, không biết tung tích. Theo Tiễn Thần vẫn lạc, còn có Phi Vũ Thần Cung, chỉ là không nghĩ tới bây giờ lại rơi trong tay Quan Tiểu Thất. Tiêu Phàm biết Quan Tiểu Thất khẳng định cũng thu hoạch một trận cơ duyên cực lớn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không khỏi lại nghĩ tới Bắc Lão. Lúc trước hắn đưa tiễn mấy người, hiện tại cơ hồ đều chiếm được nghịch thiên tạo hóa. Chẳng lẽ Lão Sư là cố ý? Hắn đã sớm nghĩ đến hôm nay, cho nên mới cố ý an bài như thế. Tiêu Phàm hít sâu một cái, bình phục suy nghĩ, hắn phát hiện bản thân vẫn là quá khinh thường Bắc Lão. Bắc Lão có thể trong thời gian ngắn đột phá chiến thần cảnh trung kỳ, thiên phú không thể yếu hơn so với bọn hắn. Thậm chí còn mạnh hơn không ít. Cuối cùng, con người Tiêu Phàm rơi vào trên người Tiểu Kim. Tiểu Kim được huyết thần long truyền thừa, làm sao có thể yếu đây? Mặc dù huyết thần long đem thần long huyết mạch cho bản thân, nhưng Tiêu Phàm biết rõ, thể nội Tiểu Kim khẳng định cũng ẩn chứa một cỗ thần long chi uy, lại tăng thêm bạch thạch cải tạo, thiên phú hắn sớm đã không phải sức người có thể đánh giá. Tự tìm cái chết, sâu kiến lợi hại như thế nào cũng không có khả năng đánh ngã voi. Chiến lão tam nhìn thấy mấy người đánh tới liền phẫn nộ tới cực điểm. Hắn đường đường là bát biến chiến thần, dù hiện tại thân thể suy yếu đi nữa thì làm sao mấy tên chiến thần cấp thấp có thể vũ nhục. Nổi giận gầm lên một tiếng, chiến lão tam lần nữa thẳng hướng Tiêu Phàm, hắn hoàn toàn không đem Lăng Phong bọn hắn đặt ở trong lòng, chỉ cần giết chết Tiêu Phàm, diệt sát những người khác hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà hắn quá khinh thường thực lực bọn Lăng Phong. Khi hắn né qua công kích Lăng Phong cùng Nam Cung Tiêu Tiêu, một đạo lợi mang bỗng gào thét tới, cỗ lăng lệ chi thế kia làm thân hình hắn bỗng ngưng một cái. Cũng ngay tại giây phút này, công kích ba người Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Tiểu Kim trong nháy mắt tới gần,
Chiến lão tam một chưởng quét ngang ra. Cuồng bạo lôi điện chi lực hủy diệt tất cả, hư không đều mãnh liệt lay động, thế công ba người Lăng Phong trong nháy mắt bị tan rã. Sâu kiến! Chiến lão tam hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn ngập khinh thường. Phốc! Tiếng nói dứt, một đạo huyết quang nở rộ, phía sau lưng chiến lão tam máu tươi bay vụt, chẳng biết lúc nào Tiêu Phàm xuất hiện sau lưng hắn, Tu La kiếm nhấc lên, huyết sắc kiếm khí phá không mà ra. Nếu như không phải lôi điện chiến lão tam công kích cuồng bạo, một kiếm của Tiêu Phàm cũng đủ để phân thây hắn. Ta muốn giết ngươi, chiến lão tam ngửa mặt lên trời gào thét, một kiếm chém về phía Tiêu Phàm, Tiêu Phàm hai tay cầm Tu La kiếm, ngăn trở một kích bá đạo. Thân thể bị một cỗ lực lượng cuồng bá tung bay, đập ầm ầm bên trong cát vàng. Hai mắt chiến lão tam đỏ bừng, thống khổ trên lưng làm hắn khó chịu, như có một loại lực lượng tử vong nhanh chóng từng bước xâm chiếm sinh cơ hắn. Tử vong áo nghĩa, sắc mặt chiến lão tam biến hóa, hắn kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, vội vàng đem tử vong áo nghĩa bước ra. Hắn thực sự nghĩ không ra Tiêu Phàm tại sao còn có cường đại như thế, trước đó đào vong lâu như vậy, thần lực hắn sẽ không tiêu hao không sai biệt lắm sao? Chẳng lẽ hắn một mực giữ lại thực lực? Chiến lão tam lắc đầu, vừa nãy bản thân là liều mạng, hắn có lực lượng gì trước mặt mình bảo trì thực lực? Tiếp tục, thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc, hắn sẽ không cho chiến lão tam cơ hội thở dốc, nếu như đã động thủ, vậy liền bắt hắn chém giết. Bát biến chiến thần cũng chỉ là chiến thần hậu kỳ mà thôi, Tiêu Phàm hắn một người đều có thể miễn cưỡng kháng trụ một kích. Huống chi hiện tại thực lực chiến lão tam giảm đi nhiều, hơn nữa bây giờ còn có mấy huynh đệ xuất thủ tương trợ. Vừa nãy mấy người phối hợp hết sức ăn ý, chỉ cần mấy cái nữa, cho dù giết không chết chiến lão tam, cũng có thể từ từ mài chết hắn. Bách hoa sát, Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, Tu La áo nghĩa băng lãnh mãnh liệt, vô tận sát khí khiến phiến thiên địa đều run rẩy lên, đây là chiến kỹ giết chóc Tiêu Phàm lĩnh ngộ, sát ý càng mạnh, uy lực chiến kỹ càng mạnh. Không có quan hệ gì với áo nghĩa. Cảm nhận được sát ý lạnh như băng, thân thể chiến lão tam không khỏi lạnh run, Tiêu Phàm lĩnh ngộ đối với giết chóc quá là đáng sợ, chiến kỹ rõ ràng không ẩn chứa bất luận cái gì áo nghĩa, lại cảm giác còn đáng sợ hơn thần giai chiến kỹ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 78.